xin mời các bạn cùng nghe bộ truyện tổng giám đốc và cô thư ký tác giả đỗ nhâm thể loại ngôn tình tại một đồi núi tĩnh lặng cảnh vật tiêu điều mảnh đất mà chỉ khiến cho người khác đau đớn tan nát cõi lòng thu xếp xong xuôi chuyện tang sự dọn dẹp lại ngăn nắp tất cả di vật của bà nội sau đó tả phạm y đến từ biệt với bà nội một lát nữa đây cô sẽ phải qua giang xe để về trường học nhìn phần mộ vừa mới đắp, nước mắt của Phạm Y như thể vỡ đê sản dụa tuôn đẩy trên mặt, ảo ảo liên tục chảy xuống, dù cô có lau thế nào cũng không lau khô được. Vội vã trở về, thế nhưng cô vẫn không kịp gặp mặt bà nội một lần cuối, không nghe được lời chăn chối sau cùng của bà, không thấy được đáy mắt đôn hậu và hiền lành của bà. Tiếc núi này, nỗi đau này, không có lời lẽ nào có thể tả xiết. Mười mấy năm trước, cô mất đi cha mẹ, nỗi đau đó còn chưa kịp ngôi ngoai, mà nay lại phải đối mặt với nỗi đau mất thêm người thân cuối cùng nữa. Đau đớn này, cô biết chia sẻ cùng ai, biết sẽ bảy cùng ai đây? Không có, không có ai cả, mất đi luôn người thân cuối cùng rồi. Sau này cô chỉ là một người cô độc nhất cuộc đời này, không thể tiếp tục chia sẻ những vinh quang và niềm vui trong cuộc sống này với bà nữa lúc đầu tưởng rằng chỉ cần tốt nghiệp là có thể đón bà nội lên đài bắc sống cuộc đời mơ ước nhưng giờ đây tất cả đã hóa thành mây khói bà nội không kịp đợi cô tốt nghiệp không kịp đợi cô kiếm tiền để cùng cô sống những ngày an nhàn mà bỏ lại cô một mình mà ra đi phạm y rất hối hận cũng rất đau lòng buổi tối sắp xếp lại di vật của bà nội vừa nhìn tấm hình của bà thì cô liền bật khóc tức tưởi và kêu gọi bà ơi nhưng đáp lại cô cũng chỉ là căn phòng hiu quạnh và tiếng khóc thảm thiết của chính mình mười mấy năm trước mất đi cha mẹ nhưng khi đó cô còn chưa kịp thấm thía sự lẻ loi trơ trọi thì trong cuộc sống của cô đã có thêm những lời nói dí dỏm yêu thương của bà nội sự hài hước của bà sự dí dỏm của bà sự kiên nhẫn lắng nghe của bà và sự hiền tử của bà những điều đó nó đã giúp cô nhanh chóng vượt qua nỗi đau nhưng bây giờ phải làm sao đây bà nội đã mất rồi còn ai có thể giúp cô vượt qua cơn đau này còn ai có thể chia sẻ với cô những niềm vui cùng nỗi buồn trong cuộc sống nữa cô cảm thấy thật cô đơn thật bất lực giữa trời đất rộng lớn này dường như cũng chỉ còn lại có một mình cô ngày xưa và mỗi kỳ được nghỉ hè cô luôn tranh thủ đón chuyến tàu đêm vội vã về đài nam cũng chỉ vì muốn được ở bên cạnh bà nội nhiều hơn để nghe bà kể về những chuyện khi còn bé của mình để được ăn những món ăn gia đình tự tay bà nấu dù rằng đó chỉ là một bát tương cà cũng có thể làm cho cô nhớ đến mùi vị đó khi lần sau lại từ đài bắc trở về quê nhưng kỳ nghỉ hè lần sau cô không còn nhà để trở về nữa rồi cũng không còn được ăn món tương cả do chính tay bà nấu nữa không còn nghe được những câu chuyện lý thú về tuổi thơ mà cô có thể thuộc lòng khẽ khẽ thở dài phạm y quỳ xuống cúi đầu lại ba lạy trước bia mộ dùng cách tự nhiên nhất bình thường nhất nói cho bà nội biết hôm nay cô phải về trường rồi nhưng giọng nói nghẹn ngào đôi môi run rẩy chưa kịp lên tiếng mà nước mắt đã rơi xuống trước khiến cô ngậm ngùi mãi không thể cất lên lời để mặc cho những giọt lệ tung bay trong cơn gió nhẹ ông ánh trên mặt đất như muốn nói lên tất cả tâm tình lưu luyến không đành lòng rời đi của cô cô lặp đi lặp lại lời nói dành cho bà nội mình con rất yêu rất yêu bà dốc ba lô rồi đất lên tự ổn định giản lại cảm xúc đang trào dâng lên mãnh liệt âm thầm nói lời từ biệt với bà nội lần cuối cùng. Trong khoảnh khắc bất đắc dĩ quay đầu muốn rời đi, bỗng nhiên tâm trạng dường như bị sụp đổ khiến cô không thể chịu được, lại một lần nữa gục xuống ở trước bia mộ của bà nội, bật lên tiếng khóc nức nở. Lần này khóc, tiếng khóc của Phạm Y như đứt từng đoạn ruột, cô khóc đến khản cả giọng, khóc mãi đến khi những giọt nước mắt đã cạn khô, cô mới dứt khoát kiên quyết cất bước chân lưu luyến không rời mà đi ra khỏi nghĩa trang vĩnh biệt bà nội thân yêu nhất của con từ nay về sau con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt ở trên thiên đường xin bà cũng tự chăm sóc tốt cho mình trong lòng phạm y lặng lẽ nói lời từ biệt mỗi một bước chân trái tim cũng theo đó như đang chảy xuống từng giọt máu cô không dám quay đầu lại sợ một khi mình quay đầu lại sẽ không còn dũng khí để nhắc nổi bước chân mà rời đi nữa khi cô chuẩn bị rời khỏi nghĩa trang một cơn gió mát bất chợt từ trên núi thổi xuống nhẹ nhàng phát ngang qua mặt cô nó dịu dàng giống như bàn tay bà nội nhẹ nhàng quá dịu dàng quá ấm áp quá đại diện cho hơn một ngàn sinh viên nhận bằng tốt nghiệp từ hiệu trường nói lời cảm tạ thay cho tất cả sinh viên đã tốt nghiệp giờ khác này phạm y là sự vinh quang là niềm tự hào nhưng cô lại tiếc nuối vì trên ghế phụ huynh lại thiếu mất đi bà nội người mà cô yêu thương nhất giờ khác này cô khát khao rằng bà nội vẫn còn ở đây có thể chia sẻ với cô niềm vinh quang này tiếc rằng đó chỉ là tiếc nuối mà không thể nào hoàn thành nhìn vi vân và sợ tịnh ngồi ở vị trí khách mời đại diện cho người thân của cô lòng phạm y vô cùng cảm kích sau khi phát biểu cảm nghĩ xong cô giơ cao tấm bằng tốt nghiệp nhận được tự hiệu trưởng không người cúi chào cô dâng tặng sự vinh quang này cho tới bà nội ở trên thiên đường cũng chia sẻ phần vinh quang này với sở tịnh chị em tốt của mình và cả anh vị vân vị hôn phu của chị ấy nhưng cô không muốn người khác biết nội tâm của mình cảm xúc ưu thương tột cùng của mình lúc này Hít một hơi thật sâu để giấu đi vẻ cô đơn trên mặt, cô lặng lẽ trôn giấu sự đau đớn đó xuống đáy lòng. Chị sợ tịnh và anh cả Vi Vân tới là để chúc mừng tốt nghiệp mình. Mình không nên để họ nhìn thấy sự đau khổ trong lòng của mình. Phạm Y, chúc mừng em. Cô vừa bước xuống bục, sở tịnh lập tức vui mừng tiến lên, đón ôm chặt cô vào lòng. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã thấy thích cô bé Phạm Y nhỏ hơn mình 5 tuổi này. Hơn nữa còn luôn yêu thương coi trọng Phạm Y như em gái ruột thịt thân thiết. Tuy rằng, Phạm Y vừa mất người thân không lâu, nhưng hôm nay cô ấy tốt nghiệp là chuyện vui nên ăn mừng cùng với mọi người. Vì vậy, thân là chị em tốt của Phạm Y, nói gì cũng phải tới dự buổi lễ tốt nghiệp này. Thứ nhất, mượn dịp này để làm giảm bớt sự buồn phiền cho cô hơn nữa chính là hy vọng có thể mời cô đến làm việc ở cạnh thiên công ty mới khai trương của vi vân mỗi khi hoa phượng hoảng nợ khúc hát chia tay vừa cất lên cũng chính là thời khắc tuyển nhân tài quan trọng của giới công ty mà phạm y xuất sắc như vậy đương nhiên sẽ trở thành đối tượng được các công ty tranh nhau tuyển dụng thời gian trước nhà cô xảy ra chuyện lớn sở tịnh ngại đề cập đến vấn đề ấy bây giờ cô đã ra trường phải tranh thủ kẻo mất nhân tài. Cho nên, hôm nay ngoài tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Phạm Y ra, chuyện quan trọng nhất dĩ nhiên là lôi kéo em gái ngoan Phạm Y này dốc sức cho công ty của Vi văn rồi. Cảm ơn chị Tịnh và anh cả Vi văn rất nhiều. Lèn lén lén lau đi nước mắt, Phạm Y cố gắng tỏ ra mình đang vui vẻ. Em nói vậy là quá khách sáo rồi, em quên chị là ai hả? Sở Tịnh làm bộ không vui, còng môi lên, là chị của em, người chị tốt nhất của em. Phạm Y ngượng ngùng đỏ mặt nói. Ừ đúng rồi, đã là chị em thì đừng nói những lời khách sao ấy. Nếu không chị tịnh của em lại phòng má lên mất. Vi Vân trêu ghẹo, bầu má của vợ mình cười ha ha lắc đầu. Anh trêu em. Sợ tịnh không cam lòng bị giễu cợt, làm bộ tức giận đấm mạnh lên cánh tay Vi Vân. Ơ kìa, chị tịnh, anh cả Vi Vân, hai người đừng nên gây gỗ vì em mà, thấy hai vợ chồng họ náo loạn, Phạm Y lo lắng chảy mồ hôi đầy đầu, vội vàng khuyên ngăn. Được, muốn bọn chị không gây gỗ, trừ phi Phạm Y đồng ý với chị một chuyện. Sở tịnh lẻ lưỡi với Vi Vân, xoay người nhân cơ hội bắt trẻ Phạm Y. Chuyện gì vậy? Chỉ cần là giúp được Phạm Y nhất định sẽ giúp. Ở trên thế giới này, cũng chỉ còn lại có sở tịnh thân thiết nhất với cô, huống chi khi còn bé được chị ấy giúp đỡ rất nhiều bây giờ có cơ hội bảo đáp sao cô có thể từ chối được em nhất định giúp được sở tịnh lôi cô sang một bên nói tiếp chỉ mong em có thể đến công ty của vi vân làm việc giúp chị tịnh của em theo dõi anh cả vi vân tránh cho anh ấy sợ ý bị cô gái nào đó trong công ty cướp đi mất nghe vậy phạm ý suýt nữa không kiềm chế được mà bật xác tiếng cười tình yêu vi vân dành cho sở tịnh ngay cả cô em gái này cũng có thể nhìn thấy từ mắt anh, sầu đậm như thế, nồng nàn như thế, nếu thật sự muốn cướp anh ấy đi, e chừng cũng không phải chuyện đơn giản. Không đâu, anh cả Vi Vân yêu chị như vậy, ai giành lấy trái tim anh ấy được. Lý trộm Vi Vân, đứng nhìn cách họ không xa, Phạm Ý vội vã an ủi sở tịnh đang hoang mang, lo lắng. Nhưng chị vẫn lo lắm. Thở dài, Sở Tịnh để lộ sự phiền não trong lòng qua hàng lông mày. Em không giúp chị Tịnh được chuyện này sao? Phạm Y rũ mắt xuống, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, rồi ngước mắt lên gật đầu nói: Dạ được, em sẽ giúp chị. Vừa nghe Phạm Y đồng ý, Sở Tịnh vui mừng reo lên, sau đó chạy vào lầu ngực Vi Vân, lén lén làm tư thế chiến thắng. Vân, anh nghe đấy, Phạm Y đồng ý rồi, em ấy đồng ý rồi. Em đó, không sợ làm khó người khác à? vì vân cường chiều nhéo cái mũi nhỏ của sở tịnh cố ý thở dài vẻ mặt ai oán hai à, dạ đã nói với em rồi nếu em không yên tâm thì tới công ty mình làm đi nhân tiện ở bên anh luôn em lại không muốn e rằng đã có công ty thật tốt tuyển nhân tài phạm y này rồi em như vậy không phải là làm khó em ấy sao thật ra họ đã nghe nói có công ty ngoại thương đồng nghiệp tuyển dụng cô rồi mà sở tịnh không cam chịu để cô em ưu tú như vậy làm việc cho công việc đối thủ. Nói gì cũng muốn kéo Phạm Y tới công ty bị vị hôn phu của mình, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài chứ sao? Phạm Y vội vàng trả lời, không, không sao đâu ạ. Mặc dù ban đầu đã đồng ý với một công ty ngoại thương sẽ cần nhắc cẩn thận, nhưng vừa lúc gặp được chuyện bà nội qua đời, chuyện này cũng liền kéo dài theo. Bây giờ, cô còn chưa đi làm gọi điện thoại nói xin lỗi kể rõ ngọn nguồn công ty ngoại thường chắc sẽ không làm khó cô đâu sở tịnh cười rất vui vẻ không sao không có vấn đề gì cả bảo anh cả vi vân đi xử lý là được người lạ cô kéo đến nhưng vấn đề về sau dĩ nhiên phải nhờ ông chủ lớn vi vân này tự ra tay không liên quan đến cô nữa đi chúng ta đi ăn mừng thôi một tay vòng lấy Phạm Y, một tay ôm lấy tay Vi Vân, sở tịnh muốn đến nhà hàng ăn mừng một phen. Hôm nay đúng là nên ăn mừng, nhưng Phạm Y chẳng hề muốn ăn mừng gì cả, bởi vì bà nội cô vừa mất nên cô không thể nào vui nổi, chỉ muốn lặng lặng một mình ngày hôm nay. Vẻ mặt Phạm Y gượng gạo, nói lời xin lỗi, chị tịnh, xin lỗi, em còn có một chút chuyện chưa xử lý xong, hôm nay sợ rằng không đi được. Em còn có việc sao? chị tịnh thất vọng anh cả vi văn chị tịnh em xin lỗi phạm y liên tục nói xin lỗi đôi mắt phạm y sợt lóe lên vẻ cô đơn vi Vân đứng bên nhận ra đó là sự đau thương khi mất đi người thân cùng với vẻ mặt phức tạp khi vinh quang đau khổ không thể chia sẻ với người thân nhất của mình anh có thể hiểu rõ tâm trạng không muốn ăn mừng của cô tịnh đừng làm khó phạm y nữa em cũng mời được nhân tài rồi Chúng ta có thể ăn mừng lúc khác, dù sao vẫn còn nhiều thời gian mà. Vi Vân cười giải vây cho Phạm Y. Được rồi, sở tịnh mất hưởng bĩu môi, vị hôn phu cũng nói như vậy, cô dĩ nhiên cũng chỉ có thể gật đầu, đồng ý. Phạm Y nhìn Vi Vân với vẻ cảm kích. Vậy chúng ta đi, về phần chi tiết việc làm, anh cả Vi Vân sẽ liên lạc với em nhé. Không tặng quà cho Phạm Y lúc ăn mừng, sở tịnh vội vàng nhét món quà đã chuẩn bị vào tay Phạm Y, còn đánh đòn phủ đầu mà nói. Còn nữa, đây là quà của chị và anh cả Vi Vân. Em cứ nhận đi, không được từ chối. Nhìn hộp quà được gói tinh xảo trong tay, trong mắt Phạm Y tràn ngập vẻ cảm kích. Anh cả Vi Vân, chị Tịnh, em cảm ơn. Đừng khách sáo, vậy chúng ta đi. Bye bye. Ôm cánh tay Vi Vân, sở tịnh và yêu tay với Phạm Y. Nhìn bóng lưng sở tịnh hạnh phúc, bên Vi Vân rời đi sự cô đơn lại chiếm cứ trong lòng phạm y cảm giác có người bầu bạn thật tốt biết bao về xong tập công văn cuối cùng đóng quyền kế hoạch cuối cùng tắt máy tính mệt mỏi lắm mới kết thúc công việc ngày hôm nay đêm đã khuya rồi nhìn ánh sao yếu ớt nhỏ nhoi ngoài cửa sổ mụ duy dùng đã mệt mỏi dã rời nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát hai ngón tay dai nhẹ huyệt thái dương đau âm ỉ cuối cùng ruỗi thắt lưng đã cứng ngắc vì đau lúc này mới tắt đèn đi ra khỏi phòng làm việc. Trước đây không lâu, Mộ Duy Dung đã kế thừa tập đoàn Tê Việt Tử Cha, công ty còn trải khắp toàn bộ Đài Loan. Anh là người chuyên tâm với sự nghiệp, có trí tuệ hơn người, được tạp chí danh nhân thời đại đề cử là người đàn ông độc thân có giá trị nhất. Công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực khiến anh phải chu đáo với tưởng tượng tiêu thụ. Hơn nữa, anh còn phải dành sức cho sản nghiệp khoa học kỹ thuật tư vấn mà mình yêu thích. Vì vậy, khi mọi việc dồn đống lại thì anh đều không có thời gian nghỉ ngơi theo kinh nghiệm bận đến không có thời gian ăn cơm lúc trước anh sẽ không để cho mọi chuyện dồn đống lên như vậy nhưng dù sao cũng có lúc ngoại lệ mà hôm nay chính là ngoại lệ hiếm hoi đó chẳng qua mệt mỏi này đối với mộ duy dung mà nói đã chẳng là gì bởi vì anh đã trải qua thời gian mệt mỏi nhất rồi so với chuyện ngày hôm nay chỉ là chuyện nhỏ mà thôi ngồi trên xe những hình ảnh tràn đầy hơi thở lãng mạn dần hiện lên trước mắt. Những người sống ở Đại Bắc đều biết ban ngày thành phố Đại Bắc có lẽ không có gì hấp dẫn cả. Nhưng một khi đã vào đêm, ánh đèn dịu dàng tăng thêm không khí lãng mạn, làm cho người ta cảm thấy lúc này một ngày mới thực sự bắt đầu. Đột nhiên, tầm 50 mét trước đầu xe, Mộ Duy Dung thấy một bóng dáng mảnh khảnh say lảo đảo bước ra từ PUB bóng dáng siêu vẹo chỉ trực ngã như cây liễu trong gió vẻ mảnh mai cực kỳ đáng thương nếu như là trước đây anh nhiều lắm là lắc đầu chê cười tiếp đó làm như không thấy mà lái xe đi nhưng hôm nay không biết có phải sự đồng tình tích chữ trong lòng đã đến trạng thái bão hòa mà tràn đầy phần phát tiết hay không tóm lại tim của anh bất giác chợt nhói lên trong khoảnh khắc xe vượt qua anh nhìn thấy cô mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng khoảng cách gần như vậy khiến trái tim anh lại càng xiết lại phản ứng khác thường như vậy làm cho mảy kiếm của duy dung nhíu lại anh hít một hơi thật sâu sau đó lại thở hắt ra một hơi muốn giải tỏa cảm giác khó chịu trong lòng nhưng cảm giác bất đắc dĩ đó lại không hề tan biến không nên có cảm giác đó với người xa lạ anh cần phải lạnh lùng phải vô tình không nên có phản ứng khác thường này sự khó chịu càng tăng lên sao phải dây do dự tín hiệu muốn anh dừng xe được não bộ chuyển đến chân anh không ngừng thúc giục anh phải dừng lại rốt cuộc khi cách bóng dáng lay động đó không tới 5 mét anh lại có thể nhấn phanh xe ngừng lại mộ duy dung luôn luôn xét nét phụ nữ lại là một chuyện vô lý nhất trong đời như vậy ngoài sự tưởng tượng như vậy người không sợ có phụ nữ bảo bạn như anh lại tiếp cận một cô cô gái trong bóng đêm này thầy bóng dáng không coi ai ra gì kia ngồi trên ghế đá bên đường gục người xuống vùi mặt giữa hai chân mộ duy dung không khỏi lắc đầu nguẩy nguội không thể nào cứ tưởng rằng cô chỉ uống say mà thôi không ngờ cô lại ngồi khóc như trẻ con thế kia cây cỏ nhỏ bên chân cô không chịu được nước mắt tàn phá mà lay động tạo thành một hình ảnh hết sức thú vị sau khi diễn sở tịnh và bê vân Phạm Y cũng không tham gia tiệc chúc mừng tốt nghiệp trong khoa, mà lại một mình len lén tới PUB uống rượu, dùng chất cồn làm tê dại bản thân, để cô tạm thời quên đi buồn cổ trong lòng. Nhưng ai biết rằng, nâng chén rượu sầu lại càng sầu hơn. Đẩy ra cái ly trước mặt, nhấc cái mông cân đối khỏi chiếc ghế. Tối nay, cô đã uống quá nhiều rồi, tầm mắt mơ mảng cho cô biết nên về nhà thôi. Nhưng khi từ nhà thoáng qua, thì cô lại thấy đau lòng. Không, cô không còn nhã nữa rồi. Một tháng trước khi bà nội qua đời, cô đã không còn nhã nữa rồi. Giờ đây, cô là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Tính tiền, loạn choạng rời khỏi PUB. Bây giờ cô phải trở về chỗ ở tạm, đủ cho cô che gió tránh mưa, không đến nỗi lưu lạc nơi đầu đường. Thì ra là tiệc rượu làm đôi nước mắt thể hiện nỗi khổ trong lòng. Phạm Y vừa bước đi vừa kịm nước mắt, nhưng nước mắt cứ rơi như mưa không thể kiềm chế được. Cho dù cô lau thế nào cũng không khô, cuối cùng cô khóc đến mức không nhìn rõ đường, ngồi xuống chiếc ghế ven đường. Không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của cô, Phạm Y vùi mặt giữa hai chân, mặc cho nước mắt rơi xuống nơi dưới. Anh nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi xin mời tránh ra. Đang vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vùi giữa hai chân, đột nhiên cô cất giọng buồn buồn. Mộ Duy Dung nhìn xung quanh, cho rằng cô đang nói với anh, lúc này mới tiến lên, ngồi xuống cạnh cô. Tôi nói một câu khó nghe thế. Không có cô gái ngồi bên cạnh đường khóc thê thảm như cô đâu, cứ như bị người ta bỏ rơi ấy. Không đáp lại lời phê bình ác độc của anh, Phạm Y chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng chằm chằm vào anh như thể dùng hết năng lượng toàn thân, cứ như không dùng ánh mắt đục quét người anh không cam lòng. Được rồi, không phải là bị bỏ rơi, là thất tình, được chưa? Anh sửa cách dùng từ. Cô hỏi lại với giọng điệu không tốt. Anh không thể nói lời nào có ích sao? Miệng chó còn không mọc ra ngả voi, câu này chắc chắn dùng để miêu tả người như anh ta. Anh giễu cợt với giọng khinh miệt. Bây giờ lời nói dễ nghe thì cô có nghe không? Không nghe, không cần đoán cũng biết. Cô không muốn nghe thì sao? Phạm Y tức giận, trừng mắt nhìn anh. Tôi không muốn nghe Cô lặng lặng khóc một mình không được sao Có làm phiền đến ai đâu Anh nói hùng hồn Quá nửa đêm Thấy cô chiếm cái ghế ven đường gào khóc như thể không người Rất chướng mắt Cũng quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác Anh đang phụ độ chúng sinh Tình cảm sâu đậm vĩ đại đó Cô bị chọc thiếu chút nữa nổi bão Hét lên Nhắm mắt lại thì đừng nhìn nữa Bị tai đi đừng nghe nữa không được sao Anh thở dài Ý cô là muốn tôi gặp tai nạn xe cộ máu me bè bét sao? Ai già độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả nhiên không sai. Đâu có, có đấy. Anh bị ngu à? Cô mới thần kinh. nửa đêm canh ba không ngủ được khóc lóc giữa đường muốn giả quỷ dọa người cũng kém quá đấy. Cô giả quỷ dọa người, cả mắt của anh ta thấy cô dọa người. Anh phạm ý tức giận không nói nên lời. Mộ Duy Dung lại nói tiếp. Tôi làm sao? Siêu đẹp trai không ai bằng đó. Nghe vậy, Phạm Y không mực mình nữa mà tự dưng thấy buồn cười. Chọc cô cười khó thật đấy. Hơi <laughs> ra. Mộ Duy Dung được lợi có ra vẻ, vừa lắc đầu vừa than thở. Ra sức là mồ hôi như thể uất ức lắm. Phạm Y tức giận đường anh ta. Tôi chẳng hề muốn bị anh trêu chọc. Người đàn ông này không thấy mình đang đắt đau lòng hay sao? và lúc người khác đau lòng mà đến chọc cười thì thật là thiếu đạo đức. Là mình nhảm chán, không có việc gì làm đi gây sự với người phụ nữ không biết cảm ơn này được chưa? Duy Dùng nhún vai thẩm nghĩ, đang lúc Duy Dùng cũng tức giận đáp lễ cô bằng cách trưởng mắt, thì anh phát hiện ra cô gái này vừa khác vừa cười. Hơi sao động gợi lên lúm đồng tiền nhỏ xinh, càng khiến cô có vẻ cực kỳ đáng yêu. Nè, cô cười lên trông thật xinh đấy anh cứ như phát hiện ra vùng đất mới. Cô hở hững liếc anh. Anh đang khen tôi, hay là đang chê cười tôi? Đừng quên, mới vừa rồi anh mắng tôi giả quỷ dọa người đấy. Anh cười lưu manh. Ai bảo khi nãy cô vùi đầu giữa hai chân chứ? Tôi không muốn nhìn anh. Cô bực mình nói, có thể rũ sạch hết, thật sự nhẹ nhõm mà, cứ như cô là người sai vậy. Hết cách thôi, vì nhìn trướng mắt. Vẫn câu nói cũ, anh chính là người phổ độ chúng sinh. Anh... Bị anh ta chọc giận đến hộc máu mất, nhưng cô lại không biết tên của anh ta, không biết phải gạo lên thế nào. Mộ Duy Dung Anh xấu xa liếc nhìn cô, nói tên của mình. Rất dễ nhớ, Duy của Tứ Duy Bát Đức, Dung của Trung Dung. Tôi không hỏi tên anh. Phạm Y tỏ vẻ khinh thường. Não ngắn không cần nhớ nhiều, có thể nhớ một cái tên mới có thể chứng minh cô không có chứng đáng trí của người già anh nhướng mày cười đã xấu xa anh tôi không mắc chứng đáng trí của người già phạm y gạo lên đến cản giọng Ây ra làm sao mà cô đã quên mất rồi mộ duy dung nhớ chưa anh không sợ người khác thấy phiền mà nhắc nhở tên mình lần nữa mộ duy dung anh không nói thì sẽ chết à thật là khiến người khác Cáo đến đau dạ dày nghe được cô gọi tên mình anh chẳng những không so đò với giọng điệu ác việt của cô, ngược lại còn cười rất vui vẻ. Cô rốt cuộc cũng nhớ rồi. Tôi nói không sai chứ, ba chữ này rất dễ nhớ. Chẳng phải nên cảm tạ ông đã đặt cho anh cái tên dễ nhớ như vậy sao? Lần sau trở về quê hương thì nhớ phải thắp cho ông nén nhang. Ngày nào anh cũng đều tương tự như thế này sao? Nhìn anh cười đặng đỡ mà Phạm Y suýt nữa đần mặt ra nhìn. Dĩ nhiên, ăn ngon, ngủ ngon, công việc tốt đẹp, tuy có lúc hơi bận rộn chút sinh hoạt tình dục mỹ mãn quá dư tinh trùng cũng có thể được giải phóng đúng lúc có gì là không vui duy dung học theo cô thõng tay xuống hai bên đung đa đung đưa tinh trùng giải phóng trời ạ à, lời như thế mà anh cũng nói được lời nói tự nhiên như vậy có biết xấu hổ hay không anh muốn thẳng thắn như vậy sao nhìn chằm chằm vào anh cô lắc đầu nở nụ cười hờ hững anh cười nói còn thẳng thắn hơn nữa cơ chứ. Lúc mắng nhiếc cấp dưới không chỉ khó nghe mà còn rất châm trọng, nhưng ai bảo bọn họ đáng mắng như vậy chứ? Cô muốn nghe không? Phạm Y lập tức lộ ra bộ mặt xin thứ cho kẻ bất tài. Cảm ơn, vừa lĩnh giáo rồi, không cần phải thêm một lần nữa. Tốt lắm, nhìn dáng dấp tâm tình của cô đã khá hơn chút rồi đấy, tôi cũng nên đi thôi. Phủi bụi đã trên tay, Duy Dung đứng lên Ngày nào cũng làm việc thiện, thật là không dễ dàng. Lần sau phải nhớ theo đồng tử quân đòi cái huy hiệu mới được. Không, đừng đi. Cô đột nhiên kéo tay anh, nói rất nhỏ. Nhìn bàn tay nhỏ bé của cô kéo tay mình, Duy Dung kinh ngạc. Không phải cô đã bị mê hoặc bởi anh chàng siêu đẹp trai này rồi chứ? Dưới áo lại thêm một người hâm mộ nữa, thật hại não quá. Nhưng vì đẹp trai mà, không còn cách nào khác. Anh đúng là giỏi tự sướng, Phạm Y khẽ vì cười Không còn cách nào khác Giỏi giang thế này không tự sướng hơi phí Anh cười khoa trương nói Không để ý đến nụ cười khoa đó Cô kéo tay anh, nói thật nhỏ Tối nay theo tôi được không? Theo cô Anh kinh ngạc lớn tiếng hỏi Người ta đang mời mình chạy qua một đêm tỉnh lãng mạn tuyệt mỹ sao? Có vấn đề gì sao? Dây được đầu óc có vẻ mông lung Không thể suy nghĩ tỉ mỉ ý nghĩa Trong lời nói của anh Đương nhiên là có vấn đề rồi. Duy Dung nhìn cô, nhìn lại bàn tay nhỏ bé đang lôi kéo mình thì thở dài cảm thán. Bỗng nhiên nhận thấy mình đột ngột quá, Phạm Y cũng quyết buông bàn tay anh đang kéo anh ra, rồi vội vàng giấu sau lưng, che giấu tội phạm. Anh có hẹn rồi sao? Cô chỉ muốn có người bên cạnh mình, nhưng lại ngại quấy rầy sở tịnh. Lúc này mới gắng gượng hỏi anh, nhưng cô sẽ không làm người khác khó xử. Không có. Anh lắc đầu, không sợ tôi biến thành sói sao? Cô rất đẹp, mái tóc ngắn rất xinh xắn, áo ti sớt màu trắng bó sát người, quần jean ôm sát, khiến đường cong mỹ lệ của cô được lộ rõ. Tôi không phải là cô bé quảng khăn đỏ. Mình đã đủ cô đơn lắm rồi, tối nay không muốn cô đơn tới nữa. Nhưng nếu mà tôi không kiềm chế được thì sao? Hơn nữa với dáng vẻ xinh đẹp này thì muốn anh khống chế thú tính của đàn ông thì thật sự rất khó. Tôi tin anh sẽ làm được. Anh kêu lên, nè, không phải cô cố ý độc hại tôi đấy chứ. Mỹ sắc trước mặt, có thể nhìn mà không thể ăn thật khổ. Quả nhiên là không làm người tốt nổi. Cô không chỉ muốn anh máu mè bè bét, mà còn muốn thấy anh không thỏa mãn được dục vọng. Không muốn đi thôi vậy. Thân thể lào đảo đứng lên, cô xoay người định đi vào con hẻm dài phía sau. Thành phố Đại Bắc lớn như vậy, chắc cô không xui đến mức không tìm ra người tâm sự đâu nhìn bóng lưng tiêu điếu của cô, sự đồng cảm ít ỏi kia lại trào dâng. Anh thực sự không nhẫn tâm để mặc người phụ nữ động lòng như cô ở ngoài đường. Làm người tốt đến cùng vậy. Nè, tôi đâu có nói là không đồng ý đâu. Anh thốt lên lời phản bác. Không phải chỉ đi theo cô thôi sao? Chỉ cần cô không làm loạn, anh cũng không đến mức nổi tù tính. Mấy lý trí sí nứt chọn còn cửu nhỏ này. Cô bình tĩnh nhìn anh mấy giây, mỉm cười hờ hững nói cảm ơn lên xe đi duy dung đưa tay đỡ sắp cơ thể trực ngã của cô hỏi cô muốn đi đâu anh đủ nhân tử cũng đủ hào phóng đâu cũng được miễn là không để cô một mình đi đâu cũng được dựa vào ngực của anh hơi thở ấm áp truyền đến đó là cảm giác lòng nghệ khác an tâm cảm giác thoải mái giống như được vùi trong ngực ba như quá khứ anh trêu ghẹo không sợ tôi dẫn cô đi bán à Cô xinh đẹp như vậy cũng bán được khối tiền đấy. Không sợ, không biết tại sao cô lại tin tưởng anh sẽ không làm vậy. Cô thật đúng là biết nhìn người, biết anh không làm được chuyện xấu xa này, trái tim đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, thật không thoải mái. Duy dùng thở dài, không nói thêm nữa mà nhấn ga, xe chạy nhanh trên đường. Người phụ nữ này coi anh như mèo con vô hại, lại có thể ngủ thiếp đi trên xe anh. Duy dùng lắc đầu cười kẽ, một tay cô bế lên đi vào phòng khách đặt cô lên chiếc giường êm ái trò chuyện với cô dưới ánh đèn mờ ảo lâu như vậy đây là lần đầu tiên duy dung nhìn cô rõ ràng như thế cô rất đẹp xinh đẹp động lòng người nhưng cũng không phải phụ nữ trải qua nhiều tang thương trong tỉnh trường cũng không giống con gái phóng túng phản nghịch trốn nhà đi nhìn cách ăn mặc chắc cô cũng ngoan ngoãn biết điều không hiểu sao đã trễ thế này rồi mà cô lại đi dạo một mình trên đường, còn khóc đau lòng như thế. Lúc cô ngủ say điểm tĩnh hơn lúc tỉnh nhiều, ngoan ngoãn tự như con thỏ nhỏ, làm cho người ta yêu thương vô hạn, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, không chịu buông lời dù đã ngủ say. Cô là người như thế nào? Trong lòng cô cất giấu bao nhiêu đau khổ? Nhìn Phạm Y như thể câu đó này, Duy Dung dừng lại bước chân rời đi, ngồi xuống bên mép giường. Nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của cô, lần đầu phát hiện ra bộ dáng ngủ của một cô gái cũng có thể kiểu mỹ quyến rũ đến thế ngón tay bất giác nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô dọc theo đường cong trên mặt cô xuống cuối cùng đi tới môi cô cái miệng nhỏ đỏ mọng hơi vệnh này tựa như anh đảo nhỏ quyến rũ đến mức khiến người khác muốn nếm thử giống như đáp lại anh cô khẽ lên một tiếng trong giấc mộng đôi môi mím cũng mở ra còn bất động đôi lưỡi lên liếm cảnh môi khô khốc Bộ dáng cần hấp dẫn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Này, cô đúng là dụ dỗ người khác phạm tội mà. Nước nước bọt ực một phát, duy dùng nhỏ giọng lờ bầu, nhắm lửa tự thiêu, xài không ở anh, anh chỉ là người vô tội bị dẫn dụ. Ngày sau đó khẽ thở dài, cúi người chiếm hữu lấy môi cô. "Dậy đi." Anh khẽ gọi cô, "Nói cho tôi biết tên của em, anh gấp rút muốn biết tên cô." Y Ý... Phạm Y lẩm bẩm theo bản năng, thân thể không tự chủ mà nhích lên đến cạnh anh, muốn nhận lấy hơi ấm trên người anh. Khi cô tìm được một vị trí thoải mái nhất, còn thỏa mãn dở môi lên, lộ ra lùm đồng tiền nhỏ mê chết người không cần đền mạng. Y Y, tên của em là Y Y. Hỏi một người say rượu là một việc thất ngu xuẩn, nhưng mà anh vẫn muốn xác định. Đừng gọi nữa, cứ gọi Y Y không ngừng, tự như con đuổi quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác. Điều này làm cho Phạm Y nhíu mày lại, dứt khoát vươn tay choàng lên cổ anh, dùng môi khóa chặt cái miệng của anh lại. Muốn trải qua tình một đêm với anh, lời mời của cô quá thẳng thắn cũng chẳng lạ gì, nhưng mà anh tuyệt không phản đối, nếu như sau đó cô không dây dưa gì với anh, vậy thì khỏe hơn rồi. Phạm Y hồn nhiên không biết cử chỉ vô tâm của mình đã gợi lên dục vọng đàn ông của Duy Dung anh khát vọng. Nghe người nằm bên người cô, kéo cơ thể mềm mại vào trong ngực, đôi tay không kiểm chế được. Mà sáng ngày hôm sau, Duy Dung có buổi lễ ký hợp đồng nên không kịp đợi cô tỉnh dậy, đành phải để lại một tờ giấy trên bàn trang điểm, con dặn cô phải chờ anh quay lại, sau đó vội vã đến công ty. Không thể phủ nhận, người phụ nữ tên Y, y này đã khơi gợi hứng thú của anh, anh cũng không bài xích việc tiếp xúc với cô về sau, cũng bằng lòng chịu trách nhiệm cho cuộc chiến miên đêm qua, cho cô một cảng tránh gió, lắng nghe những phiền não của cô, chịu trách nhiệm chăm sóc cô. Nhưng khi anh về đến nhà, thì tất cả sự bằng lòng đó đều tan vỡ. Cô đã đi rồi, không ở lại, chờ anh trở lại như tờ giấy viết, càng không để lại bất kỳ thứ gì để anh tìm được cô. Kinh ngạc sao? Rất kinh ngạc. Người phụ nữ bình thường đều rất quan tâm đến lần đầu tiên của mình, anh cho rằng cô cũng không ngoại lệ, nhưng anh đã nhầm, người phụ nữ tên Y Y đó hình như chẳng hề quan tâm. Mất mát sao? Có một ít. Dù sao có thể tìm được cảm giác hòa hợp như thế cũng không dễ dàng, huống chi đêm qua lại tốt đẹp đến thế. Vốn tưởng rằng còn sẽ có cơ hội gặp cô trên đường hoặc trong đám đông nào đó, cho nên mỗi khi về muộn, anh đều theo bản năng lái xe đến con đường đó. Chỉ tiếc ba năm qua, chỉ nhớ dần phai nhạt, hai người cũng chỉ gặp nhau vẻn vẹn một lần đó vào cái đêm kia. Trong phòng làm việc rộng lớn, sắc mặt, mộ duy dung âm u như đầm sâu, con người sắc bén như diệu hâu nhanh chóng liếc mắt, nhìn những dữ liệu không ngừng nhảy nhót trên màn hình máy tính. Thời gian trước, anh chuyển tài sản của công ty qua Mỹ. Có một khoảng thời gian dài, anh gần như ở lại Mỹ làm việc, mà hôm nay là ngày đầu tiên sau khi anh về nước làm việc. Mấy phút sau, anh cầm điện thoại lên thư ký vương thông báo cho vũ trạch khi cổ phiếu xuống giá có thể mua bao nhiêu thì mua vào bấy nhiêu khi phòng ngoài tăng giá thì bán tháo toàn bộ trong công việc bộ duy dung là một cấp trên vừa tài năng vừa khôn khéo còn ở trong lòng anh lại là kẻ sợ hơi trong mắt bạn bè anh hài hước và thú vị có anh thì không thể thiếu tiếng cười nhưng chỉ có bạn bè thân thiết mới nhìn thấy được bộ mặt hài hước của anh không để lại chút nào sau Thư ký thận trọng hỏi lại, việc này có liên quan đến khoản tiền lớn không thể qua loa được. Thư ký Vương, mấy mấy tháng không gặp, cô đã quen thói làm việc của tôi rồi hay sao? Đối mặt với câu hỏi của thư ký, Duy Dung không nhịn được nhíu đôi lông mày. Thư ký Vương làm việc quá cẩn thận, có thư ký như vậy thật ra cũng không có gì là không tốt, nhưng đối với Duy Dung, anh muốn một thư ký không cần anh nhắc lại một câu hai lần một việc phải dặn dò liên tục về phần tại sao cô ta có thể ở bên cạnh anh lâu như vậy là do lúc trước tuyển thư ký mới không có người nào nhẫn nhịn hơn cô ta cho nên đành phải tiếp tục chấp nhận vâng tổng giám đốc tôi sẽ lập tức thông báo cho trợ lý Âu ạ thư ký Vương biết thói quen của mình lại làm tổng giám đốc phát bực không dám nhiều lời vội vã cúp điện thoại quan sát thị trường cổ phiếu ngày hôm nay duy dùng chú ý tới mấy kế hoạch gần đây trên bàn anh cẩn thận lật lại tư liệu bên tay, thẩm tra đổi xíu từng chi tiết trong bản kế hoạch. Điện thoại nội bộ chợt vang lên, không đợi mộ duy dùng lên tiếng, thư ký vương đã mở miệng. Tổng giám đốc, tổng giám đốc V của cạnh thiên tìm ông ạ. Mời anh ta vào. Duy dùng để tư liệu bên tay ra, dặn dò. Còn nữa, lúc này đừng gọi điện thoại. Vâng. Duy Dùng vừa mới để điện thoại xuống, bạn tốt đại học, đồng thời cũng là đối thủ trong công việc Vi Vân đã đẩy cửa phòng đi vào. Sao lại rảnh rỗi tới đây vậy? Mộ Duy Dung tiến ra đón. Mặc dù Vi Vân là đối thủ cạnh tranh trong công việc, nhưng việc này không tổn hại tình nghĩa giữa hai người. Ngược lại, quan hệ cạnh tranh còn làm tình cảm của hai người có tăng mà không giảm. Không có việc gì thì không thể tới à? Vi Vân cười hở hững. Nếu không có việc gì thì đâu có đến tận cửa chứ. Tháng trước, sở tịnh, mất tích ở châu Âu, Lúc ấy Duy Dung đang ở Mỹ, anh không thể để mặc cạnh thiên. Bây giờ khó khăn lắm mới đợi Duy Dung về nước, nên vì Vân phải cất công, đến nhờ anh ta giúp đỡ, tạm thời quản lý cạnh thiên thay anh. Được, vì Vân muốn đến thì đến, còn sợ, mời cậu cũng chẳng đến. Bạn bè nghĩa khi như thế đấy. Vì Vân nhíu mày hỏi, gần đây bận việc lắm sao? Đây là điều quan trọng nhất trong chuyến viếng thăm ngày hôm nay, chỉ mong gần đây Duy Dung không bận biểu gì. Duy Dung nhún vai, vừa mới kết thúc một cát xe lớn, mấy tháng sau sẽ khá hơn một chút. Vì kinh doanh nào cũng tháng này tháng kia, đây là điều tất nhiên. Nghe vậy, Vi Vân thở phào một hơi. Duy Dung lấy từ tủ lạnh ra một lon nước mỏ xanh lá nhạt, ném cho anh. Không nghi ngờ gì hỏi tiếp. Lúc nào chúng ta cùng ra ngoài chơi đi. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không bị sở tịnh quấn lấy nếu không anh sẽ chết rất khó coi. Cùng ra ngoài chơi, trừ phi tìm được sở tịnh, nếu không sao anh có tâm trạng chứ? Vì vần nghĩ, đau đớn lại chảo dâng trong lòng, nộ ra ngoài mặt. Duy Dung ngừng đầu lên nhìn anh, khi ánh mắt lơ đãng liếc qua khuôn mặt của sở và bi thương của Vi Vân, thì anh sợ hết hồn, dự cảm xấu đột nhiên ập đến. Anh vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Vi Vân là một người kín hẽ, có thể để lộ tâm trạng ra mặt e chừng không phải chuyện đơn giản. Chẳng lẽ công việc có vấn đề? Muốn bao nhiêu mới đủ, chỉ cần nói một tiếng là anh em tôi sẽ không cao mày. Trên thương trường có lời cũng có lỡ, đây là chuyện rất bình thường. Nói xong, anh móc chi phiếu vào bút ra, chờ Vi Vân mở miệng. Tẻ tay duy dùng lại, Vi Vân lắc đầu, không nói tiếp nữa, nhưng nét đau đớn trên mặt lại càng sâu đậm hơn không phải vấn đề tiền. Vậy thì là cái gì? Duy Dung đánh lên bả vai anh, không nhịn được gầm nhẹ. Này, có lương tâm chút đi. Tôi vừa mới trở về nước, vẫn chưa hoàn toàn quen với múi giờ. Cậu đừng chơi xấu bắt tôi đoán mỏ có được không? Vì vần lắc đầu. Tôi không muốn đùa với cậu. Xoay người, anh ta đi vào phòng làm việc của Duy Dung, lấy chai rượu từ trong tủ ra rót một ly. Duy Dung vội vàng giật lấy ly rượu. Và xe rượu trong tay Vi Vân kẽ chào mãi nói Nè, làm gì thế Sáng sớm uống rượu sẽ đau dạ dày đấy Cẩn thận sở tịnh biết lại bị mắng một trận Anh cũng không muốn bị nói đến đau tay Bởi vì Vi Vân sẽ đến đây uống rượu Nếu như có thể Tôi thật sự hy vọng Cô ấy nhảy la mắng cậu vào lúc này đấy Nói đến sở tịnh Lòng của Vi Vân nhói như bị nhéo, đôi tay bất giác Nắm chặt lại Hồi học đại học sở tịnh, Vi Vân và Duy Dung chơi rất thân với nhau. Sở tịnh rất xinh đẹp lại dịu dàng, là hoa khôi của khoa quản trị kinh doanh. Vi Vân cũng không kém, là tài tử của khoa quản trị kinh doanh. Anh có vẻ ngoài điển trai, tác phong cũng không che giấu được khí chất cao quý. Đương nhiên rồi, bàn về diện mạo, Duy Dung tuyệt đối không thua Vi Vân, nhưng Vi Vân tuần tú nho nhã, Duy Dung lại cản đỡ ngang ngược, mang theo khí phách hơn người, ngũ quân cương nghị dùng hợp nét tuần Mỹ giữa Đông và Tây. Ở trong trường, hai người cũng được liệt vào hàng ngũ trai đẹp, nhưng Duy Dung không chỉ học hành xuất sắc, còn có thành tích cao trong thi đấu thể thao, nhất là đấu kiếm và bóng rổ, trở thành đại diện của trường ra nước ngoài tranh tài, vì vậy tên của anh thường vinh dự xuất hiện ở trên bảng trường học. Duy Dung mạnh mẽ, sở tị yếu ớt, trong mắt mọi người là đôi tài tử giai nhân, hình tượng đẹp đẽ nhất vì vậy, số người muốn tác hợp hai người không phải là ít. Nhưng, Duy Dung không hứng thú với việc yêu đương. Khi đi học, ngoại trừ đáng sức với bài học trên trường, sau khi tan học, anh còn có sự nghiệp khổng lồ của cha cần quản lý. Cộng thêm lúc học cấp 3, bởi vì nhất thời cao hứng cùng mấy người bạn chung trí hướng, thành lập một phòng cố vấn, quản lý sửa chữa máy tính và chỉnh lý hồ sơ trong một số công ty có quy mô nhỏ cuộc sống phong phú lại bận rộn như thể khiến anh không có thời gian dư thừa để yêu đương vì vậy anh chỉ biết cảm ơn tấm lòng tốt của mọi người đang lúc đó hoa sở tịnh hoa rời vô ý mà duy dung nước chảy vô tình không lâu đã có tin đồn sở tịnh đang hẹn hò với vi vân ba người còn thường coi đây là đề tài để giễu cợt lẫn nhau cãi nhau ây ra cô dâu mới gây gụ là chuyện thường tình nhưng mà Vi Vân và Sở Tịnh đều là những người trầm ổn, nếu muốn họ tranh cãi ẩm ĩ, chữ phí đốt lửa sau lưng họ. Vi Vân lắc đầu, đau đớn nói. Không phải. Chẳng lẽ vì cô ấy không ở Đài Loan, đây là chuyện có khả năng nhất nếu như Sở Tịnh dính Vi Vân như vậy. Lại hay làm cậu ta cười như vậy, cậu ta không thể nào lộ vẻ buồn thương trên mặt. Vi Vân gật đầu, lòng đang rửa máu. Quả nhiên, Duy Dung thầm than mà lắc đầu. Cô ấy đi đâu? Mỹ hay là châu Âu? Thật là, muốn anh ghen tị cũng không cần như vậy. Đã là vợ chồng kết hôn nhiều năm, mới tách ra không bao, đã mang dáng vẻ của nửa sống nửa chết, làm cho người ta không nhịn được hận nghiến răng. Vì vân khả giọng đáp, đều không phải. Đều không phải, chẳng lẽ ở Nam Phi sao? Duy Dung tỏ vẻ khoa trương trêu ghẹo. Trời ạ, à, Vi Vân, không phải là tôi nhiều chuyện đâu. Nhưng mà bà xã sở tịnh của cậu xinh đẹp như vậy, cậu phải để tâm một chút chứ. Giám sát chặt chẽ mới được, cậu biết không? Ở Nam Phi, một người đàn ông có thể cưới nhiều vợ đấy. Cuối cùng, anh không nhận được sâu xa nói láo đe dọa một phen. Đều không phải. Thở dài một tươn, vì vần lại lộ vẻ mặt đau thương và cô đơn vô tận. Cậu đừng đoán mò nữa. Cảm giác thái độ nói chuyện của Vi Vân khác thường, Duy Dung sững sờ, này, cậu đừng nói là cậu và sở tịnh ly hôn chứ. Không có, nụ cười nhạt của Vi Vân vẫn thề lường như vậy. Duy Dung tức giận nghi người lườm anh ta. Vậy như thế nào chứ? Hôm nay nói tới nói lui nửa sống nửa chết, câu được câu không? Chẳng lẽ thật sự cãi nhau với sở tịnh sao? Có muốn tôi đi làm người hòa giải cho hai người không? Nếu thế thì nói sớm đi, dù tôi rất bận, nhưng đã là bạn tốt thì không phải ngại. Tôi sẽ dành ra chút thời gian nói tốt cho cậu. Sở tịnh mất tích rồi. Hả? Mất tích? Duy Dung chắc là mình nghe lầm, ngoay ngoái lỗ tai. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Anh nhớ hôm nay hình như không phải là mùng 1 tháng 4, ngày cả tháng 4 đó. Sở tịnh đi thật, từ tháng trước. Vì vần đoạt đế chai rượu trên tay Duy Dung, chút từng hớp vào trong miệng như thể còn dế mèn. Duy Dung kinh ngạc nhìn anh, suýt nữa bị những lời này làm cho chấn động. Anh hắng giọng cảnh báo. Vi Vân, tôi cảnh cáo cậu. Chuyện cười này thật sự không một cười chút nào. Trong khi nói chuyện, không quên đoạt lấy chai rượu trong tay Vi Vân. Không phải chuyện cười, là sự thật. Anh hy vọng biết bao đây chỉ là giấc mơ, chỉ tiếc sự thật vẫn là sự thật. Sao lại như vậy? Tại sao không cho tôi biết? chẳng lẽ tên này quên mất tình nghĩa hai người sâu đến mức có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống thế nhưng lại không nói chuyện lớn này cho anh biết đáng ghét vì vần kể lại tình huống lúc đó cô ấy muốn đi châu âu chơi lúc đó tôi lại không rảnh cô ấy đành phải một mình đi theo đoàn ban đêm hoạt động tự do thì cô ấy và mấy người châu âu thuê thuyền du ngoạm ở sông rai nhưng thuyền bị lật sở tịnh thích lãng mạn đã chẳng còn là bí mật trong đám bạn nữa chuyện lãng mạn du thuyền và ban đêm rất giống phong cách của cô ấy duy dung nghĩ vậy khi đang ở mỹ anh từng thấy tin này hình như trong danh sách tử vong và mất tích có một người phương đông nhưng mà lúc đó anh quá bận rộn không chú ý lắm không ngờ người phương đông bị mất tích đó lại là sợ tịnh tin tức này giống như một tiếng sấm khiến đầu óc duy dung choáng váng mãi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Xin lỗi tôi... Anh chợt cảm thấy cực kỳ khổ sở. Vì vẫn lắc đầu ngắt lời anh. Chuyện này không liên quan đến cậu. Lúc ấy cậu ở Mỹ nên tôi không thông báo cho cậu. Anh vỏ đầu. Thật ra thì tôi cũng không tin đây là sự thật. Bởi vì một ngày còn chưa thấy thi thể của cô ấy thì ngày đó tôi vẫn không tin. Duy Dung lại vội vàng hỏi. Cần tôi giúp gì không? Vi Vân hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu, giúp tôi quản lý cạnh thiên. Quản lý cạnh thiên, duy dùng nghe mà cảm thiếu chút nữa rớt xuống. Vẻ mặt càng thêm kinh ngạc mà ấy không nói nên lời. Trời ạ, à, bình thường Vi Vân còn coi cạnh thiên hơn quan trọng hơn cả mạng sống, tính mạng. Không ngờ vì tìm sở tịnh mà cậu ấy thậm chí không cần cạnh thiên nữa. Còn nữa, cạnh thiên không phải là một công ty nhỏ, nhân viên ít cũng phải hai ba trăm người. Cậu ta không ngại, chạy đến giữa Mỹ và Đài Loan chưa đủ mệt mỏi sao, không thấy anh mệt chết không vui à? Không nghĩ ngợi thêm nữa, anh nhảy dựng lên hỏi ngược lại. Cậu đang đùa gì thế? Cậu ta không phải đau lỏng đến mức giờ hơi rồi chứ? Cậu thấy tôi giống nói đùa sao? Vi Vân chỉ vào cặp tài liệu để bên. Hít một hơi thật sâu, Duy Dung khó lắm mới đẻ nén được cú sốc này. Được rồi, nếu Vi Vân là bạn tốt của anh thì anh nhận. Nhưng mà anh cũng chỉ quản lý cạnh thiên trong vòng một thời gian được thôi. Duy Dung nhìn anh ta, thở dài, vẻ mặt nặng nề hỏi. Bao lâu? Cho đến khi tôi tìm được sở tịnh, Vi Vân nghiêm túc nói. Hả? Duy Dung thét lên. Vậy không có kỳ hạn sao? Cậu, cậu không cảm thấy câu trả lời này quá đáng lắm sao? Không để ý đến tiếng thét của anh, Vi Vân gật đầu kiên định. Anh lớn tiếng khá nghị. Vậy nếu như cậu không tìm được sở tịnh, vậy không phải tôi trông coi cạnh thiên giúp cậu mãi sao? Mặc dù anh rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng đừng lạm dụng tình bạn như vậy chứ. Vậy tặng cho cậu luôn. Anh tin tưởng khả năng của Duy Dung nhất định sẽ quản lý cạnh thiên đâu ra đấy. Nghe vậy, Duy Dung suýt nữa trượt ngã xuống sàn nhà. Vì vần rốt cuộc coi cạnh thiên là cái gì? Một món quà, một con rối có thể tùy tiện chuyển tới chuyển lui sao? nhưng công ty lớn một khi kinh doanh không tốt sẽ có vài trăm người không có cơm ăn anh kêu to vi vân cậu đang hãm hại tôi đó hả có bạn bè kiểu này thì đúng là khóc không giả nước mắt không tôi đang cầu xin cậu giúp tôi một tay vi vân nói buồn bã nếu tôi không đồng ý thì sao như vậy vi vân thở dài nhún vai khổ sở nhắm mắt lại cạnh thiên sụp đổ không phải là mong muốn của anh nhưng không có sở tịnh anh còn cần cạnh thiên làm gì nữa không có ai trong cuộc sống cùng anh chia sẻ hạnh phúc của cuộc đời và công việc không có cạnh thiên cũng chẳng sao cậu ta lại có thể để mặc cho cạnh thiên đóng cửa vì Vân đáng chết đúng là bất đắc dĩ bắt anh phải chấp nhận không thể thương lượng duy dùng cực kỳ tức giận nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của vi vân thì anh lại không đành lòng trách bạn đành phải nuốt sự bực tức vào trong lòng cậu đúng là lợi dụng tình nghĩa bạn bè của chúng ta không thể gầm thét quát mắng kháng nghị rồi đi ngoại trừ buồn bã duy dung vẫn chỉ buồn bã chơi nhầm với bạn xấu trừ cậu ra tôi không tìm được ai để tin cậy phó thác anh tin tưởng năng lực của duy dung anh tin tưởng duy dung sẽ dẫn dắt cạnh thiên đi lên tầm cao mới khi anh không có mặt dây thần kinh trên mặt duy dung co giật nghiêm trọng trải qua một thời gian suy nghĩ than thở rồi thở than cuối cùng anh đành tâm không cam tâm tình nguyện gật đầu đồng ý tôi chỉ đồng ý tạm thời giúp cậu tiếp quản đến khi cậu tìm được sở tịnh thì hãy mau trở lại giải quyết ai bảo vi vân là người bạn tốt nhất của anh chứ vi vân đã lên tiếng thì anh không thể chối từ một lời đã định vi vân cảm kích nắm chặt tay duy dung duy dung tôi còn có một yêu cầu gì cơ còn có yêu cầu cậu ta tưởng ăn sạch anh mà anh không tức giận sao nghe vậy lỗ mũi duy dùng bắt đầu phì phò cặp mắt cũng tóe lửa anh gào thét đừng bảo chó mèo gì đó nhà cậu cũng bắt tôi chăm sóc chứ mấp máy môi anh lắc đầu tôi không nuôi mèo cũng không nuôi chó lần này anh đã đoán nhầm không phải chó mèo là tốt rồi bởi vì bị dị ứng nên anh không chịu nổi lông động vật duy dùng vẫn là không yên lòng thế là cái gì tốt nhất không phải là người anh cũng không phải là vú em đường đường là tổng giám đốc của tề việt phải làm vú em người khác sẽ cười rụng ràng mắt không phải trẻ con nên cậu cũng không cần phải làm vú em vì vẫn thấy tâm sự của bạn cậu chỉ cần để cô ấy tiếp tục ở lại công ty là được dù cô ấy phạm sai lầm gì cũng mở một mắt nhắm một mắt mà bao dung nhưng anh tin tưởng phạm y sẽ không phạm lỗi bởi vì cô đã làm thư ký cho anh nhiều năm năng lực và tính tình của cô anh đều hiểu rõ tiếp tục để lại công ty dù là cô phạm sai lầm cũng mở một mắt nhắm một mắt mà bao dung có vấn đề duy dung bắt đầu nhìn lên nhìn xuống đánh giá vi vân sau một lúc lâu anh mới hoài nghi là phụ nữ vi vân gật đầu duy dung tỏ vẻ quỷ lạnh cậu lén nuôi tỉnh nhân sau lưng sở tịnh. Đó, bắt được rồi, lúc này cậu ta nhất định phải chết. Vì vần lắc đầu. Không phải, cô ấy là em gái hàng xóm sở tịnh thương yêu nhất. Bày mà anh nghĩ ra câu trả lời này. Nếu là em gái hàng xóm sở tịnh yêu thương nhất, như vậy cũng giống như em gái của mình. Cái này thì có vấn đề gì đâu. Không vấn đề, cô ấy tên gì? Phạm Y, tả Phạm Y. Ok, tôi nhớ rồi, Duy Dung gật đầu. "Như vậy tất cả nhờ cậu đấy." Vì Vân giao cặp tài liệu mang theo cho Duy Dung, bên trong là cổ phần và con dấu của Cạnh Thiên, còn có những bản kế hoạch chưa hoàn thành đang được tiến hành, dĩ nhiên cũng bao gồm điều động nhân sự mới nhất của Cạnh Thiên. "Ừ." Nhận lấy cặp tài liệu, Duy Dung quan tâm hỏi, "Bao giờ lên đường?" "Ngày mai." "Tôi tiễn cậu." "Đừng khách sáo như thế." Cậu bằng lòng tiếp quản cạnh thiên tôi đã cảm kích lắm rồi. Vì vần cảm kích nắm chặt tay Duy Dung. Anh trịnh trọng dặn dò. Tôi chờ cậu trở lại. Còn nữa nhớ nhất định phải đưa sở tịnh về. Tôi biết rồi. Nhất định. Anh nhất định sẽ đưa sở tịnh về. Vì vần lặng lẽ thể trong lòng. Sau khi rời khỏi tề Việt, vì vần lập tức lái xe về cạnh thiên vì để tránh cho nhân viên công ty bảo hoàng sau khi anh rời đi, anh phải tiến hành điều động nhân sự Cần phải mở hội nghị cán bộ cao cấp để thông báo cho toàn bộ nhân viên công ty biết, anh tạm thời bản giao công ty cho Duy Dung quản lý. Anh Vi Vân, anh tìm em ạ." À? Dạm ý nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc, đi về phía Vi Vân ở cửa sổ sát đất. Quen biết mấy năm, Phạm Y vẫn luôn coi Vi Vân là anh rể mà anh cũng xem cô như em gái ruột, cho nên Phạm Y vẫn hay gọi Vi Vân là anh mà không phải là tổng giám đốc. Ngay thấy giọng Phạm Y, Vi Vân chậm rãi xoay người lại, giữa lòng mày là vô số ưu sầu. Anh Vi Vân, xin lỗi đều là em không tốt, nếu như ban đầu em đi cùng chị Tịnh thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Ít nhất trong khoảng khắc khó khăn trên thuyền đó, cô sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ, sở tịnh. Tựa như khi còn bé, người khác giữ cợt cô không cha không mẹ, thì sở tịnh đã bảo vệ cô. Vi Vân nhìn cô, lắc đầu cười khổ. Phạm y, đừng ôm đồm trách nhiệm nữa sở tịnh mất tích không phải là lỗi của em cho dù em đi cùng cô ấy cũng không thể thay đổi được gì trời xanh rõ ràng đã sắp xếp một mình sao có thể thay đổi tuy nói như vậy nhưng phạm y vẫn cảm thấy đau lòng ra diết cửa tự trách mình đã không thay đổi lịch trình công việc của vi vân cô là thư ký của anh cô có thể hoãn hợp đồng về sau cô có thể khuyên nhủ sở tịnh bảo chị ấy lùi về chuyến đi chơi lại mấy ngày như vậy chị ấy sẽ không gặp chuyện lần này. Phạm Y càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng khổ sở, cô nghẹn ngào, nhưng... Vì Vân ngắt lời cô, Phạm Y, anh phải nói mấy lần nữa, không phải là lỗi của em, thật sự không phải lỗi của em. Phạm Y đi lên trước, vươn tay cố gắng vuốt nếp nhăn trên mặt Vi Vân. Như vậy, anh Vi Vân cũng đừng đau lòng nữa được không? Em tin tưởng chị Tịnh không sao cả, Chị ấy nhất định sẽ được người tốt bụng cứu nhưng bây giờ không thể gọi điện về nói cho mọi người biết tình hình của chị mà thôi. Nhìn anh đau khổ, Phạm Y nén giọt lệ long lanh ở hốc mắt lại. Vi Vân kéo cô đến ghế sofa, rút giấy ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. "Đúng vậy, chị Tịnh của em nhất định không sao cả. Bây giờ không thể liên lạc với chúng ta thôi, cho nên anh Vi Vân định đến Pháp tìm cô ấy, đưa cô ấy về nhà." Thấy Phạm Y cũng đau lòng muốn chết mà vẫn muốn an ủi anh. Vì Vân vô cùng cảm động, anh và sở tịnh thật sự không hoại công yêu thương cô. Em cũng muốn đi, giúp anh tìm chị tịnh, đưa chị tịnh về. Vừa nghe Vi Vân đi Pháp tìm sở tịnh, Phạm Y lập tức lên tiếng muốn góp sức. Vi Vân nói lời xin lỗi. Phạm Y, anh xin lỗi, anh Vi Vân không dẫn em theo được. Lần này đi Pháp, anh còn chưa chắc đã lo được cho bản thân, thì làm sao quan tâm đến cô được. Phạm Y lùi lại một bước, nhỏ giọng ngập ngừng. Tại sao không được? Cô muốn đi tìm chị Tịnh, bởi vì trong lúc đó em phải giúp anh Vi Vân chăm sóc cho cạnh thiên. Vi Vân nói lý với cô. Nhưng em chỉ biết công việc của thư ký. Hơn nữa không phải chuyện gì cũng làm tốt, bởi vì có lúc cô rất mơ hồ. May mà anh Vi Vân bao dung cô, không nổi giận với cô nếu là giám đốc khác e rằng đã nổi giận lâu rồi phạm y em đã quên em là thư ký của anh sao khả năng của em anh còn chưa rõ sao vì vần vỗ vai cô nhắc nhở chính cô có thể làm được nhưng không có họ ở bên cô lại tự như đứa trẻ mồ côi không có người thân cảm giác đó thật cô đơn vì vần vỗ vai cô phạm y yên tâm anh biết khả năng của em dù có tổng giám đốc mới thì em vẫn thử sức làm Phạm Y vẫn cảm thấy trách nhiệm này quá nặng nề bà vai nhỏ bé của cô thật sự không gánh vác được cô lạp nưỡng anh Vi Vân em đi cùng anh nhé Phạm Y chuyện này em hãy tha thứ cho anh Vi Vân không thể đồng ý Vi Vân xoay mặt nhẫn tâm từ chối cô nghe lời nói kiên quyết của anh Vi Vân bà vai của Phạm Y dần dần sụ xuống được rồi Em sẽ ngoan ngoãn ở Đại Loan chờ anh chị về. Lời nói gượng gạo khiến ai ai cũng biết cô phải cố gắng đè nén cảm xúc, không để mình khóc thành tiếng đến mức nào. Phạm Y, em đừng lo, người tiếp quản công ty là bạn thời đại học của anh Vi Vân, cũng là bạn thân nhất của anh Vi Vân và chị Tịnh của em, cậu ấy sẽ chăm sóc em. Phạm Y kẽ gật đầu, đôi mắt rưng rưng nhịp thẳng. Anh Vi Vân bao giờ thì đi? Cô sẽ nhớ anh ngày mai vì vân yêu thương xoa đầu cô cái gì nhanh vậy sao vẻ mặt phạm y xám xịt sở tịnh gặp chuyện không may cũng đã lâu như vậy tiếp tục kéo dài e rằng cơ hội tìm thấy cô ấy sẽ càng mong manh em tiễn anh tới sân bay phạm y bắt taxi đến sân bay dễ lắm sao quan trọng là anh và sở tịnh đều không yên tâm để cô lái xe một mình nhất là đại bắc còn cách sân bay đảo viên một đoạn Cô không nghe lời bĩu môi, nhưng em muốn tiễn anh mà. Hôm nay tử biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Cô rất sợ, rất sợ anh cũng mất liên lạc giống như sợ tịnh. Phạm y, anh hiểu tâm trạng của em. Tin tưởng anh, anh không ra đi mà không trở lại đâu. Vi Văn dịu giọng khuyên bảo. Em hiểu rồi, nhưng không biết chị tịnh ở đâu. Anh Vi Văn còn sắp đi nữa, em rất thấy rất là khó chịu. Phạm y đáng thương cúi đầu, cô không dám nói là trong lòng cô cũng rất sợ rất khủng hoảng vắng họ như thể mất đi người thân họ là người thân duy nhất trên đời của cô phạm y yếu đuối vi văn và sở tịnh đều hiểu rõ mà gần đây sở tịnh mất tích lại khiến cô phải trải qua nỗi sợ hãi khi mất đi người thân lần nữa nhưng sợ anh đau lòng nên cô đành đẻ nén nỗi sợ hãi này anh cũng lo lắng cho cô nhưng vì không rõ sở tịnh ở đâu nên anh thật sự lực bất tỏng tâm vi vân an ủi phạm y đừng sợ anh đồng ý với em nhất định sẽ trở lại hơn nữa còn đưa chị tịnh của em về vâng gật đầu phạm y vẫn hoảng loạn và sợ hãi ngày hôm qua vi vân đã chính thức lên đường từ ngày phạm y đồng ý đến cạnh thiên làm việc dưới yêu cầu vừa đấm vừa xoa của sở tịnh cô đã chuyển vào nhà họ vi Mấy năm sau, dưới sự che chở như em gái của Vi Vân và Sở Tịnh, cô cũng dần dần hòa hợp với cuộc sống của họ, xem họ như gia đình của mình. Sáng sớm, Phạm Y bị tiếng chim hót ngoài phòng làm tỉnh giấc, không có Vi Vân và chị Tịnh, mất đi tiếng cười vui vẻ thường ngày. Nơi này có vắng vẻ, tĩnh lặng, âm thanh rất nhỏ cũng có thể nghe thấy. Phạm Y nhanh chóng đánh răng, rồi ăn sáng thay quần áo đi làm. Nhưng khi cô vừa mở cửa đã nhớ ra, hôm nay cô phải đến công ty một mình và khẽ thở dài bình thường vi vân và sở tịnh sẽ chờ cô đi làm rồi tan sở vậy mà kể từ sau ngày sở tịnh mất tích tài xế của cô chỉ còn lại có vi vân bây giờ vi vân đi pháp tìm sở tịnh hôm nay cô đành phải tự nghĩ cách để đến công ty chị tịnh anh vi vân không có anh chị phạm y rất cô đơn mong rằng anh chị có thể mau chóng trở về nhất là chị tịnh dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh Vi Vân đã đi tìm chị rồi, chị đừng sợ nhé. Trong phòng khách trống rỗng, Phạm Y nhỏ giọng nỉ non. Nhìn đồng hồ treo tường, thấy còn nửa tiếng là đã đến giờ làm. Phạm Y nhảy dựng lên, tiêu rồi, không nhanh lên thì sẽ mất. Cô nhanh chóng vọt tới trên ngăn tủ đặt chìa khóa xe của Vi Vân và Sở Tịnh, vội vàng mở ngăn kéo ra, nhưng cô tìm thế nào cũng không thấy chiếc chìa khóa lẽ ra đang nằm lặng lặng bên trong đâu. Má Vương, mà biết anh Vi để chìa khóa xe ở đâu không? Phạm Y gọi má Vương đang dọn dẹp đĩa trong phòng ăn. Trước khi đi, cậu chủ dặn dò không cho cô lái xe đi làm. Tại xe mới còn chưa tới, cô bắt taxi đi nhé. Má Vương trả lời hết mình. Vì Vân không muốn đặt tính mạng trong tay người khác, cho nên mặc dù anh là tổng giám đốc của cạnh thiên, nhưng vẫn đích thân lái xe đi làm. Bình thường không có chuyện gì đặc biệt, anh sẽ chở sở tịnh và Phạm Y đi làm và tan sở nếu có việc quá bận thì sở tịnh sẽ lái chiếc OPC đưa Phạm Y đi. Mà ngày nghỉ thì ba người cùng đi chơi vì vẫn nhất định làm tài xế riêng cho hai người. Ai cũng nói họ là vợ chồng, còn lại là em gái nhỏ mà anh và sở tịnh yêu thương nhất. Phạm Y không nghe lời la hết. Không được đâu, có sắp trễ rồi. Họ cũng xem thưởng cô quá, cô có bằng lái xe mà. Không được. Má vương lau khô nước đọng trên tay, đi ra từ phòng bếp, bà khăng khăng làm theo vi vân. Mất một mợ chủ đã đủ thảm rồi, nếu như lại giao chìa khóa cho cô nữa, đến lúc đó cô cũng gặp chuyện thì tôi phải nhìn mặt cậu chủ như thế nào. Phạm y lơ mơ đã chẳng phải là bí mật trong nhà họ vi, chẳng ai yên lòng với cô cả. Nhưng con sắp trễ rồi, Phạm y chỉ vào đồng hồ treo tường, bĩu môi, nhíu lông mảy lá liễu lại, làm bộ đáng thương nói. Trước khi đi, anh Vi Vân muốn con giúp tổng giám đốc mới quản lý cạnh thiên. Nếu như mà ngày đầu tiên gặp tổng giám đốc mới đã đến trễ, thì con phải làm thế nào mới không phụ lòng anh Vi Vân đây? Làm thế nào để không phụ lòng tổng giám đốc mới đây? Chuyện này... Má Vương khó xử. Má Vương, đưa chìa khóa cho con đi, con nhất định sẽ về nhà bình an. Phạm Y kéo tay má Vương làm nũng. Cô chắc chứ? Nhìn dáng vẻ đáng thương của Phạm Y, hình như không ra chìa khóa cho cô là quá ác, nhưng bà rất lo. Con đảm bảo, Phạm Y giơ tay lên thể như thể trẻ con. Cô biết đường đến công ty không? Thành phố Đại Bắc cái gì cũng tốt, nhưng mà giao thông quá rối loạn, hẻm nhỏ cũng không ít, sợ ý một chút chị e Phạm Y lạc đường mất. Đến lúc đó đừng nói là đến công ty, chỉ muốn về nhà bình an đã là cả vấn đề rồi. Xe của anh Vi Vân và chị Tịnh xe đều trang bị hệ thống chỉ đường, con chỉ cần dựa theo chỉ thị phía trên là có thể đến công ty, cũng có thể bình an về nhà. Phạm Y nói rất hay, tự như có hệ thống chỉ đường là mọi việc đều ok. Được rồi. Mặc dù tán thành cách nói của Phạm Y mà đưa chiếc chìa khóa xe OPC của sở tịnh cho cô, nhưng mà Vương vẫn cực kỳ lo lắng, dặn dò lần nữa. Cô lái xe phải cẩn thận đó, nếu không được thì dừng lại hỏi cảnh sát chỉ huy giao động trên đường nhé, có biết không? Má Vương, má coi con là đứa trẻ 3 tuổi à, những thứ này con biết rồi, má yên tâm. Cầm chìa khóa xe, Phạm Y bước nhanh vào nhà để xe. Nhìn bóng lưng Phạm Y, không biết tại sao má Vương bắt đầu hối hận vừa rồi không nên nhất thời mềm lòng giao chìa khóa xe cho cô. Chỉ mong cô bé có thể bình an tới công ty. Về phần tan sở buổi chiều, bà quyết định đến công ty đợi cô tan sở, rồi hai người cùng bắt xe về. Ít nhất như vậy, bà còn có thể đảm bảo cô bình an về nhà. Phạm Y thận trọng lái xe, nhưng lúc dừng đèn đỏ cô nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ trên xe. 8 giờ 50 phút, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ làm việc rồi. Đáng chết, mình đã đi đâu như vậy, còn chưa tới công ty sao? Cô định vừa lái xe, vừa nghiên cứu hệ thống chỉ đường trên xe, nhưng càng xem cô càng sợ. Cô cảm giác hôm nay đường đi hơi lạ. Bình thường anh Vi Vân cũng lái xe theo đường này, mà cô đi mười mấy hai mươi phút, sao vẫn chưa đến công ty cạnh thiên? Phạm y ngước nhìn xe ngoài cửa mà thấy sốt ruột. Bỏ đi, mình thật sự không hiểu nổi con đường nho nhỏ trên hình, nhưng mình sẽ dùng phương pháp nguyên thủy nhất mà xem bản đồ. Nhớ lại lần đầu tiên cô và chị Tịnh đi dạo phố, chị Tịnh cười nói sợ rằng cô mơ hồ có ngày lạc đường không biết đường về, cho nên đã mua bản đồ đặt trên xe, muốn cô xác định đường đến công ty. Kỳ quái, bản đồ rõ ràng đã được chỗ này mà. Phạm Y một tay cầm vô lăng, một tay lục hộc đựng đồ ở sát, tay lái, vất vả làm mấy mỏ thấy tấm bản đồ thành phố Đại Bắc sở tịnh mua cho cô kia. Lần này ok rồi. Phạm Y vui mừng cười nhau mắt, hồn nhiên không biết cô đã rời mắt khỏi vô lăng mà để nó đung đưa trái phải. Chủ xe hai bên sợ hãi run như cảnh giấy, lo lắng không cẩn thận sẽ hôn môi với xe cô. Phạm Y nhìn vị trí trên bản đồ, lại coi chừng nhìn tên đường hai bên, khó khăn lắm mới tìm được vị trí của mình trên bản đồ. Xong rồi, quẹo nhầm đường rồi, Phạm Y ảo não chu mỏ nói. Cô nhìn bản đồ kia. Không sao, cô sẽ quẹo sang đường bên kia, sau đó chạy vào chỗ ngõ đối diện. Quẹo qua bốn ngõ nữa, rồi rẽ trái sẽ tới con đường anh Vi Vân hay đi. Um, ai nói cô mơ hồ, cô rất thông minh đấy chứ, phạm y vui vẻ ca hát cô ghi nhớ mấy ngã rẽ trên bản đồ sau đó nhân lúc đèn xanh chuyển sang đèn vàng vội vàng phóng xe vào ngõ cô hưng phấn đạp chân ga mắt mãi nhìn ngã rẽ bên cạnh ngõ tiện thể cô đếm tới ngõ thứ tư đang định quẹo trái trở về đường cái thì đột nhiên có một chiếc xe lao nhanh về phía cô từ phía trước cô dùng sức dẫm mạnh lên phanh xe theo bản năng khúc hát cô đang hát ngâm nga chợt biến thành tiếng hét sói tai trời ạ mình thiếu chút nữa mình đã bị tông xe rồi phạm y mệt là ngồi phì xuống vị trí lái xe hoảng hồn chưa kịp chấn định trái tim đập thình thịch ngay vào lúc này tài xế chiếc xe kia đã thỏ đầu ra cửa sổ mà quát ẩm lên cô kia cô có biết lái xe không đấy đã chạy ngược chiều rồi mà còn phóng nhanh như vậy suýt nữa là ơ tài xế họ dường đã hoảng sợ đến mức phát bệnh tim không ngừng vỡ ngực an ủi tâm trạng lo lắng của mình không sợ không sợ không sợ lão tài xế họ Dương đã lái xe hai mươi mấy năm. Đây là lần đầu tiên thấy có người chạy ngược đường, hơn nữa còn phóng xe chạy như tảo lượn siêu tốc, như thể không muốn sống nữa, nếu không phải ông nhanh chân đạp phanh thì chắc đã gây tai nạn. Phạm Y mệt mỏi nghe ông ta nói, thở dài một hơi, cô vội vàng đi xuống ngó trước, nhìn sau xem có bị hư hại gì không. Cũng may là không sao, nếu không má vương nhìn thấy được chắc chắn ngày mai sẽ không để cô lái xe đi làm phạm y yên lòng thở phào nhẹ nhõm bộ duy dung lấy lại tinh thần nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi lại nhìn người gây họa trước mắt nhưng thấy cô chỉ lo trái nhìn phải xem có bị tổn thương hay không thì không một ngọn lửa vô cớ chảo dâng trong lòng anh không để ý công văn rơi rớt để trên xe tức giận đẩy cửa xe ra rộng to lão dương ông đi hỏi cô gái đó xem cô ta rốt cuộc có bằng lái xe không? Phụ nữ lái xe cực kỳ nguy hiểm, vô tình tùy hứng, muốn lái thế nào thì lái như thế, không hề để ý biển báo. Tính quát tháo của Duy Dung là phạm y giật mình, tự biết mình đuối lý nên cô gật đầu như dã tỏi, vội vàng lôi bằng lái từ trong bóp ra ra, đưa cho đối phương, ngập ngừng nói, có, tôi có, anh xem, tôi có bằng mà. Vừa mới bị đụng làm đau chán, cơn tức của Duy Dung càng dã man, vậy cô có biết đường một chiều không thể lái ngược hướng hay không phạm y cúi đầu vô tội tôi có trời mới biết trên bản đồ không hề biểu thị rõ đây là đường một chiều làm sao mà cô biết được đây không phải là lỗi của mình cô đúng là ngu ngốc rút cuộc có biết lái xe không cái gì là đường một chiều cũng không hiểu sao duy dùng cảm tức quá tháo nhưng trên bản đồ không biểu thị mà phạm y run lẩy bẩy lấy bản đồ từ trong xe ra cúi đầu vô tội trời ạ à, người này sao lại giữ dằn thế tính tình khó hiểu như vậy bản đồ trời ạ à, cái cô gái ngu ngốc này tin bản đồ như vậy sao duy Dù dùng vỗ chán suýt nữa anh bị nguyên nhân của cô chọc cười đến mức hôn mê bất tỉnh một tấm bản đồ nhỏ như vậy làm sao biểu thị cả tuyến đường lẫn biển báo chứ nếu như không đáng tin tại sao lại cho bán tấm bản đồ này chứ ngại vị dáng vẻ kiêu ngạo của anh phạm y ngập ngừng hỏi kiếm tiền kiếm tiền, đây là kinh doanh, cô có hiểu không? Mới vừa bị cô hủ xém chết, lại nói với cô ta nữa chắc sẽ tức chết thôi. Phạm Y ướt ức bác bỏ, ai nói tôi không hiểu kinh doanh, tôi chỉ không biết đường đi mà thôi. Dù gì, cô cũng là một thư ký, không hiểu việc kinh doanh thì giúp anh Vi Văn thế nào? Đây cũng không phải là điều cô muốn, cô có thể nhớ chữ số, dấu hiệu trong công việc. Nhưng không nhớ được đường đi giống y chang như mạng nhện này. Cô mù đường à? Duy Dung rất không khách khí mà bật cười. Anh nói lớn tiếng như vậy làm gì? Phạm Y nhìn xung quanh, luôn túng đỏ mặt, chỉ muốn nhanh chóng tiến lên mà che lại vẻ mặt cười nhạo của anh ta thôi. Khi mắt cô chạm mắt anh, cảm giác quen thuộc như thể đã từng quen biết trở dâng lên. Hình như anh đã từng gặp cô ở đâu trong ký ức này đã phai nhạt. Thôi, nếu như không nhớ ra thì chắc hẳn không phải là người quan trọng với anh phạm y cũng không nhớ ra duy dung bởi vì ngày đó cô say rượu đầu óc không rõ ràng lắm hơn nữa buổi sáng hôm đó tỉnh lại phát hiện mình đang trong hoàn cảnh xa lạ ngủ ở trên chiếc giường xa lạ cơn sốc đó cũng đã đủ kinh người rồi mà trên người lại có hơi thở ám muội Chân mỏng và quần áo đều tụt xuống dưới để lộ thân thể trần truồng đẩy những vết đỏ chỉ có tình nhân triển miên mới để lại dấu vết như vậy trượt xuống giữa hai chân đã thấy rõ vết máu cô càng chứng minh thư quý giá nhất của đời con gái cô đã bị mất đi cô mờ mảng khi bị thất thân vừa ngượng ngùng vừa lúng túng mặc quần áo tử tế vội vàng trốn ra ngoài thấp thoáng trong trí nhớ dường như người đàn ông kia cũng nói cho cô biết tên của anh ta nhưng lúc đó bởi vì say rượu mà bánh mất mình nên không muốn nhớ lại muốn quên còn không kịp dĩ nhiên không có ấn tượng gì với mộ duy dung sao vậy xấu hổ à duy dung cười nhạo hỏi tôi tôi thôi cô đừng tôi 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 nữa nói đi cô phải đi làm ở đâu hay là về nhà duy dung không kiên nhẫn ngắt lời cô anh nhìn cô gái trước mặt mà nghiêm túc chất vấn không để cô ngang ngược lái xe ở thành phố đài bắc nguy hiểm như vậy tránh làm cho giao thông thành phố đài bắc lộn xộn thêm nữa bây giờ đương nhiên là đi làm rồi phạm y nói dứt câu lúc này mới như phát hiện ra điều gì đó mà căng thẳng nhìn anh. Anh hỏi tôi thế để làm gì? Duy Dùng tức giận liếc nhìn cô. Đương nhiên là bảo lão Dương đưa cô đi làm. Chẳng lẽ cô còn muốn lái chiếc xe ô tô nhỏ này mà hoành hành trên đường phố Đài Bắc à? Anh... Nghe vậy, Phạm Y tức vảnh đôi môi lên. Tuyệt nhiên, không để ý tới Phạm Y đang tức phỏng má, Duy Dùng ra lệnh cho lão Dương. Ông lên xe đưa cô gái này đi làm, sau đó đến công ty. Lão Dương lập tức gật đầu Đi về phía xe của Phạm Y Mời cô lên xe Tôi không muốn Phạm Y bướng bỉnh không chịu nhường ghê lái Khó lắm Cô lửa đấy được chìa khóa từ tay má vương Cuối cùng lại do người khác Đưa cô đến công ty Tài xế lại chắn ở phía trước như vậy Cô nghĩ mình muốn tự lái xe đi làm Cũng khó khăn Thưa cô tôi là Lão Dương Cậu chủ nhà tôi là tổng giám đốc của Tề Việt Lão Dương tôi là ở công ty nhà họ mộ cũng đã 30 năm rồi. Cô yên tâm, chúng tôi không phải người xấu, sẽ không đối xử tệ với cô đâu. Lão Dương cười an ủi. Tôi không cần. Phạm Y dùng giọng điệu kiên quyết cự tuyệt sự sắp xếp của Duy Dung. Tự tôi có thể lái xe đi làm. Nhưng... Lão Dương khó xử nhìn cô, lại nhìn cậu chủ đang muốn ngồi vào ghế lái. Duy Dung phát giác Lão Dương và cô gái kia vẫn đang giảng co tại chỗ, anh mở cửa kính xe ra, hơi nhíu mày nhìn lão Dương hỏi, "Sao vậy, còn không lên xe đi?" Quay đầu xe lại. Cô ấy không chịu để tôi đụng đến xe. Lão Dương cảm thấy hết sức khó chịu vì không hoàn thành yêu cầu của cậu chủ. "Vậy sao?" Duy Dùng suy nghĩ rồi mở cửa xe, đi tới chỗ hai người họ, sau đó nói với lão Dương, "Lão Dương, ông lái xe đến công ty, nói với giám đốc nhân sự Hoãn nội nghị lúc 9 giờ 10 xuống còn 10 giờ." "Vâng." việc này đơn giản hơn nhiều lão dương như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm duy dung kéo tay phạm y cô còn chưa kịp phản ứng anh đã lôi cô đến chỗ tay lái mở cửa xe nhét cô vào ra lệnh thắt dây an toàn đi phạm y kinh ngạc kêu to nè anh làm gì thế hả? duy dung hoàn toàn không để ý tới cô đang gào thét đoạt lấy chìa khóa trong tay cô khởi động xe điều chỉnh cương chiếu hậu ngay ngắn rồi hỏi công ty của cô ở đường nào nè anh đừng có mà ngang ngược vậy chứ. Tôi không cần biết anh là tổng giám đốc của TVCG đó. Anh cũng không thể làm như vậy. Phạm Y liên tục kháng nghị. Nhưng lúc cô cảm thấy xe bắt đầu di chuyển thì cô không thể tin được mà quay đầu qua tức giận đấm lên cánh tay anh. Anh mau dừng xe. Tại sao anh ta lại có thể quá đáng như vậy? Cô có mù đường đi nữa cũng không cần anh ta lái xe đưa cô đi làm. Công ty của cô ở đường nào? Duy Dung trầm giọng hỏi, liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Phạm Y bị ánh mắt của anh chừng, liền có cảm giác như bị mãnh thú nhìn chăm chăm vào con mồi là cô, sợ đến mức không dám lên tiếng, ngoan ngoãn nói địa chỉ công ty. Phát hiện chỗ cô nói có cùng địa chỉ với cạnh thiên, Duy Dung sững sờ, kinh ngạc quay đầu nhìn cô từ trên xuống. Cô làm việc ở cạnh thiên. Nghĩ đến việc anh tự nhiên quyết định tự do của cô, còn hung hăng kéo cô nhát vào xe, cô không thèm để ý đến anh ta nữa. <laughs> Khẽ hừ một tiếng, Phạm Y quay đầu nhìn ra cửa sổ, từ chối trả lời anh. Nói, Duy Dùng không kiên nhẫn gầm nhẹ. Tôi không thèm nói cho anh biết. Phạm Y thở dài, vì làm mặt ngáo ổ với anh. Mắt trợn trắng, để xem sự bướng bỉnh của cô có thể làm khó dễ được anh không. Duy Dung nhấn lúc đèn xanh chuyển qua đỏ, quay đầu nhìn cô, phát hiện cô đang trẻ con mà làm mặt ngáo ộp với anh vẻ mặt bướng bỉnh tựa như đứa bé chưa lớn anh không nhịn được bật cười này cô bao nhiêu tuổi rồi hả còn làm ngáo ộp giống trẻ con nữa cô không biết ngượng à ai cần anh lo không để ý tới sự giễu cợt của anh phạm ý tức giận chừng mắt nhìn anh ta anh cười chấn an giao thông đường phố đại bắc đã đủ loạn cô có cần phải thêm một chút nữa không Thật sự không hiểu tại sao người nhà của cô có thể yên tâm để cô lái xe đi làm. Đáng ghét, anh ta dám cười nhạo sự ngu ngốc vì đường xá của mình ư. Phạm Y hung tợn trưởng mắt với anh ta, sau đó nét mặt trầm xuống, giận đến phòng má, cành mũi không ngừng phập phồng theo. Lời nói của Duy Dung châm chọc đến lòng tự ái của Phạm Y, cô siết chặt bàn tay nhỏ bé, càng muốn nói thì lại càng im lặng. Miệng anh ta sắc bén như dao găm, cho dù có đẹp sai đi nữa vẫn là một tên xấu xí khó ưa thấy phạm y không chịu lên tiếng duy dung cũng không nói gì thêm nữa không bao lâu sau xe đã đến cạnh thiên duy dung xuống xe ném chìa khóa cho lão dương đang chờ ở bên Lái xe đến bãi đậu xe còn nữa trừ phi cô có người nhà hoặc bạn giúp cô lái xe về nhà nếu không thì hãy giao chìa khóa xe ra đây hả vào lúc này không chỉ có phạm y kêu thành tiếng ngay cả lão dương cũng kinh ngạc mà trợn mắt giữ chìa khóa của cô tức chết người đi được anh ta nghĩ mình là ai vậy anh không thể làm như vậy phạm y lao xuống xe tức giận gào lên duy dùng nhướng mày bá đạo cười nói cô lầm rồi duy dùng cảm thấy cô gái bé nhỏ này thật là thú vị tôi muốn chìa khóa xe của tôi phạm y tức giận gào thét được tìm người biết lái xe hơn nữa không phải là dân mù đường thì tôi sẽ bảo lão nương trả chìa khóa lại cho cô. Duy Dung tốt bụng nhắc nhở. Tên xấu xí kia đáng chết. Phạm Y tức giận không lựa lời nói. Thưa cô, chú ý tới phong cách của mình một chút. Duy Dung mỉm cười nhìn cô, dùng ánh mắt nhắc nhở cô mọi người đang nhìn mình. Phạm Y cúi đầu, len lén theo ánh mắt anh mà nhìn xung quanh. Quả nhiên phát hiện người quét dọn nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Trong nháy mắt, miệng cô co quắp chán nổi đẩy hắc tuyến rồi một tiếng gầm nhẹ chợt vang lên cô xấu hổ vọt vào thang máy đây là lần đầu tiên phạm y giao chiến với mộ duy dung kết quả thật thê thảm nhếch nhác mà chạy Đủ đáng ghét tên đàn ông xấu xa đồ côn đồ đáng ghê tởm vừa nghĩ tới bị mất chìa khóa xe phạm y đã cảm thấy tức giận cô nặng nề bước chân đi vào phòng thư ký vừa đi vừa không quên nhỏ giọng mắng nhiếc nhưng khi cô mới vừa bước vào phòng thư ký hạ tiêu mai thuộc phòng thư ký lập tức vọt ra nằm lấy cô mà căng thẳng lên tiếng phạm y tại sao bây giờ mới đến tôi xin lỗi trên đường xảy ra chút chuyện phạm y đặt ví ra trên tay xuống sao thế có chuyện gì sao trời ạ à, phạm y sao cô không đến trễ ngày nào mà lại cố tình chọn ngày này đến trễ tiểu mai mệt mỏi nói phạm y ngượng ngùng nói xin lỗi liên tiếp Xin lỗi, trên đường có chuyện phải nán lại. Cô đưa tay nhìn đồng hồ. Cô đúng là tới trễ, hơn nữa trễ gần một tiếng. Chết tiệt, đều là do tên xấu xa ghê tởm kia đó làm hại. Lần sau gặp lại anh ta, nhất định phải chửi cho anh ta một trận. Cô vừa nghĩ tới cái tên hại cô bị trễ giờ, thì lại tức giận trong lòng. Phạm Y Cô quên hôm nay tổng giám đốc mới đến, tất cả nhân viên đều phải họp sao? Vẻ mặt của tiêu mai như thể muốn té xỉu, đi họp phạm y lẩm bẩm lại theo lệnh cô ta bỗng chốc tiếng thét chói tai vang lên á ah, đáng chết bị dính với cái tên xấu xa ghê tởm đó hại người ta quên cả chuyện lớn này xong đời rồi trời ạ à, hôm qua tôi bỏ tài liệu ở đâu rồi phạm y chậm chạp vội vàng tìm tài liệu cô đã chuẩn bị xong từ hôm qua ở ngăn kéo bên tay trái của cô tiểu mai tốt bụng nhắc nhở cô hả gì Phạm Di này chuyện lớn thì khôn kéo, chuyện nhỏ thì lơ mơ, cô không nhịn được lắc đầu thở dài. "Cảm ơn." Phạm Y cầm tập tài liệu vừa thúc giục, "Đúng rồi Tiêu Mai, giúp tôi một chút, xem trả bánh đã chuẩn bị đầy đủ chưa?" Tiểu Mai tức giận chỉ vào tài liệu trong tay cô nói, "Tôi đã xem rồi, bây giờ chỉ còn dư lại phần tài liệu trên tay cô chưa phát thôi. May là phòng nhân sự vừa gọi điện đến nói cuộc họp hoãn đến 10 giờ, nếu không thì thảm rồi." Nhưng cũng lạ quá chẳng phải tổng giám đốc mới có việc cũng nên nói trước với thư ký sao tại sao lần này lại tìm người phóng nhân sự đối với việc lần này tiêu mày cảm thấy thật kỳ lạ cũng thật may là tổng giám đốc mới không gọi điện tới nếu không lỡ như phát hiện thư ký phạm y không có ở đây mấy thư ký nhỏ thi thoảng chạy lung tung các bộ phận đi buôn chuyện sẽ bị lộ mất phạm y nhún vai mặc kệ anh ta muốn nói với ai cũng được đây không phải là chuyện cô có thể nắm trong tay được rồi, sắp trễ rồi, tôi đi học trước đây. Lát nữa học xong lại muốn tiếp với cô nhé. Ôm lấy chồng tài liệu đã được chuẩn bị trước, Phạm Y vội vã bước khỏi phòng thư ký. Đụng chúng người ta rồi. Tay chân phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể chơi mất nhìn đống tài liệu họp rơi vãi để đất. Phạm Y không nén nổi mà xa sờ mặt. Xong rồi, chuyện này còn thảm hơn là đi làm muộn. Hay ra tục ngữ nói không sai, dụng tốc bất đạt. Bây giờ cô chính là như vậy Thật là Đều tại anh đấy Phạm Y ảo não hất cầm lên Chỉ tay vào người gây họa Khiến cho tài liệu của cô rời vãi đầy đất Nhưng mà khi cô ngước mắt nhìn lên Thì vừa lúc đối mặt với mộ duy dung Ánh mắt của hai người giao nhau Lời chưa nói đã đột ngột dừng lại Sau một lúc lâu Phạm Y mới kinh ngạc kêu lên Là anh, cái tên xấu xa đang giữ chìa khóa của mình Duy Dung cũng hết sức kinh ngạc nhìn cô là cô, đồ mù đường vừa mới ẩm ý với mình ở ngoài cổng. Mộ Duy Dung nhìn rất tài liệu Phạm Y ôm trên tay và đống tài liệu tán loạn rời đất mà suy nghĩ đứt đoạn. Thật ra từ lúc cô nói địa chỉ cạnh thiên, thấy cô chạy vọt vào thang máy thì đã đoán chừng cô thật sự là nhân viên của cạnh thiên. Anh cũng mừng thầm, nhưng anh không ngờ rằng cô lại là thư ký. Cô ta là thư ký của Vi Văn sao? Cô gái nhỏ mà cậu ta trịnh trọng phó tác đó hả? mong là không phải anh ích kỷ hy vọng nhìn thấy anh đầu óc của phạm y cũng đang ở sau trạng thái ngừng hoạt động giống như duy dung theo bản năng cô lít trộm người đứng cạnh mộ duy dung đó trưởng phòng nhân sự nhìn sang bên kia là quản lý phòng kế hoạch và trưởng phòng nghiệp vụ không cần hỏi cũng biết tên ác tính giữ chìa khóa xe cô này là ai hôm nay cô làm sao mà may như chó vậy phạm y giờ khóc giờ cười mặt mũi nhăn nhó thần kinh căng thẳng trưởng phòng nhân sự vị này là duy dung Lít nhìn phạm y quay sang hỏi trưởng phòng nhân sự trưởng phòng nhân sự lập tức cùng kính giới thiệu ồ oh, cô ấy là thư ký tả thư ký riêng của tổng giám đốc ngoài chức vị đó ra thư ký tả còn phụ trách phối hợp với người đứng đầu các bộ phận trong công ty nói trắng ra cô là thư ký của vi văn xử lý chuyện điên tư của cậu ta còn phối hợp xử lý chuyện công ty là tâm phúc kiềm hải chức phạm ý tức giận trợn mắt thầm thở dài hây da, có cần giới thiệu rõ ràng như thế không cứ như cô và anh vi vân có quan hệ mập mờ ấy vậy về sau lịch trình của tôi đều do thư ký tả sắp xếp sao duy dùng khẽ nhếch lên môi cười rất xấu xa đúng vậy trường phóng nhân sự gật đầu lia lịa như đẩy tớ thư ký tả trước khi tổng giám đốc vi trở về hai người chúng ta hãy hợp tác vui vẻ nhé Duy Dung nhìn cô cười xấu xa. Phạm Y cực kỳ bực mình nhưng ngại vì có mấy nhân viên quan trọng của công ty ở đây, chỉ có thể lúng túng cười theo, mong rằng như vậy. Trong lòng lại hận lúc này không cái lỗ nào để chui vào. Lần này cô thật sự ngơ ngẩn, nếu anh Vi Vân biết, ngày đầu tiên cô đã gây sự với bạn tốt của anh kiêm tổng giám đốc Cạnh Thiên mới nhậm chức, không biết anh sẽ cảm thấy thế nào, chắc chắn sẽ rất đau lòng cũng rất thất vọng. Mọi người lại nhặt tài liệu cho thư ký tả đi. Duy Dung cố ý ra vẻ đồng tình, ôn hòa, thân thiện với cấp dưới. Đúng đúng, mọi người cùng giúp thư ký tả nhặt mấy thứ rơi dưới đất kia lên nào. Trường phóng nhân sự lập tức ra vẻ nịnh nót, xung phong cúi người, nhặt tài liệu dưới đất. Mọi người thấy thế, cũng rồi giết giúp một tay, cũng chỉ có mấy cái đầu là lộ ra. Giữa tình thế này, Phạm Y chỉ biết ngày ngốc đứng ngay tại chỗ. Cùng một ngày, hai người giao chiến hai lần, kết quả giống nhau, anh ta lại chiếm thế thượng phong, thảm quá. Phạm Y học được kỹ năng tốc ký ở trường, sau khi ra xã hội, khả năng ghi chép trong cuộc họp càng giúp cô thậm buồm, xuôi gió. Vì vậy, khi cuộc họp kết thúc, cô cũng dừng bút. Hồi trước, sau khi họp xong, Phạm Y thường dùng mấy phút để kiểm tra lại nội dung vừa mới tốc ký, sau đó đặt trên bàn anh Vi Vân, cô không quen chất đống công việc, trừ phi là việc quá nhiều. Nhất thời bận bịu không xong thì lại là chuyện khác. Nhưng hôm nay trải qua mấy chuyện bực mình lại xấu hổ liên tiếp, cô không muốn đưa nội dung cuộc họp đến phòng tổng giám đốc đáng ghét đó. Làm sao bây giờ? Phạm y một tay chống cầm, tay kia không ngừng quay bút, miệng nhỏ trêu lên. Cô thật sự không muốn gặp lại cái tên kia nữa, ít nhất vào hôm nay, cô chịu giễu cợt và chế nhạo của anh ta đủ rồi chịu sự bá đạo ngang ngược của anh ta đủ rồi cô không hề muốn tiếp xúc với anh ta thế nhưng phần ghi chép phải làm sao bây giờ thở dài phạm y chán nản đỗ vai xuống càng muốn cố gắng lại càng hỏng bét sau khi cuộc họp kết thúc giám đốc và các nhân viên tham gia cuộc họp nhanh chóng tản đi duy dùng phát hiện hiệu suất làm việc của cô khá tốt cuộc họp kết thúc cũng là lúc cô ghi chép xong nhưng sau đó lại không thấy cô đưa nội dung ghi chép cho anh còn không ngừng nhau mắt. Tiếp đó còn không ngừng than ngắn thở dài, anh không khỏi tò mò dừng bước, quay đầu lại nhìn cô. Anh đứng trước mặt cô gần 10 phút, cô gái này dặn những không phát hiện sự tồn tại của anh, mà vẫn còn trong trạng thái ngơ ngẩn, không ngừng lầm bầm một mình. Thư ký tả, thư ký tả, Duy Dung kẽ gọi cô mấy tiếng. Đợi mãi không thấy cô đáp lại, cuối cùng mộ Duy Dung không nhìn nổi nữa, chạy tới khua tay trước mặt cô, ghé vào tay cô hô to. Trở về hiện tại đi, thư ký tạ. Đột nhiên có cánh tay trước mắt, Phạm Y sợ đến thét chói tay, bút đang chuyển động trên tay cũng rơi xuống. Mộ suy Dung tuổi giễu cợt. Thư ký tạ, cô cũng hồ đổ quá rồi. Giờ làm việc mà mất hồn thật vô cùng thất trách. Phạm Y hung tận chừng mắt nhìn mộ duy dung, đang cười rất gian trá, thở hổn hển đánh vào cánh tay đang hu hua trước mắt ai cần anh lo lúc này phạm y rất không cẩn thận quên mất anh là tổng giám đốc mới trong đầu còn coi anh là cái đổ xấu xa giữa chìa khóa xe của mình thư ký tả tôi nói đùa rồi tôi là tổng giám đốc tôi không quan tâm thì xin hỏi còn ai có thể quan tâm cô nghe người nhìn cô chăm chú duy dùng bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì ngược lại thôi xong rồi cô lại như người mất hồn rồi phạm y nhàn mặt đầu lại bắt đầu có cảm giác hơi đau duy dùng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng lộ vẻ đáng thương nhất thời cảm thấy hành động của mình hình như cũng quá đáng thế là mềm lòng nhẹ giọng vẻ mặt này của cô khó coi quá ai cần anh nhìn phạm y không hề cảm kích lại gắt lên không để ý tới tính tình hay cao gắt của cô duy dung kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô nói Thật ra thì tôi rất ngạc nhiên, không ngờ cô lại là thư ký của Vi Vân. Chợt một ý nghĩ thoáng qua, nghi hoặc lại càng tăng lên. Cô là người thứ ba giữa sở tịnh và Vi Vân sau, cô thúc giục sở tịnh đến châu Âu giải sầu, chuyện tiến triển ra sao? Tôi không phụ trách công việc đối ngoại. Phạm Y trả lời với giọng không được tốt. Không phụ trách công việc đối ngoại, ý của cô đúng là cô chỉ phụ trách đi theo Vi Vân. Duy Dung nhíu mày, bởi nghi ngờ nên cô nhìn với mẻ mặt quỷ dị. Vậy ý của cô là cô chỉ phụ trách chuyện có liên quan đến Vi Vân? Không sai, Phạm ý không nghi ngờ gì gật đầu. Cái đôi hổ ly dần dần lỗ ra rồi. Duy Dùng cười lạnh. Không biết là phụ trách công việc cấp trên hay là phụ trách chuyện trên giường đây? Duy Dùng hỏi với giọng khinh miệt. Ngài vậy, Phạm ý tức giận chừng mắt nhìn anh. Lời này của anh là có ý gì? trời ạ à, cái tin này chẳng lẽ cho rằng mình là người tình của anh vi vân anh như cười như không ý trên mặt chữ đó nếu không ngu ngốc thì sẽ hiểu ngay phạm y nghiêm túc giải thích tôi với anh cả vi vân ở công ty chỉ đơn thuần là quan hệ công việc bình thường có tiệc đều do chị tịnh đi cùng anh vi vân công việc kinh doanh ở nhà máy và cửa hiệu đã có tổ nghiệp vụ nếu không thì do tiêu mai phụ trách liên lạc còn tôi chỉ phụ trách công việc hành chính và sắp xếp lịch trình cho anh vi vân cho nên trừ phi là nhân viên công ty nếu không thì hiếm khi nhìn thấy tôi ồ đó tức giận không sao hôm nay tạm hỏi vậy dù thế nào đi nữa thì anh cũng có thời gian thăm dò chân tướng nhưng mà cô ta gọi anh vi vân anh vi vân <laughs> gọi thân thiết như vậy làm cho người ta khó có thể không nghi ngờ cô và vi vân có quan hệ mập mờ Duy Dung thầm cười giễu cợt Phạm vì không biết câu trả lời của mình vào tai Duy Dung Lại thành dấu đầu hở đuôi Duy Dung lại hỏi tiếp Sở tịnh đốt cuộc xảy ra chuyện gì Không phải vì cãi nhau với Vi Vân Nên cô ấy mới một mình chạy đến châu Âu giải sầu chứ Thật ra thì đến bây giờ Duy Dung vẫn không tin sở tịnh thật sự đã xảy ra chuyện Phạm Y lắc đầu Không phải Tình cảm của chị ấy dành cho anh Vi Vân rất tốt anh chị không có cãi nhau nghĩ đến sở tịnh sang mặt cô xấu đi thấy dáng vẻ rưng rưng nước mắt của cô duy dung vươn tay siết chặt lấy mặt cô cười dò hỏi ôi không phải cô sắp khóc đấy chứ anh mới là người sắp khóc phạm ý kiêu ngạo ngẩng mặt lên duy dung tức giận liếc nhìn cô đúng rồi cô và vi vân sở tịnh rốt cuộc có quan hệ gì nghĩ đến vi vân phó tác công ty cho anh còn muốn anh chăm sóc cô khiến duy dung cảm giác rất kỳ quái nhưng lúc ấy vi vân tâm trạng đang rất tồi tệ anh không tiện hỏi nhiều hàng xóm phạm y trả lời không chút nghĩ ngợi muốn lừa tôi à duy dung không vui nhíu mày phạm y tức giận mí môi khẽ hử một tiếng lừa anh có kẹo ăn chắc câu ăn không anh cười hỏi phạm y làm ra vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài không ăn không còn cách nào khác có thể cô là ngoại lệ của phụ nữ không hứng thú với đồ ngọt vậy thì đúng rồi nhìn nét mặt chán ghét của cô duy dung không nhịn được cười lớn tìm được con gái không thích đồ ngọt là chuyện rất khó duy dung thật sự không ngờ cô lại là ngoại lệ đó điều này làm anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc cười cười chết anh đi phạm y lạnh lùng liếc mắt không vui nhỏ giọng nói thầm thu hồi nụ cười Hỏi nửa ngày Duy Dung vẫn không có được đáp án, anh nhịn không được lại nhắc nhở. Thưa khí tả, cô còn chưa có nói cho tôi biết cô và Vi Vân chính xác là có quan hệ gì. Phạm Y vẫn trả lời hời hợt, hai chữ hàng xóm này anh hiểu được chứ, chẳng qua bọn họ thân mật hơn một chút. Nhưng không thể nói ra, biểu hiện của Phạm Y ở công ty rất xuất sắc, cô không chỉ là quản lý hành chính của công ty đâu vào đấy, cũng sắp xếp lịch trình của Vi Vân không hề qua loa và cả không có ai biết rằng rất nhiều dự án lớn công ty nhận được trong 1-2 năm nay trong đó mấy hạng còn được quốc gia quyết định khen thưởng sáng tạo đều là do cô nghĩ ra nhưng tác phong làm việc của Phạm Y khiêm tốn cũng không lấy làm cao ngạo yêu cầu Vi Vân không công bố những chuyện này ra ngoài cô vẫn làm chức thư ký nhỏ như trước có một cô thư ký trách nhiệm lại chuyên nghiệp như vậy giúp Vi Vân quản lý tất cả. Công việc của Vi Vân nhẹ nhõm đi không ít, sở tịnh lại càng không cần lo trước lo sau, chỉ cần ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp cùng hôn phu đi dự tiệc là được. Dĩ nhiên, điều này là bí mật giữa cô, sở tịnh và Vi Vân, không cần thiết nói cho những người khác, dĩ nhiên, bao gồm cả anh ta. Nghĩ tới đây, Phạm Y không khỏi nghĩ lại đến việc sở tịnh mất tích, đội tâm thoảng chốc cực kỳ khổ sở nét mặt phạm y đông cứng lại một lúc lâu không thấy sắp mắt rất dễ dàng thấy được linh hồn nhỏ bé của cô đã không có ở đây tâm trí không biết đã chạy tới nơi nào không thích cảm giác bị bỏ quên và lại từ nhỏ đến lớn bình thường đều do anh bỏ quên người ta vẫn chưa có người nào dám quên mất sự tồn tại của anh duy dung dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt cô không vui nhắc nhở thư ký tả lúc nói chuyện với người khác mà tâm trí lại đi vào cõi thần tiên hình như có vẻ không tôn trọng đối phương lắm thì phải giật mình phạm y mở mắt phủ nhận tôi có đi vào cõi thần tiên đâu vậy sao như vậy xin hỏi cô vừa rồi tôi nói gì duy sùng cười lạnh hỏi ngược lại vừa rồi nói gì phạm y nhìn anh lại cúi đầu suy tư một lát cuối cùng mới ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn anh anh vừa mới nói gì sao Cô không nghe thấy anh nói Đương nhiên là có Cười mỉa mai Duy Dung hử mũi Thấy chưa, rõ ràng là không trả lời được Nói cô lạc vào cõi thần tiên Cô còn sống chết không thừa nhận Thật là con nhóc ngang ngạch Duy Dung tỏ vẻ mặt bẫn cợt Thật ra đáy lỏng đã sống cười to Bà Phạm Y không còn biết mình bị trêu đùa Cúi thấp đầu xuống Mặt xấu hổ lúng túng Tôi có thể xin lỗi Tôi đã từng đắc tội với anh hay là kiếp trước có kết thủ oán với anh sao? Nhìn gương mặt tuấn tú tươi cười của mộ dung và bi hận không thể đánh vào cái mặt đó. Duy Dung nghiêng đầu, làm bộ tự hỏi, thật lâu sau anh mới hở hững lắc đầu, hình như không có. Vậy sao anh cứ chuyên gây phiền toái cho tôi thế? Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh. Vì vần muốn cô trợ giúp tổng giám đốc mới để cho anh có thể thuận lợi tiếp nhận trong thời gian ngắn. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên mà giữa bọn họ đã có khúc mắc, xem ra cuộc sống tương lai sẽ đầy gian nan. Là tự cô nhỏ mọn đấy chứ? Anh hở hững nói. Gì cơ? Nghe vậy, Phạm Y giận đến nghiến đăng nghiến lợi. Là anh ta giữ chỉ khóa xe của mình, là anh đụng phải mình nắm đôi tư liệu của mình, là anh sau khi cuộc họp kết thúc còn cố ý tìm mình tranh cãi, sao lại thành lỗi của mình hết vậy? Kéo ghế ra, Phạm Bi cầm bản nội dung cuộc họp lên trên bàn, lườm anh, không nói một lời đi ra khỏi phòng họp. Ồ đó, tức giận rồi. Anh nhíu mày, như cười như không nói. Không đánh mà lui, người ta gọi là đào ngũ. Tổng giám đốc, nếu nhanh có thời gian rảnh rỗi ngồi ở đây, phiền anh phê duyệt nội dung cuộc họp đã được ghi lại, công văn đã đặt trên bàn. Phạm Y rút chân đang định bước ra phòng họp, xoay người nhét nội dung cuộc họp vừa ghi vào tay anh anh lít cô để xấu xa cô là thư ký của tôi đúng không cô cảnh giác nhìn mặt anh trả lời với giọng điệu không tốt đúng vậy kỳ quái anh ta không phải biết rõ còn hỏi sao có vấn đề vậy thì hãy giúp đỡ tôi để cho tôi trong thời gian ngắn nhất có thể nắm rõ tình trạng công ty có phải việc của thư ký cô nên làm không nhìn anh cô trầm tư một lúc lâu trong lòng không ngừng suy đoán đốt cuộc anh ta có ý gì có phải không? Thư ký tả, cô vẫn chưa trả lời tôi đấy. Anh cười rất xấu xa. Về mặt cô nặng nề, gật đầu. Đúng vậy, kỳ lạ. Sao thần kinh và tế bào khắp người đều run rẩy. Như vậy, cô hãy đưa bản ghi chép này vào phòng làm việc của tôi. Hơn nữa, tôi cũng cần cô giúp tôi làm tất cả báo cáo vận chuyển buôn bán của công ty càng chi tiết càng tốt. Duy dùng đưa bản ghi chép cô mới vừa bỏ vào trong tay anh, chào cô ơ ờ. dạ dày co rút ba lần đụng độ phạm y thảm bại lần nữa đáng hận lại mất hồn rồi phạm y buồn bã trở về phòng làm việc ảo não hận không thể nghĩ ra cách vượt qua trở ngại phạm y hôm nay cuộc họp có quyết định quan trọng gì à tiểu mai đang uống cà phê vừa thấy phạm y đi vào phòng làm việc vội vàng cũng rót chén cà phê cho cô uống đi cô xem đi Phạm Y đưa bản ghi chép trên tay tới trước mặt cô, nhưng mà 5 phút sau, tôi phải đưa cho tổng giám đốc mới phê duyệt rồi. Cô tiện tay cầm tách cà phê trên bàn, uống một ngụm thật to, ừ không tệ, độ nóng vừa phải. Một ngụm to nữa, thế là mọi chuyện phiền hà được giải tỏa. Chà, tiêu mai không thể tin được, nhìn bản ghi chép cuộc họp trước mắt, mặt khổ sở. Không thể nào, đọc cái này còn lâu mới xong, cô có thể nói đơn giản cho tôi nghe không? để tách cà phê xuống phạm y bận thợ tìm kiếm trong ngăn tủ tài liệu kinh doanh của công ty mấy năm nay cùng mấy kế hoạch và hợp đồng đã hoàn thành và chưa hoàn thành trong tháng nói bất đắc dĩ không còn cách nào khác bây giờ tôi phải đi làm cho anh ta báo cáo kinh doanh của công ty tiểu mai nhàn mặt thôi bao giờ cô rảnh nói cho tôi biết là được ngại quá phạm y cười ái náy không sao tiểu mai nhún vai đúng rồi trưa nay cô cần tôi mang cơm lên cho không không có cách nào khác phạm y làm việc luôn quyền thời gian ăn cơm đợi đến khi cô cảm thấy đói bụng thì phòng ăn nhân viên cũng nghỉ ngơi phạm y nhìn tài liệu trong tay chầm từ một lúc ừ có lẽ nhờ cô mang lên cho tôi phải làm hết báo cáo kinh doanh của công ty e rằng phải làm quá thời gian ăn cơm rồi cô nói tiếp đúng rồi thuận tiện cũng mang giúp tân tổng giám đốc một suất cái gì? Tiêu Mai kinh ngạc ngừng đầu nhìn cô. Phạm Y thở dài bất đắc dĩ. Chữ Phi cũng muốn nghe một con sư tử đói kêu to. Ồ, nói cũng phải. Tiêu Mai lập tức tỏ vẻ hiểu rõ. Khi đói bụng bình thường, đính tỉnh sẽ không tốt lắm, nhất là đàn ông. Vì vậy, vì cuộc sống tương lai có thể trôi qua vui vẻ, vẫn phải để cho anh ta không đói bụng nghe báo cáo. Chúc tôi may mắn đi. Đi ngang qua Tiêu Mai, thì Phạm Y làm vẻ mặt qua trương, tiểu mãi cũng rất hiểu ý, làm dấu chữ thập trước ngực, chân thành cầu nguyện cho cô, khẽ nói, Chúa Trời sẽ luôn ở bên cậu. Hít một hơi thật sâu, tâm trạng thấp thầm dần bình tĩnh lại, hơi thở gấp gáp trở lại bình thường, Phạm Y mới giơ tay lên gõ nhẹ vào cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Mời vào. Tầm mắt rơi vào công văn trên tay người mụ duy dung, không ngẩng đầu lên thấy phạm y nhìn chằm chằm vào công văn trên tay mình ánh mắt chuyên chú cũng là vòng làm việc này đáng tiếc người kia cũng không phải là anh cả vi vân mà cô quen à um... phạm y mấp máy môi cố gắng duy trì thái độ tự nhiên chờ tôi thêm một phút là xong rồi duy dùng đẩy mắt kính lên nhanh chóng di động ngoại bút vàng ngay sau đó ký tên lên công văn lúc này mới ngẩng đầu lên ngồi đi duy dung chỉ vào cái ghế sa lông cách đó không xa vẻ mặt cô nghiêm túc nói hở hững không cần tôi đứng là được rồi sợ tôi ăn thịt cô à thấy vẻ mặt cứng ngắc của cô anh không nhịn được đùa cợt không không phải bị vạch trần phạm y rất lúng túng vậy thì đi tìm chỗ ngồi đi duy dung đi đến ghế sa lông hai người ngồi xuống ghế tôi không có thói quen ngẩng đầu nghe báo cáo sau đó anh lại hỏi Đúng rồi, phải bao lâu mới báo cáo xong? Ít nhất cũng phải 2, 3 giờ. Cạnh thiên là xí nghiệp lớn, mấy dự án gần đây thì phải báo cáo rất lâu, nhưng mà cô cũng đã rút gọn khá nhiều rồi. Duy Dung trầm tư. Tôi muốn trợ lý đưa hai tách cà phê và một chút điểm tâm vào. Hả? Phạm Y Lộ ra vẻ nghi ngờ. Sắp 11 giờ rồi, cô báo cáo, chỉ sợ chúng ta cũng không có cơm trưa mà ăn, anh không phải là hạng cấp trên ngược đãi cấp dưới được cô nhấn nút điện thoại cô nhấn nút điện thoại nối với phòng trợ lý giao cho tiểu chu tiểu chu mang hai tách cà phê làm phiền anh đến công ty đối diện phạm y đang rào phó cho trợ lý đột nhiên trước mắt hiện ra một bàn tay to nhấn tắt điện thoại của cô phạm y kinh ngạc nhìn anh thôi chúng ta đến nhà hàng đối diện công ty ăn cơm sau đó cô báo cáo luôn anh cười lưu manh vẻ mặt vô cùng quan tâm vừa ăn vừa báo cáo chưa từng có kinh nghiệm mặc dù cô đã cùng anh cả vi vân nhưng vi vân là chồng của sở tịnh vì để tránh lời đồn đại không hay trừ phi sở tịnh cũng ở đây nếu không cô tuyệt đối không ra ngoài ăn cơm với vi vân có vấn đề gì anh như cười như không nghiêng người tiến lại gần nhìn cô hơi thở phả lên mặt cô cô lập tức nín thở không dám cử động, sững sờ nhìn gương mặt anh Tuấn cười xấu xa của anh. Không dám, anh là tổng giám đốc, sao anh quyết định? Dần không đấu với quan, đạo lý này cô hiểu. Sao còn chưa đi? Nháy mắt sau đó, anh cầm lấy tài liệu trên tay cô, tay kia nắm bẩn tay nhỏ bé của cô. Anh làm gì vậy? Mắt to mắt nhìn chằm chằm anh. Duy dùng buồn cười, nhướng mày. Ăn cơm, nghe báo cáo. Phạm Y bực mình chỉ vào bàn tay đang nắm tay cô. Tự tôi sẽ đi. Cô không biết anh và thư ký của anh đối xử với nhau thế nào. Nhưng đối với Phạm Y mà nói, mập mờ như vậy, cô không thể thích ứng. Huống chi hôm nay, cô mới bị anh chiều tức vẫn còn chưa tiêu. Để ý vậy à? Anh cười khẽ. Tôi không quen, cũng không thích. Hơn nữa là đối tượng là anh. Như vậy cô tốt nhất nên quen. Bởi vì cô là thư ký của tôi, về sau cùng tôi đi dự tiệc, còn nhiều tình huống thân thiết nữa. Anh cố tình đưa tay vòng qua hông cô, buông tôi ra. Mặt của cô biến thành màu đen, tả sức dãy ruộng. Tôi không tham dự tiệc đâu. Trước kia, đó là công việc của sở tịnh. Đó là ngày trước. Bắt đầu từ hôm nay, cô phải cùng với tôi xuất hiện tại các bữa tiệc. Đây là mệnh lệnh, anh là tổng giám đốc có quyền quyết định. Anh thật là ngang ngược. Cô khá nghị, Chẳng phải cô đã lĩnh giáo rồi sao? nghiêng người về phía trước, hơi thở nóng bỏng của anh phả bên tai cô, làm tim cô đập nhanh hơn. Tôi... Phạm Y chưa nói hết, anh lập tức lại gần, miệng nói chuyện đương nhiên, bà khóe miệng nở nụ cười rộng thêm. Tôi biết rõ cô là thư ký của tôi, còn Vi Vân đặc biệt giao phó còn phải chăm sóc cô thật tốt. Ai cũng có thể sa thải, duy chỉ cô em gái tốt không thể bị sa thải. Nhưng mà anh cảm thấy chuyện cũng không đơn giản Nếu không sở tịnh cũng sẽ không một mình đến châu Âu giải sâu Phạm Y hoàn toàn bất lực với nụ cười quỷ dị của Duy Dung Anh cả Vi Vân Cái người này là bạn tốt của anh đấy à Lại một lần nữa Phạm Y thua trận Thua không nói lại được với Duy Dung Cảm thấy không còn sức lực nữa Đang đợi người mang đồ ăn lên Phạm Y lấy tài liệu ra báo cáo dưới ánh mắt sáng ngời của anh, cô âm thầm hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh đặt tài liệu trước mặt anh, còn mình cầm lên một bản khác. Tổng giám đốc, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Cùng xem là được, không cần phải phiền toái như vậy. Duy Dung cầm tài liệu phạm y vừa mới đặt ở trên bàn, để sang mặt bàn bên kia, nghiêng người về phía cô. Thần thể kể sát, phạm y sợ đến mức cà phê vừa uống tí nữa thì phun ra ngoài. Tổng giám đốc, xin anh nghiêm túc một chút. Phạm Y vội vàng ngồi dịch sang, cố gắng giữ khoảng cách với anh trên 30cm. Trước ánh mắt bao người, mà còn là ở nhà hàng đối diện công ty, ngộ nhỡ bị nhân viên công ty nhìn thấy, chắc chắn ngày mai cô sẽ chết đuối trong nước miếng. Anh nhún vai nói, có gì phải sợ? Tổng giám đốc sĩ nhìn không sợ, nhưng tôi chỉ là thư ký nhỏ nhoi, không thể không cẩn thận. Cô nhẫn nhịn, Phản bị như vậy đùa chẳng vui chút nào cả. Duy Dung chợt cảm thấy vô vị tẻ nhạt. Khóe mắt liếc thấy buổi bạn đã bưng đồ ăn tới, dứt quá rút tài liệu khỏi tay cô. Được, vậy chúng ta ăn cơm trước, ăn no mới có sức làm việc. Có thực mới vực được đạo, anh ta đúng là không ngược đãi bản thân. Phạm y khẽ nhíu mày, thở dài một hơi. Thôi, anh ta là ông chủ. Cô chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, không có quyền lên tiếng. Phạm y cố gắng ăn phần ăn trên bàn của mình nhưng mà ăn cơm cùng với người vừa tiếp quản công ty và cũng là người mà cô vẫn chưa hiểu rõ thật lòng cô không hề muốn ăn. ngay và lúc này cô phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nĩa cô ngẩng đầu lên vừa lúc đó nhận khuôn mặt tươi cười lưu manh. tôi cảm thấy miếng thịt này ngon hơn miếng của tôi vừa dứt lời miếng thịt đã bị anh bỏ vào miệng tiếp theo anh còn nói <laughs> quả nhiên ngon hơn thịt của tôi đầu bếp quả thật bất công thiền vị cô phạm y để dao nễ xuống mệt mỏi hỏi muốn đổi không dù sao hôm nay bị anh ta quấy rối như vậy cô tức ánh ách đầy bụng cũng không muốn ăn nếu như anh ta không ngại có dính nước miếng của cô cô cũng không ngại đổi với anh được anh không hề xấu hổ đổi đĩa ăn chỉ còn phân nửa rồi ăn ngầu nghiến Nhìn đĩa bít tết đã bị ăn một nửa Phạm Y cười cười Không có ý động đến Ngược lại quay ra ăn salad Sợ béo à Anh không thích phụ nữ có thói quen xấu Vì vóc sáng mà phung phí Nhìn cô, anh lạnh mặt, lắc đầu nói Không sợ Ánh mắt, thái độ này đã khiêu khích Dây thần kinh nào đó sâu trong đầu Duy Dung Anh càng thêm xác định Đã từng gặp cô Hơn nữa giữa hai người hình như Không còn đơn thuần như anh nghĩ Thư ký tạ, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Anh yên lặng đưa mắt nhìn cô mấy giây. Cánh cửa đầy áp tờ nhện châu trí nhớ bị mở ra nhanh chóng theo chỉ thị của anh. Cô cũng nhíu mày, quái giọng nói này, cách nói chuyện này, làm sao có cảm giác quen thuộc đến thế? Cẩn thận suy nghĩ, cẩn chứng thực, khi cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, đại não duy dung cũng đã tìm tỏi xong. Khỏe môi anh cong lên thành nụ cười đùa dẫn, anh nhớ ra rồi, hơn nữa còn nhớ rất rõ ràng. Trước mắt anh là thư ký tả, đúng là người phụ nữ khóc rất thê lương ở ven đường 3 năm trước anh đã gặp. Đã từng để lại cho anh một đêm rất đẹp, rồi sau đó mất tích, chính là người con gái đáng hận đó. Vốn sự kiện châu trì nhớ kia cũng không dễ dàng được gợi lên, cộng thêm cô cố tỉnh quên đi, hầu như chẳng còn nhớ gì về anh ta nữa. Hơn nữa ngày đó tâm trạng không tốt, cô lại uống nhiều rượu phạm y chỉ có cảm giác hình như mình từng nghe giọng nói này đã từng tiếp xúc với người có giọng nói này những thứ khác cô không nhớ nổi nhưng mà cô biết họ thực sự đã gặp nhau trước khi đến công ty anh quên rồi à sáng nay tôi thiếu chút nữa đụng vào xe của anh đó không trước đó kìa anh lắc đầu nhìn lại cô cong cái miệng nhỏ nhắn đường cong cổ thanh nhã là da sáng ngần anh càng thêm xác nhận cô chính là người phụ nữ đã chạy trốn khỏi anh ba năm trước cũng là người phụ nữ duy nhất khiến cho anh nảy sinh nghi ngờ với sức hấp dẫn của mình gương mặt cô nghiêm túc nói với giọng điệu hờ hững tổng giám đốc nếu như anh muốn tôi đến đây ăn cơm chỉ để tán tỉnh vậy thôi thì xin lỗi tôi muốn nói cho anh biết tôi chẳng có hứng thú gì về anh cả cô cũng không muốn trở thành đề tài bàn tán của các đồng nghiệp cô không nhớ ra sao. Một buổi tối ba năm trước, cô ngồi bên đường khóc rất đau lòng. Anh tốt bụng nhắc nhở. Ba năm trước, bà nội qua đời, cái năm cô mất đi người thân duy nhất đó. Nghĩ tới đó, trái tim lại bắt đầu đau âm ỉ, trên giãn đi lớp mồ hôi mỏng. Sao vậy? Mặt cô bỗng chốc trắng bệch, khiến Duy Dung nghĩ bởi vì cô nhớ ra điều gì đó. Quay mặt đi không muốn lộ vẻ yếu ớt của mình cô hắng giọng cười gượng năm đó tôi xảy ra một chút chuyện tâm trạng cũng không ổn định lắm tôi không biết anh nói đêm nào chuyện gì vậy anh tò mò hỏi nhắm mắt lại kiềm chế sự đau đớn khi vẻ mặt hồi phục lại sự hững hở phạm y mới mở mắt ra đáp lại ánh mắt nghi hoặc của anh cô hắng giọng nói với vẻ nghiêm túc tổng giám đốc đây là chuyện riêng của tôi không tiện chia sẻ với người khác đáng chết cô coi anh là người ngoài duy dung quên mình vốn là người ngoài vì những lời này của cô mà âm thầm tức giận tôi là ông chủ tôi có quyền lợi được biết tất cả về nhân viên của tôi anh nén giận cất tiếng hỏi từ giữa kẽ răng mời đến phòng nhân sự chỗ đó có tài liệu nếu tổng giám đốc cần nhưng không bao gồm cô bởi vì mọi chuyện của cô sở tịnh và vi văn đều biết không cần ghi lại anh đương nhiên sẽ đi tìm kiểm tra rõ ràng anh ngẩng đầu, cười như không cười nhìn cô. Cô lập tức nín thở, không dám cử động, sững sờ nhìn khuôn mặt xấu xa của người đối diện, bỗng nhiên phát hiện gương mặt này cực kỳ đẹp trai. Trong phút chốc, tim ngừng đập một nhịp. Nhìn đủ chưa? Thư ký tốt của tôi. Anh nhìn cô bằng đôi mắt gian tà, nụ cười lưu manh càng đậm. Tôi biết rõ tôi rất đẹp trai, nhưng cô đừng nhìn tôi đắm đuối như vậy, tôi sẽ thấy ngượng đấy. Nghe vậy, Cô ngẩn người, bừng tỉnh Vì lời nói cải trớn của anh ta Mà mặt nóng bừng Cô chuyển nghĩa sang một bên Cầm hai bản tài liệu lên Tổng giám đốc Nếu nhanh no rồi tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng tiến hành báo cáo thôi Bởi vì dạ dày không khỏe bắt đầu có rút đau đớn Phạm Y hơi nhíu mày Sao cô lại cau mày Anh phát hiện cô nhăn mặt Không sao Anh ta nhìn cẩn thận như vậy làm gì Anh kiên trì nói Có tôi thấy được cô đang nói dối Đóng lại tập tài liệu vừa mở Phạm ý quyết định Không thể ngược đãi bản thân mình thu hồi tài liệu lại Sau đó đứng lên Tôi nghĩ hôm nay tổng giám đốc Hình như không vội nghe báo cáo Như vậy tôi về công ty trước Ánh mắt cô nhìn anh lạnh lùng như dao Nếu như anh còn dám ý kiến Sẽ bị ánh mắt của cô giết chết Rồi bị cô xé nốt sống vào bụng Không muốn lấy mạng mình ra đùa Anh phối hợp nhún vai Được rồi, Vậy thì đổi sang ngày mai. Phạm Y lấy tiền ra trả phần ăn của cô, hơn nữa còn cộng thêm 10% tiền hoa. Đây là phí bữa trưa hôm nay của tôi. Công ra công, tư ra tư. Mặc dù anh đề nghị đến nhà hàng dùng cơm và nghe báo cáo, nhưng cô không muốn nợ anh. Ăn cơm với phụ nữ, tôi không quen để phụ nữ trả tiền. Không để ý tới tiền trên bàn của cô, Duy Dung cầm tờ hóa đơn trả tiền. Ôi, người con gái lúc này tỉnh táo thì nóng nảy quật cường như con rệp tuyệt đối không làm người ta yêu thích còn khi say rượu lại khiến người ta thương yêu cạnh thiên xin nghe kẹp điện thoại trên vai một tay lật xem bản kế hoạch mộ duy dung giao tay kia nhanh chóng viết tên của người vừa liên lạc lúc này cô mới buông điện thoại xuống ngay sau đó gọi một cụ điện thoại ôi chủ tịch uông đã lâu không gặp ông khỏe không thật ra là hoàn toàn chưa từng gặp mặt bởi vì lần trước người đi ký hợp đồng cùng vi vân là sở tịnh nhưng chủ tịch uông yêu thích nữ sắc đã đổi danh may mà phạm y chỉ phụ trách liên lạc về phần bàn bạc công việc đều đã do vi vân đích thân xử lý thư ký tả ạ nghe nói cạnh thiên thay đổi tổng giám đốc mới à không phải việc kinh doanh của công ty xảy ra chuyện gì đây chứ đối phương lo lắng hỏi không phải chuyện này chủ tịch uông quá nhạy cảm rồi thuận tay cầm ly trà uống một ngụm, Phạm Y nói tiếp. Tổng giám đốc vì chúng tôi có chuyện phải đi châu Âu, ông cũng biết bởi vì xảy ra chuyện ở châu Âu, tổng giám đốc phải sang đấy xử lý, nhưng anh ấy lại sợ thời gian không có ở đây, nhà máy sẽ hiểu lầm hoặc là tạm thời có chuyện giải quyết. Cho nên liền ủy thác cho tổng giám đốc mộ của Tề Việt xử lý nghiệp vụ trong công ty. Chúng tôi hợp tác chăm sóc khách hàng, không phải vì kinh doanh của công ty xảy ra vấn đề nhưng chuyển ra ngoài. Phạm Y lập tức cắt ngang. Ông yên tâm, dự án hợp tác không thành vấn đề, còn nếu Chủ tịch Uông không yên lòng, công trình này cạnh thiên chúng tôi có thể tự hoàn thành. Chỉ cần Chủ tịch Uông không đau lòng về những tổn thất sau hủy bỏ hợp đồng, lập tức sẽ làm quý công ty tổn thất hơn ngàn vạn. Đây đúng là tổn thất lớn, đối phương vẫn còn do dự. Đúng vậy, cho nên đứng ở lập trường của ông, tôi hy vọng Chủ tịch Uông nghĩ lại. Giọng Phạm Y mềm mại, nếu vô tình nghe thấy sẽ làm cho người ta lầm tưởng cô đang nói chuyện điện thoại của mình. Được rồi, vậy tôi sẽ suy nghĩ thêm. Giọng nói dịu dàng tinh tế của phụ nữ là thuốc chữa tâm trạng bất an, tốt nhất, cũng là sức hấp dẫn mà đàn ông không thể kháng cự. Chủ tịch Uông, ông yên tâm, tất cả đều không thành vấn đề. Thật sự là ông quá lo lắng, nếu như ông có rảnh rỗi, không ngại tới đây uống cà phê tìm hiểu, thì ông sẽ phát hiện thật ra Cạnh thiên vẫn duy trì như cũ và nhất định sẽ phát triển lớn mạnh hơn. Phạm Y xoa dịu tâm tỉnh lo lắng của Chủ tịch Uông bằng giọng nói dịu dàng. Nghe thấy giọng nói có thể làm cho xương người mềm đi một nửa. Nếu như là người đẹp dịu dàng vậy thì quá hoàn mỹ. Ông ta hỏi với giọng huyền bí. Uống cà phê. Thư ký tả mời tôi sau. Sao cô không hiểu ý của Chủ tịch Uông? Không chỉ đơn thuần là cà phê nhưng mà là cấp dưới thì không thể đắc tội với khách hàng. Cộng thêm chủ tịch Uông còn là một trong những khách hàng của cạnh thiên. Vì Vân không có ở đây, tổng giám đốc mới tính khí lại khó có thể nắm bắt. Phạm Y cũng chỉ có thể tạm thời giả bộ ngu, là bộ không hiểu. Dĩ nhiên, vẫn là giọng nói ngọt như mật. Ở trong lòng Phạm Y lại nghiến răng nghiến lợi, mắng to ông ta là đồ lão giả háo sắc. Chủ tịch Uông cười to, Thốt tốt, tôi nhất định sắp xếp thời gian lúc đó đến tìm thư ký tả xin ly cà phê nhất định tôi sẽ giữ lại cà phê blue mountain nhờ chủ tịch uông hạ cố đến chơi dĩ nhiên cũng cho vào cà phê của ông năm cần bã đậu phạm y thầm nghĩ để điện thoại xuống phạm y không vui nói thầm hoàn toàn không biết có người đã sớm tựa vào cạnh cửa mặt nghiện ngẫm nghe cô dùng khả năng đáng yêu nói bằng chất giọng mềm mại đáng yêu như mật chấn an khách hàng. Thì ra là cạnh thiên đều là dùng sách đẹp chấn an khách hàng. Anh tạc lưỡi. Phạm y nghe tiếng quay đầu, vừa lúc gặp sắc mặt kinh miệt của mộ dung, trong chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tôi không phải. Cô há miệng muốn biện hộ, bất đắc dĩ trong nháy mắt, đầu óc ngưng trệ hoàn toàn, không nói hoàn chỉnh một câu. Không cần phải vội vã giải thích, tôi chỉ muốn nói cho cô biết về sau cạnh thiền nói chuyện với khách hàng cấm dùng nữ sắc hấp dẫn cạnh thiền có phẩm chất đảm bảo uy tín khiến khách hàng hiểu điều này mới là quan trọng nhất lời nói có ý tứ nhục nhã nhưng lại rất rõ ràng anh càng thêm hoài nghi cô và vi vân rốt cuộc có quan hệ gì sở tịnh sẽ không tức giận mà đi xa như vậy có ý gì anh rốt cuộc coi cô là dạng phụ nữ gì một thư ký chuyên hấp dẫn khách hàng hay sao Phạm Y tức điên lên, mặt hết đỏ rồi lại trắng. Chẳng lẽ không đúng? Nhìn gương mặt đỏ trắng luôn phiên của cô, mộ dung, cố ý bắt chước giọng nói cô. Tôi nhất định chờ ông. Mộ duy dùng bắt chước từ bảy tám phần, nhưng giọng nam giả nữ khiến người ta không dám khen tặng. Đủ rồi. Giọng nói sắc nhọn bật ra từ miệng Phạm Y. Ơ, à, anh làm ông chủ còn chưa nổi giận, cô là thư ký nhỏ nhoi lại dám nổi nóng. Duy Dung nhìn cô với vẻ lạnh lùng, vẻ mặt kiêu căng tràn đầy tức giận. Đột nhiên phát hiện cảm xúc của mình mất khống chế, Phạm Y vội vàng ngừng nói, nhưng bộ ngực không ngừng phập phồng tiết lộ tâm trạng của cô. Anh ta đúng là biết cách khơi lên sự nóng nảy của cô, ép cô gần như mất khống chế. Anh rất giỏi, rất lợi hại. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi mở miệng. Nếu tổng giám đốc không có chuyện gì khác, tôi còn có việc phải làm thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc rõ ràng nói cho anh biết. Nếu không có công sự, xin đừng làm phiền. Sự bá đạo, hung hãn của mộ duy dung, cô đã lĩnh giáo. Phạm y rất rõ mình không thể chiến thắng năng lực của anh. Không nói gì thêm nữa, quay đầu làm chuyện của mình. Nhìn thái độ lạnh lùng của cô, duy dung rất giận, lại không nói được rốt cuộc mình giận cái gì. Bình thường, Ông chủ để ý xem thư ký có biết cách làm dịu khách hàng không. Về phần dùng cách gì thì ông chủ sẽ không hỏi tới. Nhưng không biết tại sao, anh không chấp nhận được việc cô dùng hai ngữ điệu nói chuyện trái ngược nhau để nói với anh và người khác. Cộng thêm vừa nghĩ tới cô và Vi Vân đang có quan hệ mập mờ thì anh lại không thoải mái. Ai nói tôi không có việc gì tìm cô? Duy Du nghiêng đầu, ý bảo muốn cô vào phòng làm việc đi theo sau anh. Cửa phòng làm việc mới đóng lại thì mộ duy dùng đã ra lệnh. Tới đây xoa bóp giúp tôi. Đối với cô, anh nào có thể bỏ qua cơ hội lạm dụng đặc quyền. Cô khẽ chào mày, không thèm tiến bước. Sao vậy? Tôi nói không đủ rõ ràng, hay cô không hiểu lời của tôi nói? Giọng điệu của anh rất tệ. Gọi cô đi vào chỉ muốn nhìn cô, muốn ở bên cô, nói một cách thẳng thừng, anh vẫn còn bực mình vì cô mới vừa rồi dùng cái điệu đó nói chuyện với khách hàng giọng nói dịu dàng không nên dùng cho những tên vô vị kia phạm y chần chờ cuối cùng vẫn đi tới cô dùng sức vừa phải vuốt nhẹ trên bả vai rộng đãi lấy lòng bàn tay ấm áp xoa bóp chỗ bắp thịt căng thẳng nhất thời trên bả vai anh hết căng cứng thật thư giãn trước đây bà nội thân thể không tốt thường xuyên đau mỏi khắp người cho nên Phạm Y rất biết cách xoa bóp. Cô đã từng xoa bóp cho Vi Vân như vậy à? Duy Dung thỉnh lình bắt lấy bàn tay đang bận rộn trên bờ vai, kéo về phía trước hỏi. Trọng tâm không vững, cả người Phạm Y ngã về phía trước, vừa đúng ngã ngủi lên đuổi anh. Cô dùng rằng muốn đứng lên, khẽ hét lên. Anh, anh làm gì thế? Cô vẫn chưa trả lời tôi. Cô cũng xoa bóp cho Vi Vân như vậy sao? Nghĩ đến tay của cô từng tạo cảm giác thoải mái trên người Vi Văn như thế, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Phạm Y quay đầu đi, không để ý tới câu nói mang tính chất ghen tuông của anh. Nói, hai ngón tay tóm lấy cầm cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đó là chuyện giữa tôi và Tổng Giám Đốc Vi, Tổng Giám Đốc không nên liên quan. Hành động của anh khiến Phạm Y cảm thấy rất tức giận. Cô cố ý tăng thêm chữ ông cố ý tách biệt quan hệ của hai người, nhưng đối với người có lòng dạ sâu xa thì lại càng tăng thêm sự mập mờ. Quả nhiên, Duy dùng thấy lòng hơi chua xót, không khỏi tức giận đánh áp tới, anh không báo động trước chạm môi lên cô. Anh, anh làm gì thế? Chấn động chưa kịp tiêu tan, cô liên tiếp thở dốc kháng nghị, ra sức đẩy anh ta ra. Làm chuyện vì vần đã làm. Không để ý sự chống cự của cô, anh trả lời như đương nhân, tư tay bận rộn tháo nút áo cô đáng chết sao anh có thể như vậy cô xấu hổ rưng rưng nước mắt vì vân có thể tôi cũng có thể anh ta nói chuyện hoang đường gì vậy anh vì vân sẽ không đối xử với cô như vậy buông tôi ra vì vân không phải làm như vậy sao thế thì trực tiếp hơn vậy không để ý tới sự kháng nghị của cô anh khẽ bên tai cô khiến mặt cô đỏ bừng đủ rồi cô đẩy mạnh anh ra trời mới biết giờ phút này phạm y cảm thấy xấu hổ đến mức nào dù tôi và vi vân thế nào đi nữa anh cũng không có quyền đối xử với tôi như vậy cô nén nước mắt sắp tràn mi phạm y nhanh chóng cách xa anh hai tay đun đun đóng nút áo lại không ngừng hít sâu ổn định tâm trạng không có quyền trời ạ duy dùng ngả thân thể nặng nề ra sau cả người chìm trong ghế ra thở dài bất đắc dĩ anh không muốn thấy cô lao vào lồng ngực vi vân cảm giác này thật tệ và cho tôi tách cà phê. Xoay người, anh đưa lưng về phía cô ra lệnh. Nếu như cẩn thận, dù cho ai cũng nghe ra được lời nói của anh cố tình gây sự, chỉ tiếc Phạm Ý vẫn đang nổi giận không hiểu được. Vâng, xin tổng giám đốc chờ một chút, cà phê lập tức đưa tới. Phạm Ý không biểu cảm gì, xoay người đi tới phòng nước. Tiêu Mai, lát nữa cô đưa ly cà phê đến phòng tổng giám đốc hội tôi nhé. Nhìn cà phê đã pha xong từ lâu trên bàn, nhìn lại mộ duy dung đang cúi đầu xem công văn qua cửa sổ thủy tinh phạm y cầm điện thoại lên cầu cứu tiêu mai chiến ngăn cách bằng tấm chắn trong phòng làm việc bởi vì bây giờ cô không có dũng khí để đối mặt với anh ta nhưng tôi bây giờ đang vội tiêu mai nói giọng khó xử bộ nghiệp vụ gần đây tiếp nhận một quảng cáo tuyên truyền cô bận hẹn gặp thời gian ghi hình với ngôi sao nhiếp ảnh bởi vì nhiếp ảnh gia giang này có kỹ thuật chụp hình và con mắt nghệ thuật cho nên lịch hẹn của anh ta kín mít, muốn đặt lịch cũng không dễ dàng. Hơn nữa anh ta nổi danh khó tính, và ngôi sao nhiếp ảnh kia cũng đang có nhiều dự án, vì thế cô phải hết sức để đàm phán. Cô giúp tôi việc này, về phần nhiếp ảnh ra giang tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Có điều kiện trao đổi, không ai thiệt thòi cả. Lúc trước làm việc với báo đài, Phạm Y đã gặp anh ta mấy lần, ấn tượng về nhau cũng không tồi, đàm phán cũng sẽ không quá khó khăn. Thật sao? Giọng tiêu mai hưng phấn, cô đang khổ sở không biết nên nói chuyện như thế nào với đối phương. Dĩ nhiên, Phạm Y vỗ ngực đảm bảo, lát nữa cô giao cho tôi lịch trình và số điện thoại của anh ta nhé. Lần trước, anh ta đã cho cô số điện thoại, nhưng Phạm Y cho là không cần thiết, cho nên nhét bừa vào đâu đó, bây giờ chẳng còn hơi sức đi tìm nữa. Không thành vấn đề. Tiêu Mai vui mừng lập tức cúp điện thoại, không quá 2 phút cô đã xuất hiện ở cửa phòng làm việc của phạm y làm ơn nha cũng làm phiền cô rồi phạm y nhận lấy số điện thoại và lịch trình thuận tay đưa cà phê trên bàn cho tiêu mai vui mừng không cần vào nhìn mụ mặt mụ duy dung lúc tiêu mai bưng cà phê vào cô cầm điện thoại đang định liên lạc với nhếp ảnh giang bận rộn kia một tiếng quát vang lên từ phòng tổng giám đốc cút ngày sau đó tiêu mai như con nai hoảng sợ tông cửa xông ra trong tiếng tách cà phê vỡ vụn và tiếng quát giận dữ của mụ duy dung không nói không rằng vừa lăn vừa bỏ về phòng nghiệp vụ nhìn mạnh vụn tách cà phê dưới đất phạm y tái mặt sau đó một đống vạch đen phủ đầy mặt tả phạm y phạm y còn chưa hít kinh ngạc tiếng quát của mụ duy dung đã vang lên phạm y hoảng sợ đến sững sờ còn chưa kịp ấn số đã làm rơi điện thoại sư tử nổi giận Phạm Y hít thật sâu, lại thở hắt ra một hơi. Lúc này mới chậm rãi rời tầm mắt về phía đằng kia của tấm kính bảo hiểm. Cách tấm thủy tinh hơi mờ, mộ duy dung đang bốc hỏa nhìn cô, bằng ánh mắt đủ để đốt cháy người khác. Cô hoảng sợ vội vàng thu hồi tầm mắt lại. Xong rồi, không phải sư tử nổi giận, mà ma quỷ nổi đóa còn kinh khủng hơn sư tử gấp 10 lần. Phạm Y thầm nghĩ, thấy cô không nhúc nhích, tiếng quát tháo lại vang lên, giọng cực lớn, đến mức thủy tình cũng hơi rung. Cô vẫn còn ở bên ngoài làm gì? Chưa kịp trần an trái tim hoảng sợ đập thình thịch, Phạm Y vội vàng đẩy cánh cửa phòng thư ký ra, mỗi bước đi đều lầm nhầm, ai gì đà Phật trong lòng. Tôi là sư tử hay là cọp? Mộ Duy Dung xanh mặt hỏi, không lên tiếng tiếp lời, Phạm Y lặng lẽ đáp trả trong lòng. Đều không phải là ma quỷ còn đáng sợ hơn chúng. Tôi đang nói với cô đấy, không nếm xỉa sắc mặt cứng ngắc, trắng bệnh cổ cô, mụ duy dung lại nổi đóa tiếng gầm còn lớn hơn. Phạm Y liếc nhìn anh, hít sâu một hơi. Tôi không hiểu tổng giám đốc đang tức giận điều gì. Chỉ đầu ra một đau, rụt đầu vào một đau, tóm lại đều phải chết, vậy thì phải chết có tôn nghiêm một chút. Tại sao lại nhờ người khác đưa cà phê vào? Nếu như nhớ không lầm, anh ra lệnh cho cô. Bởi vì lúc ấy tôi đang bận, cô nói hợp tình hợp lý giọng điệu lại có vẻ yếu ớt nghe làm người ta cảm thấy hình như cô hơi chuột dạ nhưng quan trọng là cô không có nói láo chẳng qua vội vàng trao đổi công việc với tiêu mai thôi bận mộ duy dùng kẽ nhíu mày vì để tránh cho cô lại dùng giọng điệu lần trước để nói chuyện với khách hàng anh liền gọi ra phòng tổng đài trực tiếp giao phó chuyển tất cả cuộc gọi nghi ngờ chuyện cạnh thiền đổi tổng giám đốc đến thẳng phòng làm việc để anh xử lý. Vâng, cô gật đầu. Bận cái gì? Đáng chết, tốt nhất đừng để anh phát hiện ra cô lừa anh. Bận xếp lịch hẹn với nhiếp ảnh ra. Nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sáng ngời lộ vẻ nghiêm khắc. Đây không phải là việc của phòng nghiệp vụ sao? Muốn lừa anh hả? Còn lâu đi. Nào ngờ mới có mấy ngày nay, anh cũng đã hiểu rõ về kinh doanh của công ty như thế. Sai lầm rồi, Phạm Y âm thầm kêu khổ trong lòng. Cô ưm à, cả buổi mà vẫn không tìm ra được câu trả lời nào thích hợp. Ánh mắt của anh lộ ra vẻ quỷ quyệt, lời nói nguy hiểm. Hình như cô quá rảnh rỗi. Rảnh rỗi đến nỗi chuyện của phòng nghiệp vụ cũng ôm vào. Cô lắc đầu, rồi lại lắc đầu. Không có. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tự gây chuyện không thể sống. Biện bạch không có hiệu quả, mộ duy dung xoay người, lấy bộ hồ sơ cũ từ trong tủ hồ sơ ra, ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Cô đã rảnh rỗi có thời gian nhúng tay vào công việc của phòng nghiệp vụ như vậy. Hôm nay, cô xếp lại tài liệu trong tủ hồ sơ đi, sáng mai tôi cần. Ngày mai, cô lườm anh ta, không dám tin đống hồ sơ như núi trước mắt. Trời ạ, à, rõ ràng dùng việc công để báo thủ riêng, phạm ý khóc không ra nước mắt. Chỉ vì cô nhờ tiêu mai đưa ly cà phê thôi mà, chất cho cô nhiều việc như vậy chỉ còn rõ ngày mai tức là muốn cô hôm nay phải trong đèn qua đêm chứ sao có vấn đề gì sao mụ duy dùng lười biếng ngước mắt lên hờ hững hỏi không có phạm y bất đắc dĩ lắc đầu ôm một đống tài liệu giống như tòa núi phạm y càng dọn dẹp càng mệt mỏi cô nhớ những ngày làm việc với vi vân thỉnh thoảng sở tịnh còn có thể phát huy tính khôi hải thiên phú của cô mang niềm vui cho mọi người Than ôi, anh Vi Vân, chị Sở Tịnh, hai người mau trở lại đi. Cô thật sự không chống đỡ nổi nữa. Bận rộn, bận rộn, ngón tay không ngừng gõ trên bàn phím từ lúc bắt đầu phát ra âm thanh như nhạc phủ đến cuối cùng, mệt mỏi chỉ còn tiếng khẽ càng. Điệu nhạc này thiếu sự trầm bổng của sự vui vẻ đơn điệu mà thời gian kết thúc hình như vẫn sẽ còn rất lâu. Từ lúc bắt đầu Phạm y mỗi lần đánh một chữ đều thầm mắng mộ Duy Dung một tiếng. Đến cuối cùng, cô thật sự không còn hơi sức mắng chửi người nữa. Không thể không dồn sức mắng chửi người để hoàn thành công việc. Cô tiếp tục cố gắng hoàn thành công việc, chưa hoàn thành. Phòng tổng giám đốc và phòng thư ký ở lầu cao nhất ở cạnh thiên. Thang máy của tầng này độc lập. Không nghe thấy tiếng đồng nghiệp tan sở nói tạm biệt. Mà hôm nay, bị mộ Duy Dung giận dữ quát mắng thô bạo. Tiểu Mai hoảng sợ bỏ về phòng nghiệp vụ, ngay cả Dũng Khí gọi điện hỏi cô có tăng ca hay không cũng không có. Cảm giác này làm cho Phạm Y thêm buồn nôn. Bụng thỉnh thoảng truyền đến tiếng ủng ục, làm giảm tiến độ công việc Phạm Y. Thấy đã đói đến nỗi ngự dán vào lưng, còn hơi đau bụng. Phạm Y biết nếu mình không ăn, e rằng cái dạ dày này mãi mới được sở tịnh và má vương chăm sóc tốt nên lại nhân cơ hội tác quái thấy bên tay chỉ còn lại một ít hồ sơ, cảm xúc phần chấn hơn chút. Đứng lên, Phạm Y đi về phía phòng nước, tìm trong hộc tủ thứ có thể lấp đẩy bụng. Khi ánh mắt cô thấy mì ăn mì, tâm trạng cô lại thấy phức tạp, đây là thứ cô và sở tịnh thích ăn nhất. Cô và Sở tịnh giấu Vi Vân đi mua bởi vì Vi Vân không thích Sở tịnh ăn mì ăn liền, không có dinh dưỡng này. Nhưng Sở tịnh lại thích ăn, vì vậy chỉ khi Vi Vân đi ra ngoài bàn việc hai người mới có cơ hội thưởng thức, nhưng mà niềm vui này giờ đã không còn. Thiếu đi người yêu thích cùng thưởng thức, cộng thêm tình hình một mình làm thêm giờ, ăn mì chẳng cảm thấy thú vị như lúc ăn vụng trộm nữa. Nhanh chóng ăn xong, rót ly cà phê, Phạm Y phẫn nộ trở lại bàn làm việc, tiện tay lật sở đống hồ sơ vẫn chưa xong, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, tính nhầm thời gian hoàn thành. Hỏng bét! nhanh nhất cũng phải 2 giờ sáng mới làm xong. Cô thở dài, tự hỏi mình, làm thế nào đây, lúc đó phải về nhà thế nào? Mấy ngày trước, chìa khóa xe đã bị mộ duy dùng tịch thu rồi, cô phải bắt taxi về. Nói thật, bây giờ cô cũng không có can đảm đó, dù có muốn hay không, tối nay cũng chỉ có thể ngủ tạm ở phòng nghỉ lúc đầu vi vân dành cho sở tịnh, mỗi lần chị ấy ở công ty với anh, nhưng lại sợ chị ấy quá mệt mỏi mà nhờ công nhân trang hoàng không còn cách nào khác ai kêu cô ở cạnh tiên làm công ba năm ở dưới sự bảo vệ quá độ của vi vân và sở tịnh lá gan của cô là càng ngày càng nhỏ nhớ ngày còn đi học thì dù muộn thế nào cô vẫn bắt xe từ thư viện vì ký túc xá mặc kệ công việc quan trọng hơn phạm y cố gắng lên cố gắng lên uống một hớp cà phê phạm y cao giọng động viên bản thân sau đó vùi đầu vào công việc, thời gian trôi qua từng phút, từng giây, khó khăn lắm cũng hoàn thành, sau khi nhập liệu hết đống hồ sơ, rốt cuộc có thể đóng máy tính khổ cực làm việc cùng cô tới hơn nửa đêm. Phạm Y mệt mỏi vươn tay, lúc này mới nhặt túi đeo lên, đi vào phòng nghỉ chỉ cách phòng làm việc của Mộ Duy Dung một tấm vách, kéo cổ áo ra, mùi mồ hôi bốc lên khiến người ta thật không dám khen tặng đã mệt gần chết. Nhưng không tắm thì Phạm Y ngủ không yên, không thể làm gì khác hơn là vực lên chút hơi sức còn lại, tìm quần áo để thay trong ngăn tủ tìm. Sau một lúc lâu, cô nản chí ngồi sụp xuống dưới đất. Sớm biết cô đã nghe lời sở tịnh, mang mấy bộ quần áo tới đây. Lần này tốt rồi, trong ngăn kéo ngoại trừ mấy bộ đồ công sở hai người mua, khi đi dạo phố thì ngay cả một cái đổ lót thầy cũng không có. Làm thế nào đây? phạm y ảo não vuốt tóc không có quần áo để thay tắm xong chỉ có thể giặt sạch đủ lót trên người lát nữa cũng chỉ có thể trần trùng đi ngủ phạm y không có thói quen không mặc gì đi ngủ Cao mày nghĩ ngợi cả nghĩ cả ngượng ngùng ngu à tả phạm y tắm trước đã ngủ quan trọng hơn cùng lắm thì đem đủ lót giặt sạch đi hơi trước máy lạnh điều chỉnh tốc độ gió lớn một chút như vậy có lẽ không đến mấy giờ là có thể hong khô quần áo ướt mà mình chỉ cần rời giường, mặc quần áo tử tế trước giờ mộ duy dung đi làm, sẽ không cần lo lắng nữa. Nếu như không kịp thì sao? Nghĩ đến cảm giác mặc quần áo ướt sũng lên người, đó không phải là chuyện thoải mái. Nghĩ tới nghĩ lui, Phạm Y không nhận được bật cười, cười mình lo ngại, cười mình tự tìm phiền não. Tiếp theo, cô dùng tốc độ nhanh nhất tắm xong, thân thể xem đã phát ra tín hiệu mệt mỏi, trôn người trong chăn ấm áp. Ừ, không có mặc quần áo vùi người trong chăn thật ấm áp, thật đúng là thoải mái, khói sách người ngoại quốc thích ngủ trần chuồng, nghĩ miên man. Không bao lâu, giấc ngủ đã tìm tới, dẫn cô chìm trong giấc mộng. Xem xong báo cáo công việc liên quan đến cạnh thiên, trong đầu mụ duy dung chợt thoáng qua bóng dáng của Phạm Y, chẳng lẽ cô vẫn còn ở làm thêm giờ ở công ty? Biết hành động và lời nói của mình ngày hôm nay cũng hơi vô lý, càng không nên vì một ly cà phê mà trừng phạt cô thái độ này thật sự trái với cách đối nhân xử thế của anh nhưng vừa nghĩ tới quan hệ mập mờ giữa cô và vi vân anh không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng anh cười nhạt mộ duy dung mẹ đang làm gì vậy cứ như thẳng nhóc chưa trải sự đời cầm điện thoại lên lúc này mộ duy dung mới phát giác một sơ sót rất nghiêm trọng mình không có số điện thoại của phạm y kể từ lần đụng phải phạm y Duy Dung phát giác mình trở nên vô lý, đồng thời cũng nóng nảy dễ giận hơn. Tóm lại, chỉ cần dính đến cô, sự bình tĩnh của anh liền tự động bay mất. Cô gái này thật đúng là khác anh từ nhỏ. Duy Dung cười nhạt cho sự khác thường và sơ sót của mình. Lúc này thật thảm, không biết điện thoại của cô, không biết cô ở đâu, làm sao liên lạc với cô, biết cô có về nhà bình an hay không. Duy Dung không yên tâm vì phạm y cho rằng quân tử nên giữ lời, nhất định cửu đỉnh. Ban đầu Vi Vân đã giao cô cho anh, như vậy anh cũng chưa có lý do nuốt lời, lo nghĩ cho an nguy của cô. Không còn cách nào khác, xem ra chị có đi một chuyến đến công ty, xem cô đã về nhà chưa. Nhìn đồng hồ, Duy Dung thở dài. May là nhà anh cách cạnh thiên không xa, cộng thêm đêm khuya xe ít, chỉ cần 20 phút là đến nơi. Cầm chìa khóa xe lên, anh vội vã rời nhà, Mười mấy phút sau, xe lái và bãi đỗ xe ngầm của cạnh thiên vào thang máy riêng của tổng giám đốc. Chỉ trong nháy mắt, thang máy đã tới. Bước ra khỏi thang máy, Duy Dùng phát hiện cả tầng lầu chỉ đèn trên vách còn sáng, mà phòng làm việc yên tĩnh không có bóng dáng phạm y. Đi tới chỗ ngồi phạm y, trên mặt bàn dọn dẹp gọn ghẽ, không còn thấy đống hồ sơ nhiều như núi đó nữa. Xoay người lại, đang định rời đi thì anh đột nhiên phát hiện Phòng nghỉ truyền ra tiếng vang rất nhỏ. Có trộm. Duy Dung lạnh lùng quét mắt về phía tiếng động, ngay sau đó hừ một tiếng. <laughs> Có như tên trộm này xui xẻo, không trộm bởi đầu lại động thổ trên đầu thái tuế. Dừng bước, anh đi về phòng nghỉ, khóa cửa trái. Duy Dung lấy chìa khóa mở ra, chẳng qua khi anh kéo cửa ra, không khí cực kỳ lạnh lẽo ập đến. Đáng chết! Tên trộm này không phải là người tuyết rơi từ bắc cực chứ. Thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến anh không khỏi run cả người, thuận tay tắt điều hòa. Xuyên qua ánh đèn mờ ảo quét mắt cả phòng nghỉ. Ngoài cái gối rơi xuống sàn, khả nghi nhất cũng chỉ còn lại cái đống vơ trọn trong chăn bông kia. Nhưng thân phận của kẻ khả nghi này lập tức được tiết lộ bằng áo lót vắt trên ghế. Là cô, mộ duy dung đi về phía chăn bông. Khi đang định đưa tay kéo chăn bông ra thì phạm y cuộn mình trao chăn đá văng chăn ra theo bản năng ngay sau đó trước mắt mộ dung là thân người không mảnh vải che thân nếu như nói động tác này cố ý dẫn dụ anh như vậy cô đã thành công đúng thật là ba năm trước phạm y đã từng trải qua tình một đêm với anh hôm sau anh đi làm về đã biến mất anh không nhận lầm người nhưng anh không biết tại sao cô lại phủ nhận chẳng lẽ cô thật sự đã quên sạch chuyện đêm đó rồi sao vốn tưởng rằng trí nhớ đã quên lãng lại được khơi gợi buổi đêm dịu kỳ đó sôi sảo trong đầu duy dung anh tuyệt đối không ngờ rằng khi thấy thân thể này lần nữa anh lại lo sợ bỗng chốc hít sâu một hơi ba năm trước đây thân thể cô đã tạo lực hấp dẫn chỉ mạng với anh chào anh khoảng thời gian đẹp mỗi khi lái xe về nhà qua con đường kia thì ánh mắt đều sẽ lờ đãng nhìn nơi gặp cô lần đầu nhưng cô lại biến mất như làn khói dù anh truy lùng tung tích bao nhiêu lần vẫn mở mịt không dấu vết ba năm sau gặp lại cô gương mặt xinh đẹp gợi lên chỉ nhớ đã mơ hồ trong anh tiếc rằng cô lại phủ nhận khiến anh cảm thấy suy sụp quan hệ mập mờ giữa cô và vi vân khiến anh cảm thấy tức giận vậy mà thân thể này vẫn dễ dàng làm trái tim anh rung động anh lại nhớ lại cảm giác dưới bàn tay ngày hôm nay cũng gợi nhớ lại rung động trong anh lại nghĩ tới khát vọng thiêu đốt trong lòng, muốn được mây mưa với cô, nóng quá. Một tiếng ưm kháng nghị như có như không, động tác đã vô tâm của Phạm Y làm phần chân còn trên người cũng rớt xuống giường. Duy Dung thở dài, nói lời ẩn chứa yêu thương, cưng chiều, nè, tướng ngủ của cô xấu thật đấy. Nhặt chân từ dưới đất lên, để sang một bên, tay của anh lau mặt cô, cảm giác trên đầu ngón tay vẫn kỳ lạ đến thế nóng nóng quá kỳ quái sao nhiệt độ lại lên cao như vậy không phải điều hòa hỏng chứ ngày mai phải gọi điện thoại cho bộ phận sửa chữa trong hỗn loạn ý niệm thoáng qua khiến đầu óc phạm y nóng ran nhưng cố không tỉnh táo được bao lâu đã bị mệt mỏi đánh gục cử chỉ vô tình của phạm y siêu đùa dục vọng phái nam của duy dung mộ duy dung vội vàng bật điều hòa lên trong giấc mộng, Phạm Y nhíu mày, vương tay thế nở cũng không đuổi đi được thứ quỷ quái không ngừng dao động trên người cô. Theo tầm mắt của anh, Phạm Y phát hiện một sự thật hận không thể giết đi cho xong. Cô không mặc quần áo, thê thảm hơn chính là hình như cô cũng không có đắp chân. Điều càng làm cho người ta khó thừa nhận vẫn còn ở phía sau. Anh ta, anh ta, xong rồi, cô bị nhìn hết sạch rồi. Chuyện ngày hôm nay đã đủ xấu hổ rồi, không ngờ vào lúc này còn xấu hổ hơn nữa chẳng lẽ ông trời thật sự định tuyển đường sống của cô sao trời ạ à, ai tới đánh cô bất tỉnh đi cô không muốn sống nữa mặt nóng quá tim cũng đập nhanh nữa sắc mặt phạm y đỏ bừng sau ngượng ngùng chờ chuyển sang trắng bệch sau kinh ngạc anh anh vào bằng cách nào kinh ngạc quá độ đầu óc chồng rỗng khiến lời nói của cô không thể mạch lạc anh chậm ngâm một lát nở nụ cười chế nhạo Dĩ nhiên là đi vào Chẳng lẽ cô còn cho anh là anh leo cửa sổ vào sao Đây là tầng 30 Phải có kỹ năng vượt nóc băng tường Mới có thể lên đến đây được Việc này phải đợi anh học được bản lĩnh của Spiderman rồi hãy nói Phạm ý tức giận trợn mắt Nói nhảm Dĩ nhiên tôi biết anh đi vào Tôi hỏi anh Anh vào phòng bằng cách nào Kẻ ngu ngốc cũng có thể hiểu được cô đang hỏi gì Anh rút tay về Cua cua chỉ khóa trước mắt cô Cô quên rằng mình đã giao chìa khóa cho tôi rồi à? Gậy ông đập lưng ông, thoải mái quá. À, thì ra là người ngô ngốc là mình. Cờ mặt phạm y co quắp nghiêm trọng. Nhưng mà đối với việc cánh tay anh rút khỏi người cô cũng có cảm giác như chút được gánh nặng, anh lắc đầu. Sắc mặt của cô thật khó coi. Bây giờ, quỷ còn đẹp hơn cô mấy phần. Phạm y nhíu chân mày lá liễu lại, nhìn chằm chằm vào anh, sắc mặt tôi có đẹp hay không mắc mớ gì tới anh đi ra ngoài tàn sở rồi nên cô không cần kiên kỵ thân phận của anh cùng lắm thì ngành mai lại chịu trận bây giờ tiểu thư cô đang cực kỳ khó chịu không thèm để ý anh ta là tổng giám đốc hay là nhân viên tạp vụ anh có ý tốt nhắc nhở cô nhưng tôi nhớ phòng này hình như được dành riêng cho tôi nghỉ ngơi ai mới là kẻ xông vào cô nên rõ ràng anh lại phản công thành công lần nữa. Anh chẳng tức chết người không đền mạng, còn cố ý tỏ vẻ chiến thắng. Phạm Y giận dữ, đỉnh đầu bốc khói. Anh... Phạm Y tức giận nghiền răng nghiến lợi, sắc mặt rất khó coi. Nếu như cô muốn nói, cô mặc cái này là vì muốn dẫn dụ tôi, như vậy tôi cho cô biết, cô thành công rồi đấy. Sắc mặt khó coi cứng ngắc của Phạm Y trong nháy mắt liền đông cứng, cái chăn bị anh ngăn lại không thể kéo về, chỉ có thể mặc cho thân thể phơi bày dưới ánh mắt xấu xa và bàn tay vô sỉ của anh ta. Tại sao lại bắt nạt cô như vậy? Trừ ngày lái xe lầm đường thiếu chút nữa đụng vào xe của anh ta ra, thì cô đã làm sai gì đâu? Tại sao anh ta phải làm khó cô? Nói cô là phụ nữ xấu chuyên đi siêu hoa, gạo nguyệt. Ôi chào, động một chút là khóc, khó coi chết đi được. Bà năm trước ngồi ven đường khóc, Ba năm sau là thân thể trần chuồng mà khóc. Cô không nghĩ ra được chiêu nào mới hơn sao? Xem kìa, anh ta nói gì thế? Đúng là châm chọc. Ai động một tí là khóc? Là anh chọc cô, xỉ nhục cô. Nếu không còn lâu mà cô mới yếu ớt như vậy. Ngón tay dùng sức chọc vào ngực anh. Ngón tay không làm anh đau. Ngược lại còn bị lồng ngực cứng rắn của anh ta làm đau. Thật là, nhà đỗi luyện lồng ngực cứng như vậy làm gì chứ? Chẳng lẽ không đúng, ba năm trước đây, một ngày tháng 6 nào đó, ở phía đông cường Nam Kinh, trước một PUB nào đó, cô không có một chút hình tượng ngồi khóc lóc, nước mắt, nước mũi ròng ròng bên ghế bên lề đường. Cô khóc mắc mớ gì tới anh, bất chấp vội vàng đứng dậy sẽ đụng vào ngực của anh. Cô ngồi dậy, cách mặt anh không tới 5cm gạo thét. Ba năm trước đây là do tôi đau lòng, mắc mớ gì đến anh. Ba năm sau không phải tôi bị anh hại sao? Muốn nhập liệu tất cả hồ sơ phương án mấy năm nay của cạnh thiên vào máy tính cũng chẳng sao. Anh còn tịch thu chỉ khóa xe của tôi. Hại tôi muốn về nhà cũng không được. Anh là đồ đầu sọ, còn có... Ba năm trước hả? Nói được nửa lời. Ký ức phạm y cố quên đi lại được gợi lên. Im bật không thốt nên lời. Hành động trịch đường ray đêm đó hiện về trong đầu. Cô nhìn anh, nhìn rất cẩn thận muốn từ trên gương mặt anh tìm lại khuôn mặt nam tính mơ hụ trong đêm say rượu đó Xong rồi chết chắc rồi cô không nhớ mặt anh nhưng cô lại nhớ anh từng nói với cô tên của anh là mộ duy dung duy của tứ duy bát đức dung của trung dung trời ạ à, đây không phải là tên của kẻ đáng ghét trước mắt sao nhớ ra chưa anh tin chắc cô đã nghĩ ra rồi nếu không sắc mặt sẽ không trắng bệch như ma thế này anh cố ý xấu xa kể sát mặt vào cô cả lông mi lúc chớp cũng mơ hồ có thể cảm thấy đã chạm tới mặt của cô trời ạ à, cảm giác tốt đẹp như vậy khó trách năm đó anh có có thể kìm nén được tìm cô trên đường bao lần như vậy duy dùng thỏa mãn nở nụ cười ân à ái qua đi phạm y mệt mỏi ngủ thiếp duy dùng nằm bên cạnh cô tham lam mà ôm cô chuyện hơi ấm cho cô thỏa mãn nhìn gương mặt xinh đẹp, điểm tĩnh ngủ say của cô. Ba năm sau, cảm giác vẫn tuyệt vời như vậy, anh hài lòng mỉm cười. Ba năm trước đây, sau cuộc ân ái triển miên, cô liền khiến anh trở nên kén chọn. Từ đó về sau, không còn có một cô gái nào có thể thỏa mãn anh, không có một người phụ nữ nào có thể cho anh cảm giác giống như cô. Cô để cho anh dư vị khó quên, chỉ là một nụ cười duyên, sự cáo giận nét mặt ngây ngô của cô cũng có thể lay động từ dây thần kinh trên người anh dù cô và vi vân có quan hệ như thế nào anh nhất định muốn cô nếu như nói duy dung cho rằng sau khi tỉnh lại phạm y sẽ giống như trong tiểu thuyết viết bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô mà từ đó dựa dẫm vào anh như chim nhỏ nép vào người như vậy anh đã sai lầm rồi phạm y coi chuyện đêm đó là lỗi của mình cô không nên quên vi vân và sở tịnh không có ở đây phòng nghỉ đó cũng không còn là nơi cho cô tùy ý sử dụng nữa mà lỗi lầm này cô đã trả giá bằng thân thể rồi về sau anh là giám đốc cô là thư ký không phải vấn đề công việc xin đừng làm phiền nhưng lại nói nếu như cách thức theo đuổi cô vô lại khác người của duy dung không ngợi đến trong lòng phạm ý chút gợn sóng nào cũng chẳng phải nhưng mà đã mất đi quá nhiều, làm cô không dám mở rộng trái tim mình thêm lần nữa. Mất đi quá nhiều thứ khiến cô cảm thấy cuộc sống này tuyệt vọng. Cô gần như không dám có tình cảm nào. Dù chỉ là tình bạn nhạt nhòa, cô vẫn do dự. Phạm ý đã lâu không có phiền não như vậy. Thế giới nội tâm không muốn người khác biết, bắt đầu gợn sóng. Sợ bị thương tổn, sợ quen thân, một lần nữa phải mất đi. Cha mẹ là ví dụ, bà nội là một ví dụ, sở tịnh là một ví dụ, vi vân cũng là một ví dụ. vì sợ bị tổn thương, cô sợ đơn độc gặp mặt với anh, nhiều lần muốn từ chức, lại suy nghĩ đến giao phó trước khi đi của vi vân, cùng giữ chăm sóc thương yêu từ nhỏ của sở tịnh, nên cô đã lâm vào tình thế khó cả đôi đường. lại một ngày một đêm không ngủ, khiến tinh thần cô gần như suy sụp, kéo bước chân nặng nề than thở mà đi ra khỏi thang máy, đang định mở cửa phòng thư ký, thì đột nhiên một cánh tay thỏ ra từ phòng tổng giám đốc cô cô vào, sau đó bất ngờ hôn lên môi cô. Cô không một chút suy nghĩ liền gào lên. Mộ Duy Dung, anh làm... Cho tới bây giờ, người dám quấy rối tình dục cô như vậy ngoại trừ Mộ Duy Dung thì không có người thứ hai. Ôi chào, dù gì em cũng là thư ký của cạnh tiên, sao lại ăn nói thô tục như vậy mộ duy dùng lắc đầu mà thở dài ai thô tục cơ tôi đang định hỏi anh muốn làm gì đấy cười lạnh một tiếng phạm y thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta đáp trả lại nếu như tôi có nói thô tục e rằng cũng bị ảnh hưởng từ anh thật sự không biết sáng ra kẻ nào đã vụng trộm làm trò hạ lưu này anh chơi trò ân ái với phụ nữ của anh là có lỗi sao anh nói chuyện như lẽ đương nhiên ai là người phụ nữ của anh giữa đường nối hứng bắt cô hùa theo đương nhiên là em rồi anh lại vồ tới ôm chặt cô như thể con bạch tuộc tám chân sáng sớm vận động quả nhiên hao phí thể lực cộng thêm mấy ngày nay bị anh quấy nhiễu cảm xúc vô cùng thấp thỏm không thể nào ngủ say giờ phút này phạm y biến thành con mèo lười nhác nằm sấp trên giường ngái ngủ anh đã từng nói cho em biết Thật ra anh rất thích mái tóc dài này của em chưa nhỉ? Lòng bàn tay của Duy Dung vô cùng lưu luyến vuốt ve sống lưng tinh tế nhẫn mịn của cô. Không nhớ. Cô lười nhác ngước mắt lên. Nhớ tới lần đầu tiên gặp em, tóc của em còn ngắn nhưng cũng rất đẹp. Người đã già, lòng cũng già đi, người dĩ nhiên cũng sẽ thay đổi. Phạm y hở hững quy nguyên nhân để tóc dài cho một chữ lười. Đừng cắt nhá. Cô không trả lời Vì tương lai không ai chắc chắn Có lẽ ngày nào đó nổi hứng cắt xoẹt đi không chừng Y y Anh thích em Cô trợn mất Hoàn toàn thu anh Lần này anh biểu hiện rõ ràng như vậy Cũng nói nhiều lần Cô cũng không phải cảo cỗ Không muốn biết cũng rất khó Nhưng cô không dám đáp lại tình cảm của anh Sợ mất đi đã trở thành bóng ma trong lòng Cô không bỏ được Cũng không thể thoát được nhưng tình yêu này không phải câu nói không cần là có thể không cần nó đã bất trì bất giác lặng lẽ ngấm vào trái tim cô đành chiếm trái tim cô có thể đừng làm chuyện này khi làm việc không sẽ có lúc bị bắt gặp cô không muốn trở thành đề tài buôn chuyện của đồng nghiệp anh đáp dứt khoát được chuyển đến sống chung cùng anh yêu cảm giác có cô yêu hương vị của cô thường khiến anh không thể ngủ được nếu như cô có thể sống chung với anh. Vậy, anh cũng sẽ không đến mức vì tích quá nhiều ham muốn mà phải tắm nước lạnh dập sụp vọng trong lòng. Chỗ ở hiện tại của tôi rất tốt. Cô đã nhận lời Vi Vân trước khi anh tìm được sở tịnh sẽ bảo vệ cái tổ nhỏ ngọt ngào của anh và sở tịnh. Cô không thể nuốt lời. Rốt cuộc em đang ở đâu? Tại sao không tìm được địa chỉ của em ở phòng nhân sự? Sở yếu lý lịch quá mức đơn giản hoàn toàn không có ích gì trong việc tìm hiểu cô, khiến anh cảm thấy rất ảo não. Phạm y cười cười, bởi vì không cần, cho nên không điền. Cái gì gọi là không cần, vì vẫn chưa từng tìm em làm thêm giờ sao? Cả lâu anh mới tin. Có. Cô gật đầu trả lời. Chẳng qua cô sống chung với Vi Vân và Sở Tịnh, còn sợ làm thêm giờ không tìm được người sao? Vậy nếu anh có việc cần tìm em thì sao? Không được, anh nhất định phải đào ra tư liệu của cô. Có chuyện gì không thể nói lúc làm việc, lại phải nói sau giờ làm chứ. Ngay cả chuyện như vậy, anh cũng không kỳ kỵ giờ làm việc mà tìm đến cô. Cô không tin anh còn có chuyện gì không thể nói lúc đi làm. Không đào đâu ra được tư liệu, anh bực mình, quát thảo ầm ĩ. Em quản anh. Phạm y xoay người, sao mày nhìn xuống đất, trong chớp mắt, vẻ hờ hững đó đã khiến Duy Dung cảm thấy dù anh đã cố gắng rất nhiều, khó khăn làm mấy khẽ chạm tới tâm hồn cô lại bị ngăn cách bởi màn chắn vô hình kia. Tôi chỉ là một thư ký nho nhỏ, dĩ nhiên không thể quản tổng giám đốc như anh. Đứng dậy khỏi giường, để lại một mình Duy Dung trên giường, lạnh lùng đi vào phòng tắm. Tả phạm y, Duy Dung tức giận, gào thét. Tôi không nợ anh, cũng không có điếc anh không cần to tiếng như vậy giọng nói lạnh nhạt thái độ rõ ràng của Phạm Y đã kéo dài khoảng cách giữa hai người chẳng lẽ em không quan tâm đến anh chút nào sao Duy dùng thét lên sự đau thương trong lòng mình sang phòng tắm Phạm Y giật mình ngây ngẩn cô có quan tâm đến anh chút nào không nói không là gạt người nhưng cô không chịu nổi sự mất mát lần nữa, cứ coi như là không đi không đợi được câu trả lời của cô Mộ Duy Dung tức giận nhảy xuống giường, đoạt một tiếng, kéo cánh cửa phòng tắm ra. "Nói chuyện với em đó." Tránh khỏi tầm mắt sáng quắc của anh, Phạm Y quay mặt đi, "Đừng ép tôi." Yêu không khó, nhưng cảm giác sợ mất đi lại rất đau khổ, nhưng cô không biết nói với anh thế nào, chỉ có thể một mình chịu đựng nỗi đau khổ này. "Được, anh không ép em, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ buông tha cho em." anh để lại một câu rồi xoay người, để cô ở lại phòng tắm một mình, sau đó là tiếng mặc quần áo, cửa phòng nghỉ được mở ra rồi đóng lại, anh rời đi rồi. Bất chợt giọt nước mắt đã lâu chưa từng rơi, chậm rãi trượt trên gò má. Trời mới biết, cô không phải vô tình, mà là không dám hữu tình. Y, đêm nay đi dự tiệc với anh. Bộ duy dùng không dùng giọng ra lệnh giống lúc vừa mới đi làm, mà là cách nói thân mật như tình nhân. Không còn cách nào khác, dù giọng điệu như vậy mà cô vẫn còn đối xử lạnh lùng với anh. Nếu lại ăn nói giống như trước, chẳng phải mãi mãi không có được lòng cô sao? Hàng mi dài của Phạm Y kẽ rung, cô không lên tiếng, ngay cả ngón tay gỡ trên bàn phím cũng không dừng lại. Im lặng, không để ý tới anh, không sao, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng rất có nhiều thời gian. Mộ Duy Dung nhấn nút tắt màn hình máy tính của cô. Mềm không được, vậy thì cứng, vừa đấm vừa xoa không sợ cô không gật đầu. Phạm Y, em là thư ký của anh đấy. Màn hình đen thui, làm gián đoạn công việc của cô. Lúc này Phạm Y mới ngước mắt lên, đưa mắt vị phía anh. Tổng giám đốc, Cạnh Thiên còn nhiều thư ký có thể đi dự tiệc với anh. Anh muốn ai đi cùng anh có thể tùy ý chọn lựa. Nhớ gạch tên giúp tôi. <laughs> Ai nói thư ký thì phải đi dự tiệc với ông chủ. Hơn nữa gần đây sáng nào đi làm cũng bị anh bắt nạt. Khoản nợ này cô còn chưa tính, anh lại còn dám đến tìm cô, đúng là đáng ăn đòn. Nhưng anh chỉ muốn em thôi. Hai ý nghĩa anh nói rất rõ ràng. Phạm y làm bộ không hiểu. Cảm ơn đã cất nhắc. Chỉ tích ban đầu tới công ty, tôi đã nói với Tổng Giám đốc Vi rằng sau khi tan sở là thời gian của tôi không phụ trách công việc đối ngoại muốn tìm người dự tiệc là việc của anh ta, không liên quan đến cô. Anh tiếp tục vô lại. Vi Vân là Vi Vân, anh là anh. Vi Vân chết tiệt, điều kiện gì không đáp ứng lại để đáp ứng yêu cầu này, duy dùng đùa thầm trong lòng. Nụ cười lạnh lùng dâng lên từ trong khóe môi, liếc nhìn anh ta, cô chậm rãi rắc đầu nói, cũng là bởi vì anh, cho nên tôi càng không muốn đi. Phạm y Gọi khản cổ cũng thế thôi, Cô vẫn chưa ngồi giận đâu Quay đầu không để ý anh ta nữa Cô mở máy tính Tiếp tục làm việc Chẳng lẽ em vẫn còn tức giận vì chuyện hồi sáng Khỏe miệng anh nhếch lên Sáng nay Sau khi triển miên làm cho anh hăng hái hẳn lên Hiệu suất công việc tăng lên gấp bội Nếu như có thể anh không ngại Làm thêm một lần vào giờ nghỉ trưa Ừ đây có lẽ là ý kiến hay Đáng giá tham khảo Anh giỏi quá đi Mặt phạm y liền biến sắc mắt lít xéo qua may mà ánh mắt không giết người nếu không mộ duy dùng đã giết trăm ngàn lần rồi cô lạnh lùng nhắc nhở xin tổng giám đốc mộ coi trọng năng lực làm việc của tôi nhớ rằng tôi là thư ký riêng của anh không phải là công cụ của anh anh chưa bao giờ coi em là như thế đây là lời thật lòng của anh tại sao cô không rõ chứ dây huyệt thái dương đau nhức chủ đề này giảng co quá lâu khiến cô cảm thấy mệt mỏi vậy thì khi không có việc quan trọng đừng đến làm phiền tôi thư ký mà kiêu ngạo như phạm y e rằng toàn bộ thế giới không có mấy người anh đang nói việc quan trọng đã qua năm giờ rưỡi hết giờ làm việc rồi đủ rõ ràng chưa tôi không có lễ phục cô không muốn đi không sao anh dẫn em đi mua sao không nói sớm chuyện này dễ giải quyết mà nói xong duy dùng kéo cô tới thang máy cho tới tận bãi đậu xe dưới tầng hầm tay anh bị cô dùng sức hất ra. Phạm Ý tức giận hét lên. Anh vẫn chưa rõ sao? Đây cần bản không phải là vấn đề lễ phục mà là tôi hoàn toàn không muốn tham gia bữa tiệc với anh. Được, nếu như em có thể giúp anh tìm được một tả Phạm Ý thứ hai. Anh cười xấu xa. Nghe vậy, Phạm Ý vô cùng chán nản. Anh, anh là đang cố tình gây sự. Cô cửa trách. Anh thong thả nói. Anh cố tình gây sự, vậy còn em, đừng quên cô là thư ký riêng của anh, thư ký này không chịu dự tiệc với anh, nói thế mà được à? Anh có thể tìm bạn gái của anh." Cô nói gượng gạo. "Vậy ư? Ừ. Tìm bạn gái cùng đi quả nhiên là cách hay." Anh cười đi về phía cô, một tay ôm eo cô. "Anh làm gì thế?" Nhìn tay của anh, cô khẽ chào mày. "Không phải em nói là anh đi tìm bạn gái cùng đi sao?" "Đúng vậy." Vậy thì đúng rồi, anh mỉm cười, bởi vì em chính là bạn gái anh. Phạm Y sửng sốt, cô không ngờ anh sẽ nói như vậy, mãi mới tìm lại được giọng nói. Mộ Duy Dung, anh đừng đắn chút có được không? Cô không nể mặt, đừng đắn, ở trước mặt cô anh không đừng đắn lúc nào. Từng câu nói, từng hành động của anh với cô đều là biểu hiện cho tình cảm của anh mà. Duy Dung cười khổ trong lòng. Anh còn chưa đủ đứng đắn sao? Anh cười bất đắc dĩ, mặt Phạm Y đổi sắc. Phạm Y, tình cảm anh dành cho em, em không cảm nhận được sao? Duy Dung chậm giọng hỏi, cô sửng sốt, sau đó nói. Tôi, tôi chưa từng muốn anh có tình cảm với tôi. Rốt cuộc, em định coi thưởng anh tới lúc nào? Anh quay mặt cô lại, nhìn sâu vào mắt cô. Cảm nhận sự tồn tại của anh, đáp lại tình cảm của anh dành cho em. Thật sự khó khăn như vậy sao? Phạm Y kinh ngạc, tầm mắt ngơ ngẩn nhìn thẳng vào đôi mắt anh nhìn thấy chính mình trong mắt anh cô hỏi lòng mình thật bất đắc dĩ là câu trả lời vẫn là đáp án đó không biết cô thật sự không biết thôi dù thế nào đi nữa hôm nay em nhất định phải dự tiền với anh anh cười bất đắc dĩ sau đó quả quyết nói rồi anh cầm tay cô không để ý đến sự phản kháng của cô mà kéo cô vào trong xe hơn 10 phút sau, xe dừng lại, anh lại kéo cô vào một cửa hiệu mua quần áo. Vừa mới tiến vào, mộ Duy Dung đã gọi tên bà chủ đang dặn dò nữ nhân viên đứng sau quầy, "Như Vân, Như Vân." Thị ra Duy Dung kéo Phạm Y vào cửa hiệu quần áo của bạn cùng lớp đại học Kha Như Vân, anh cũng chỉ yên tâm đã giao Phạm Y cho cô, nhưng mà Phạm Y không biết, cho rằng bà chủ cửa hiệu quần áo này cũng từng có quan hệ với anh. Hừ, cẩm thú chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Phạm y không lên tiếng, nhưng đáy lòng đã thầm mắng anh ngàn vạn lần. Nghe thấy giọng bạn cũ, Kha Như Vân thân thiện tiến lên đón. Duy Dung, sao lại rảnh rỗi tới đây? Cùng tốt nghiệp ở trường kinh tế, Kha Như Vân vận dụng tài hoa của mình trên lĩnh vực nhập khẩu kinh doanh quần áo nước ngoài. Mặc dù hiện giờ cửa hàng này vẫn chưa thu hút lắm, nhưng một năm kiếm được cũng bằng người khác là mấy năm. Như Vân, Tối nay tôi có bữa tiệc quan trọng, phiền cậu chọn đồ giúp cô ấy. Duy Dung thân mật kéo Phạm Y tới giữa hai người, dặn dò. Như Vân đánh giá Phạm Y, bộ đôi mắt lạnh lùng hờ hững, lại nhìn Duy Dung, đôi mắt thâm tỉnh chân thành nhìn chằm chằm vào Phạm Y. Như Vân không nhịn được bật cười, thì ra con nữ hoàng không thể kiềm, mộ Duy Dung này cũng có ngày bị thuần phục. Không thành vấn đề, giao cho tôi. Như Vân thân thiện kéo tay Phạm Y tôi nhất định sẽ chặn đồ thật đẹp cho cô ấy phạm y lạnh lùng nhìn mộ duy dung tôi có quyền từ chối không cô không thích cách nói chuyện của họ có vẻ như họ rất thân khiến trái tim cô không hiểu vì sao lại đau nhói không thể anh lắc đầu cười yên tâm duy dung rất rộng rãi với phụ nữ của cậu ta kha như vân cho rằng phạm y lo lắng vấn đề tiền nong tôi không phải là người phụ nữ của anh ta phạm y lạnh lùng tỏ rõ thần phận cô không cần giải thích với tôi đâu, phòng ngự thật vững chắc. Nhìn như Vân đang chặn lễ phục dạ hội thích hợp với cô trong đống quần áo. Phạm y giả dự không biết có nên hỏi không, cuối cùng vẫn không kiểm được sự tò mò lên tiếng hỏi. Chị quen anh ấy lâu rồi sao? Như Vân gật đầu. Đúng vậy, 4 năm đại học, tốt nghiệp đến nay đã 5 năm, cũng sắp được 10 năm rồi, không được coi là lâu sao. Có vẻ chị rất hiểu anh ấy nghỉ quần áo trên giá bày Phạm Y cố làm cho giọng điệu của mình có vẻ thở ơ Thì ra cô ấy vẫn quan tâm Hờ, <laughs> mộ duy dung Người ta đã để tâm đến cậu rồi Cố gắng thêm chút là có được cô ấy rồi Như Vân cười Coi như là cũng khá hiểu Ồ, oh, tâm trạng Phạm Y bỗng nhìn lắng xuống Khóe mắt liếc thấy sắc mặt trầm xuống của Phạm Y Như Vân lén cười trộm trong lòng Cô làm bộ tìm phụ kiện không thấy biểu tình cô đơn của cô vô tình hay cố ý thở dài chỉ tiếc là bạn bè quá thân quen rồi nên chẳng yêu đương gì được nghe vậy phạm y kinh ngạc ngẩng đầu lên vừa lúc chạm phải ánh mắt của như vân cô hoảng hốt rời tầm mắt đi bất kể duy dung làm gì với cô cậu ấy cũng không phải kiểu đàn ông cợt nhà như cô nghĩ đâu thấy duy dung thường nghe thăm cửa hiệu của cô tốt bụng giúp cậu ta một lần vậy bị nhìn rõ nỗi lòng phạm y luống cuống đỏ mặt tôi tôi không như vân tiếp lời cô vừa rồi không nghĩ như vậy có đúng không mặt phạm y càng đỏ hơn duy dung là tài tử nổi tiếng ở trường cũng là mỹ nam con gái thích cậu ta cũng không ít giáo viên và bạn bè cùng qua đều tác hợp cho cậu ta và sở tịch chẳng qua cậu ta vẫn duy trì một nguyên tắc không phù hợp thì không cần ở trên mặt tình cảm, cậu ta nổi tiếng là soi mói. Hôm nay cậu ta dẫn cô tới chọn đồ. Tôi thật sự vô cùng kinh ngạc, chứng tỏ cô có tầm quan trọng nhất định trong lòng cậu ta. Nếu không người lười theo đuổi phụ nữ như cậu ta, sẽ không làm chuyện nhảm chán này đâu. Cùng lắm là ký hóa đơn, muốn cậu ta đi cùng phụ nữ, kiếp sau nhé. Tôi... Cậu ta là người đàn ông tốt, tôi không biết trong lòng cô bài xích cậu ta cái gì, nhưng tôi muốn nói bỏ qua cậu ta sẽ là tổn thất lớn nhất trong đời cô đấy. Nói đến đây thôi, nếu như cô ấy không nghe thì nói nhiều cũng chỉ tốn nước bọt. Lại đây, thử xem cô có thích bộ này không? Như Vân chọn lễ phục màu xanh đậm, không vai trễ ngực, kiểu may đơn giản ôm lấy thân hình thon thả tinh tế của cô, càng tăng lên vẻ mê người, phối hợp với chiếc vòng cổ da cùng màu vừa mới nhập tuần trước. Trên lớp da gắn vô số đá long lanh trong suốt, tôi lên đường cong trên cổ cô, trong sự cao quý còn thêm nét lịch sự tào nhã. nhưng hôm nay tôi muốn mặc màu đỏ. phạm y chỉ vào bộ lễ phục màu đỏ cùng kiểu cha bên cạnh. màu đỏ nắng bỏng này làm cho người ta không nhịn được mà tim đập độn lên. cô không sợ cậu ta không kiềm chế được mà hứng tình ngay tại trận à? như văn cảnh cáo bằng giọng mờ ám. từ ánh mắt trắng trợn không hề che giấu của duy dung nhìn cô ấy là biết cậu ta đã yêu cô gái này đến chết rồi. Nếu như cô ấy mặc lễ phục màu đỏ nóng bỏng này, cậu ta không phun máu mũi mới là lạ. Lời bình trực tiếp như vậy, Phạm Y nghe thấy mà đỏ mặt mãi không thôi. Anh ta sẽ làm vậy sao? Phạm Y xấu hổ đỏ mặt hỏi. Chắc chắn rồi, nhất định sẽ làm vậy. Như Vân dứt khoát nói. Còn nữa, nói trước cho cô biết bộ lễ phục này không rẻ đâu, nhớ đừng xé đấy, rất quý đấy lễ phục trị giá sáu con số quả thật không rẻ mặc dù mỗi duy dung có tiền sẽ không để ý nhưng mà những lễ phục của cửa hàng mình bị phá hỏng cô vẫn thấy đau khổ dù sao nó cũng là do cô chọn tỉ mỉ nhập về nước cảm ơn nếu như có thể tôi sẽ nhớ nhắc nhở anh ta từ trước đến nay đều là duy dung ép cô hôm nay cô phải cho anh ta biết phụ nữ không phải kẻ yếu cũng sẽ có lúc khiến đàn ông phát điên theo như địa chỉ phạm y đưa cho duy dung tới nhà cô nhìn nơi quen thuộc không thể quen thuộc hơn anh hơi ngợn ra đầu óc đình chỉ trong chốc lát biết vợ chồng vi văn lâu rồi căn bản không cần nhớ số nhà cũng biết cách đến nhà cậu ta thế nên khi phạm y đưa địa chỉ này cho anh anh hoàn toàn không ngờ rằng cô lại sống ở nhà của vi vân sự đả kích lớn nói lớn không lớn nhưng cũng đủ để anh sững sờ vài giây hôm nay nhà họ vi không đóng cửa giống mọi hôm cửa lớn rộng mở để cho anh dễ dàng lái xe vào sân. Khi anh đang định mở cửa xe, sau cửa lớn khép hờ truyền đến tiếng cười trong veo của Phạm Y cùng tiếng gọi Vi Vân thật vui vẻ. Anh chưa từng nghe thấy giọng nói vui mừng như vậy của cô, cảm giác chua xót đến tận xương tủy làm Duy Dung khẽ chào mày. Đi lên trước, mặc dù anh vẫn còn cách phòng khách một đoạn, nhưng người có thị lực tốt như anh đã nhìn rõ tình hình trong phòng khách. Anh không thể tin được, trừng lớn hai mắt, từ từ siết chặt nắm tay, đầu ngón tay bất giác đâm sâu vào lòng bàn tay, sắc mặt đen lại dần trở nên âm trầm, cùng với đó là vẻ điên cuồng tức giận. Cô ta quả nhiên có quan hệ không bình thường với Vi Vân, thảo nào trong hồ sơ lý lịch của cô không dám điền địa chỉ. Cô ta thật sự là tình nhân của Vi Vân, thảo nào trước khi đi, Vi Vân trịnh trọng giao phó cô cho anh như vậy. Cô ta lại có thể quang minh chính đại ở nhà họ Vi như vậy. Thảo nào, sở tịnh không chịu nổi mà bỏ đi tận đến châu Âu xa xôi để giải sâu. Thì ra là, Vi Vân hoàn toàn không phải đến châu Âu tìm sở tịnh. Cậu ta làm vậy chỉ để che tai mắt của người khác. Thì ra là đôi gian phu dân phụ này đang ở bên nhau, sống cuộc đời uyên ương hằng mong ước. Thật là đáng giận. Chuyện gì chứ? Rốt cuộc cô coi anh là cái gì? Khi cô cùng anh chỉ miên trong phòng nghỉ, cô có từng nghĩ đến Vi Vân đang chở cô tan sở về nhà hay không? Thật buồn cười, anh còn ngọ lời yêu cô, trong khi cô còn không tỏ thái độ gì. Thì ra cô coi anh là trò cười, đôi mắt đèn lộ ra vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Phạm Y đang vui mừng ôm chặt Vi Vân. Anh cầm hận xoay người bỏ đi, vứt mạnh tờ giấy trong lòng bàn tay xuống trước cửa phòng khách. Phạm Y không thể ngờ rằng Vi Vân đã đưa sợ tịnh về, hơn nữa còn bình an trở về Đài Loan mà không mất một sợi tóc. Trong nháy mắt nhìn thấy hai người họ, cô khiếp sợ gần như không nói nên lời. Chị Thịnh, rốt cuộc chị cũng về rồi, anh Vi Vân, anh đưa chị Thịnh trở về rồi, em biết ngay anh không gạt em, anh nhất định có thể đưa chị Thịnh trở về bình an. Cô vui mừng ôm sở tịnh rồi ôm Vi Vân nhảy lên. Cuối cùng theo ý sở tịnh, Vi Vân dứt khoát thay mặt bà xã ôm chặt em gái này, không còn cách nào khác, chỉ sợ làm sợ tịnh vừa mới mang thai bị thương. Phạm Y, nói cho em biết một tin tức. Chị tịnh em đã mang thai, mấy tháng nữa em sẽ được gọi làm cô rồi. Phạm Y còn chưa kịp tiêu hóa, lời nói của Vi Vân lại gặp phải chấn động còn có uy lực. Gấp 10 lần bom nguyên tử hạt nhân khiến Phạm Y hoảng hốt, nước mắt vừa ngừng, lại trào ra. Không còn cách nào khác, ở thành phố Paris lãng mạn, tâm trạng cũng tương đối phấn khởi con người dĩ nhiên cũng sẽ nhiệt tình hơn cơ hội có em bé dĩ nhiên cũng tăng lên gấp bội thật sao em sắp được làm cô thật tốt quá phạm y vừa khóc vừa cười không phần đỡ nước mắt trên mặt là nhờ việc vui trước hay là việc vui sau bởi vì có vi văn và sở tịnh người cô đơn không nơi nương tựa như cô sẽ không còn cô đơn nữa phạm y chị không ngại cho em mượn bụng của chị nghe một chút sở tịnh, vuốt phần bụng đã nhô lên, cười nói. Có thể sao? Phạm y không người nhìn sở tịnh, rồi nhìn vi vân, sau đó thận trọng kẽ vuốt ve phần bụng đã to ra của sở tịnh. Chồng chị cũng cho em mượn ôm lâu như vậy, tiếng của bé dĩ nhiên cũng có thể cho em nghe. Sở tịnh cười cười, nhất thời, Phạm y đỏ mặt lúng túng, cuối cùng sở tịnh cũng dứt khoát ghé bụng lên tai cô. Em muốn nghe, em muốn nghe bé gọi em là cô, phạm y cẩn thận vuốt bụng nước mắt hưng phấn lại khó có thể kiềm nén mà tuôn rơi nè quả nhiên em cũng giống vân một người muốn làm bà muốn điên rồi một người muốn làm cô cũng điên rồi đứa bé mới hơn ba tháng sao có thể nói với em chứ sở tịnh lắc đầu thở dài sống với hai kẻ điên thế này bé con à chúng ta thật đáng thương nét mặt thú vị của sở tịnh thoáng chốc lại chọc cười phạm y cô không thuận theo quay sang cầu cứu vi vân anh vi vân anh xem chị tịnh cười nhạo hai chúng ta kìa vi vân nhún vai bất đắc dĩ nói không còn cách khác ai bảo cô ấy là phụ nữ có thai phụ nữ có thai là lớn nhất tính tình và tâm tình của cô ấy ảnh hưởng đến tính tình đưa bé về sau chỉ cần cô ấy vui vẻ hai người chúng ta cũng đành động lượng hơn chút thôi nói cũng phải cách nói này phạm y đồng ý Vậy chúng ta chỉ có thể chịu uất ức một chút. Ê, xem hai người nói chị thành cái gì kìa. Sở tịnh cười đùa liếc nhìn hai người. Chị mang thai, vui nhất chẳng phải là hai người sao, chị mới là người đáng thương đó. Nghĩ đến cảnh phải mang bụng, bự vượt qua mấy tháng tới, chuyện này thật đúng là không dễ dàng. Đã, bà xã đại nhân nói phải. Vì vân vội vàng đỡ cô ngồi xuống ghế salon, sở tịnh vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Phạm y, em qua đây ngồi, Chị Tịnh có lời muốn hỏi em." Dạ." Đã một tiếng, Phạm Y thuận theo lập tức đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, cười canh khách hỏi, "Muốn hỏi chuyện gì thế?" Trong nhà tất cả mạnh khỏe, không thiếu mâm cũng chẳng thiếu đũa, công ty kinh doanh vẫn tốt, chỉ trừ bị suy dung, tạm giữ xe ở bãi đậu xe ngầm của công ty thì cũng không có gì lớn. "Phạm Y, nếu như chị Tịnh nói với em, lần này chị mất tích thật ra là chị tịnh cố ý không liên lạc với em, cố ý muốn vi vân không nói cho em thì em có tức giận không? Cano gặp nạn là thật, nhưng một phút trước khi lên thuyền, bởi vì sợ tịnh gặp bạn tốt đã di dân ra nước ngoài nhiều năm nên hủy bỏ kế hoạch lên thuyền, đi với bạn đến thành phố Munich nước Đức chơi. Ai ngờ sau đó lại xảy ra tai nạn, mà khi cô biết chuyện này đã là một tuần sau rồi. Sau đó mặc dù muốn liên lạc với Vi Vân, nhưng lại sợ bị Vi Vân mắng nên vẫn ở nhà người bạn kia. Chờ đến lúc bạn nói cho cô biết, Vi Vân đến Pháp tìm cô. Lúc này cô mới bất chấp ra ngoài gặp Vi Vân. Mà khi Vi Vân nói cho cô biết, anh đã giao lại công ty cho Duy Dung quản lý, một ý nghĩ lập tức hình thành trong đầu cô. Cô hy vọng Phạm Y cũng giống cô, gả cho người đàn ông thương yêu con bé mà Duy Dung là sự lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, hai người yên tâm vui vẻ ở lại châu Âu trời bà tháng. Cho đến không lâu trước đây, bởi vì sở tịnh hay nôn vào buổi sáng mà bị Vi Vân bắt đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện cô đã có thai ba tháng rồi, đành phải ngoan ngoãn kết thúc hành trình du ngoạm mà trở về Đài Loan. Hỡ! Phạm Y đương nhiên rất kinh ngạc. Ý chị tịnh nói là anh Vi Vân thật ra đã biết chị không gặp. Gặp chuyện không may từ lâu rồi. Không phải, anh ấy đến nước Pháp mới biết là chị không xảy ra việc gì. Sở tịnh sợ hãi nhìn lén chồng, phát hiện anh vẫn có phê bình kín đáo về chuyện này, chuột dạ vội vàng thu hồi tầm mắt. Không sao, chỉ cần chị tịnh không có việc gì là tốt rồi, đây mới là lời thật lòng. Em không giận chị hại em chảy nước mắt nhiều như vậy chứ? Sở tịnh khẽ hỏi, Phạm Y cười lắc đầu. Chỉ cần chị Tịnh bình an thì Phạm Y khóc đứt ruột cũng không sao. Phạm Y, em thật đáng yêu. Sở Tịnh cảm động ôm Phạm Y khóc hòa, khiến Vi Vân phải ôm cô vào lòng, vừa chấn an vừa đe dọa. Em lại khóc, cẩn thận đứa bé sinh ra mít ướt sống em. Đe dọa nhận được hiệu quả, sở tịnh lập tức cười rộ lên. Thật sao? Vì không muốn sinh ra đứa bé mít ướt, em sẽ nên khóc. Lúc này, vi văn đột nhiên nhớ đến mới vừa rồi phạm y về nhà hình như vội vã muốn ra ngoài nán lại như vậy không biết còn kịp không phạm y vừa rồi em vội vàng có phải có chuyện gì gấp không vi văn nhắc nhở vi văn vừa nói lập tức làm cho phạm y sợ hãi kêu ồ oh, bây giờ mấy giờ rồi bảy giờ rồi sở tịnh tốt bụng nói cho cô biết ôi quá giờ rồi phạm y nhảy dựng lên quá giờ gì vì vần và Sở Tịnh đồng thanh hỏi, phải dự tiệc với Duy Dung. Thình lình, nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ lại tò mò của hai người, Phạm Y lập tức ngậm miệng. Hai người sao lại nhìn em như vậy? Thành thực khai báo đi, nếu không. Vợ chồng hai người rất ăn ý đồng thời tỏ vẻ ham he. Ơ, ờ, muốn em nói gì cơ? Ánh mắt thật kinh khủng, Phạm Y đi về phía cầu thang theo bản năng, chuẩn bị chạy. Không nhận tội, đừng hòng chạy được. Theo lệnh của bà xã đại nhân Vì vần nhanh tay ngăn cản cô chạy trốn Đúng vậy, nghe chưa Đã gọi Duy Dung rồi sao Ôi chao thần thiết như vậy sao Sở tịnh cười giả rộng, nỗng nịu dễ thương Trời ạ, à, chị Thịnh Chị đừng đùa em nữa Phạm y ngực ngùng hận Không có lỗ nào để trốn Mặt đỏ như lửa, khuôn mặt tươi cười Cúi thật thấp Trời ạ, à, Phạm y đỏ mặt kìa Sở tịnh giống như phát hiện vùng đất mới vui mừng ôm vi vân còn nhảy lên trời ạ à, phạm y và duy dung yêu nhau rồi hai đứa yêu nhau rồi thật đúng là chuyện khiến người ta hưng phấn sở tịnh nói vậy khiến gương mặt của phạm y ửng đỏ phạm y biết dưới sự tấn công bà đạo lại mạnh mẽ của duy dung trái tim của cô đã sớm thất thủ rơi vào dịu dàng của anh nhưng trước mặt anh cô không dám thừa nhận lại không dám để lộ cảm xúc bởi vì quá khứ mất đi quá nhiều làm cô sợ này cô lại lùi bước duy dung là một người đàn ông tốt phạm y em nên nắm chắc đó vì vân thành tâm chúc phúc cho họ sao anh vì vân cũng nói như vậy trong vòng một ngày đồng thời nghe được câu này hai lần hơn nữa còn là từ miệng hai người khiến phạm y cảm giác không thể tin được sao vậy cũng có người nói với em như vậy sao sở tịnh tò mò hỏi phạm y gật đầu ừ là một bà chủ cửa hàng thời trang xinh đẹp tên là Như Vân. Như Vân, Thảo nào, cô ấy là bạn thời đại học của ba người bạn anh. Vì Vân cười nói, Thảo nào hai người bạn họ nói chuyện rất thân thiết. Phạm Y, em và Duy Dung tiến triển tới đâu rồi hả? Sở tịnh rất quan tâm tới việc này. Phạm Y xấu hổ không biết trả lời thế nào. Nè, bà xã, đợi lát nữa Duy Dung tới, em hỏi cậu ta không được sao? Người này không nói, hỏi người kia sẽ nói thôi nói cũng phải lúc này sở tịnh mới buông tha cô xem đồng hồ treo tường đúng rồi phạm y em bạn duy dung hẹn mấy giờ sáu rưỡi ủa muộn rồi đấy vâng anh ra cửa xem cậu ta đã đến chưa sở tịnh thúc giục xem ra còn sốt ruột hơn phạm y vâng bà xã đại nhân vì Vân xoay người ra ngoài anh nhìn quanh cửa một lúc lâu cuối cùng nhặt được tờ giấy viết địa chỉ. Không thấy người, chỉ thấy tờ giấy này. Đây là địa chỉ em viết cho anh ấy mà. Phạm Y nhìn lướt qua. Phạm Y nhìn lướt qua đã nhận ra tờ giấy kia là cô viết cho Duy Dung. Cậu ta tới rồi à? Quái, sao đến rồi còn không vào? Sở tịnh không hiểu hỏi chồng đang lộ vẻ mặt khó xử. E là hiểu nhầm rồi. Vì Vân lo lắng nói. Nhớ tới cảnh chồng vừa mới ôm Phạm Y vào lòng, nếu không có bản xã là cô ở đây nếu nhìn thấy cũng khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm hai người có gian tình sở tịnh đột nhiên trầm mặt phải làm sao bây giờ sở tịnh hỏi chồng cách giải quyết cô vừa dứt lời điện thoại của vi vân rung chuông không cần đoán cũng biết là ai alo vi vân mới vừa đáp một tiếng duy dùng cũng lên tiếng vi vân cậu làm vậy không phải sẽ khiến sở tịnh thất vọng ư Giọng nói của Duy Dùng lạnh lẽo tựa như băng ngàn năm. Tôi... Vi Vân vừa định giải thích, Duy Dùng lại ngắt lời anh. Anh nói lạnh lùng. Muốn lấy cạnh thiên về, hãy dùng một người để đổi. Ai? Vi Vân hỏi. Tả Phạm Y. Duy Dùng nói cái tên này từ giữa kẽ răng, mang theo thống hận, khắc sâu vào máu thịt. Duy Dùng, cậu hiểu lầm rồi. Vi Vân muốn giải thích, nhưng Duy Dùng đã cúp điện thoại. Sao vậy? Sở tịnh và Phạm Y vội vàng hỏi. Cậu ấy nói muốn lấy cạnh thiền về thì phải đổi bằng Phạm Y. Vi Vân thở dài thường thượt. Anh nghĩ Duy Dung hiểu lầm thật rồi. Vậy phải làm sao? Sở tịnh nhìn Phạm Y. Cô không muốn Phạm Y phải chịu uất ức. Ngược lại, Phạm Y rất bình tĩnh, cười trấn an cô. Chị tịnh chớ phiền não, em đi giúp hai người lấy lại cạnh thiên. Cạnh thiên vốn là của Vi Vân và sở tịnh, sau khi hai người trở về, Duy Dung không thể không trả lại. Như vậy được không? Không biết tại sao, sở tịnh lại cảm thấy lo lắng. Không thành vấn đề, Phạm Y ôm sở tịnh, muốn cô an tâm đợi tin tức tốt. Phạm Y, cẩn thận nhé. Vì vẫn nhắc nhở, Phạm Y gật đầu. Vâng, em biết rồi. Tình hình khó hơn nữa, cô cũng trải qua rồi, còn sợ gì nữa. Huống chi, cái anh muốn chỉ là tình yêu của cô, như vậy hãy cứ mở lòng yêu anh, cùng lắm thì trái tim lại đau thêm lần nữa mà thôi. Nhìn thấy Phạm Y xuất hiện tại cửa, Duy Dung không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng khi tầm mắt chuyển qua dạ phục màu đỏ trên người thì anh chấn động, suýt chút nữa không nói nên lời. Nhìn phản ứng của anh, Phạm Y biết như vần không nói sai, đây là thứ có thể khơi gợi, khiến máu đàn ông sôi trào, bởi vì dù là màu sắc hay đường may đều quá mức thu hút, em sắc mặt anh xanh mét nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ không phải anh muốn tôi dự tiệc với anh sao sao vậy tôi đã mặc đồ hẳn hoi rồi anh còn chưa chịu sao không đếm xỉa cơn giận của anh phạm y vẫn cười rạng rỡ có cần tôi giúp anh chọn lễ phục không cô nhanh nhạo nói trước đây cô chưa bao giờ mỉm cười về anh xinh đẹp tự như vỏ rượu nguyên chất lâu năm làm cho người ta không uống mà say nhất thời dập tắt lửa giận, khiến Duy Dung bị mê hoặc vài giây. Tạ Phạm Y Mộ Duy Dung đuổi theo kéo lấy cô, lớn tiếng hầm hừ, em đứng lại đó cho tôi. Cô nũng nịu cong miệng, nhỏ giọng oán trách. Hẹp hòi như vậy, sợ tôi đi thăm phòng của anh sao? Trước không có tâm trạng thưởng thức chỗ của anh, lần này Phạm Y nhất định phải ngắm nghía cho kỹ. Rốt cuộc, em đang giở trò quỷ gì vậy? Duy Dung dùng thân thể ngăn cản đường đi của cô, gầm nhẹ nói. Anh tuyệt đối không tin, lý do cô tới đơn thuận như vậy, tuyệt đối không tin. Giở trò quỷ gì? Phạm Y cười lắc đầu. Anh xem tôi có thể giở trò quỷ gì? Giang tay ra, Phạm Y xoay một vòng trước mặt anh, cố ý tỏa sáng trước mắt anh, ý định quyền rũ hết sức rõ ràng. Duy Dung run lên, trong nhảy mắt. Em cố ý lời nói tràn đầy đè nén khổ sở. Không phủ nhận, cô dứt khoát gật đầu. Đúng, tôi đang quyến rũ anh đấy. Vi vân đối với em thật quan trọng như vậy. Anh nghiêm túc nhìn cô, trong lời nói mang theo khổ sở cũng đau buồn. Cô gật đầu. Đúng, không chỉ có vi vân quan trọng với cô, sở tịnh cũng rất quan trọng. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng họ là người thân duy nhất của cô ở trên đời này. Tìm duy dung nhói lên, cứ ngác xoay mặt lại, lời nói lạnh lẽo không mang theo chút tình cảm. Muốn lấy lại cạnh thiên, em có biết là phải trả giá rất đắt không? Tôi biết. Phạm Y gật đầu. Vậy mà em còn tới. Duy dùng đầu lòng vì sự si tình của mình, cũng là vì sự si tình của Phạm Y đối với Vi Vân. Cô khẽ thở dài. Nếu như tôi không tới, anh có trả cạnh thiên lại cho Vi Vân không? Không. Anh đáp trả như chạm đình chém sắt như vậy đúng rồi cho nên tôi tới đây phạm y cười hờ hững em yêu cậu ta như vậy sao phạm y vẫn cười rồi gật đầu không che giấu chút nào tình cảm đối với vi vân yêu hơn nữa còn rất yêu chẳng qua là tình yêu dành cho anh trai anh dị tình yêu đó không phải là tình yêu giữa nam nữ em bước một bước dài duy dung xông về phía cô ôm cô thật chặt hôn lên môi cô mang theo lửa giận dâng trào không hề thương tiếc tàn phá đôi môi mềm mại của cô cho đến khi trong miệng chuyển đến bị máu ngai ngái hôm nay anh thận thô lỗ phạm y cau mày oán trách anh cười tự giễu em tin không về sau ngày nào tôi cũng thô lỗ thế này đấy không chú ý tới mỗi ngày xong lời nói của anh có ý gì phạm y không hiểu hỏi tại sao như vậy sẽ làm tâm trạng anh khá hơn hay giúp anh có nhiều dục vọng hơn. Lần đầu tiên dùng từ ngữ sắc tình như vậy để nói chuyện, vẫn cảm thấy rất không tự nhiên. Thì ra trước kia em giả bộ trong sáng nhé, anh suy một tiếng cười nhạo. Cô cười duyên, là anh dạy rất tốt, gần mực thì đen, đành chịu thôi, không muốn bị ô nhiễm cũng khó. Phạm y không biết mình ngủ bao lâu, cho đến khi bị tiếng ồn ào trong phòng khách chuyển tới đánh thức. Mở mắt nhìn bốn phía, Duy Dung đã không còn ở nhà, chỉ thấy lễ phục bị Duy Dung xé thành mảnh nhỏ thê thảm dắt lên trên ghế. Cô muốn nhúc nhích, nhưng bởi vì đau đớn mà thôi. Anh thật đúng là tản nhẫn, cò mày thở nhẹ, phạm y nhỏ giọng oán trách. Phải nói thế nào thì anh mới tin đây. Truyền tầm nghĩ nên giải thích quan hệ giữa cô và Vi Vân thế nào. Cô không chú ý tới, tiếng tranh chấp bên ngoài đã dừng lại, đổi thành tiếng nói chuyện hòa thuận, ngay cả giọng nói dừng lại, Duy dùng vào phòng ngủ, cô không chú ý tới em tỉnh rồi à? anh phạm y phẳng bị anh điểm đạp đang yêu cầu xin hôm nay đừng làm được không? không đâu đau ở đâu anh bơi thuốc cho em Bế cô lên dịu dàng đặt vào bồn tắm đã đổ đầy nước ấm, thấy anh mỉm cười nhìn cô lúc này phạm y mới phát hiện ra cơn giận của anh dường như đã tiêu tan anh không giận nữa à? anh lắc đầu tại sao cô vẫn không hiểu bởi vì ngày hôm qua anh tức giận như vậy không thể nào hết giận nhanh như thế bởi vì mắt thấy chưa đủ làm chứng lời của anh khiến phạm y sững sờ anh nói gì cô không dám tin xoay người hỏi ngược lại anh gặp sở tình và vi văn rồi anh cũng biết rồi à ừ xin lỗi hôm qua anh không nên bắt nạt em thảm như vậy trong lời nói đong đầy ái náy bây giờ biết sai rồi sao Rốt cuộc, sau cơn mưa trời lại sáng, Phạm ý kích động vảnh mắt hồng hồng. Biết rồi, em muốn xử phạt anh thế nào, anh đều không oán hận em một câu, chỉ cầu xin em đừng rời khỏi anh. Duy Dung khản giọng, nói ra sự lo lắng sâu nhất trong lòng. Em phạt anh yêu em cả đời, bảo vệ em một phút không rời, anh làm được không? Nghĩ đến sự đổi đãi vô tình ngày hôm qua của anh, Phạm Y không nhận được tức giận đánh vào lồng ngực của anh, phát tiết sự bất bình trong lòng. Lời của cô khiến Duy Dung ngẩn ngơ, một lúc lâu mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Em biết, em đang nói gì không? Ôm chầm lấy cô, đưa tay vào ngỡ bên eo cô, không dám tin hỏi ngược lại. Cô đây là đồng ý ước định muốn nắm tay anh suốt cuộc đời. Duy Dung khó có thể tiêu hóa rung động mạnh mẽ này, bởi vì từ lúc bắt đầu đến nay, đều là anh ép buộc cô bắt nạt cô cô chưa bao giờ nói hoặc biểu đạt rằng cô yêu anh biết em muốn anh lấy em như vậy em mới có cơ hội trả thù anh cô ngang ngược nói chuyện đương nhiên giống như trước kia phản kháng anh thái độ bướng bỉnh lại kiêu ngạo nhưng em dù dùng kích động nhìn cô chằm chằm em yêu anh cô cười ngả người vào trong lòng anh không không thể nào tại sao không thể nào chẳng lẽ anh định bội tình bạc nghĩa y y chấn động này quả thực quá lớn trong thời gian ngắn anh vẫn không thể phục hồi tinh thần thôi em đi tìm người khác cần em phạm ý tức giận dùng rằng muốn dịch khỏi người anh anh không cho phép em chỉ có thể là của anh duy dùng vội vàng ôm chặt cô hôn thật sâu cái miệng nhỏ nói muốn đi tìm đàn ông khác kia qua một lúc lâu đồng ý lấy em rồi hả phạm y được lợi còn ra vẻ anh không vào địa ngục thì ai vào địa ngục duy dùng cố ý giả bộ khẳng khái nhưng không biết ánh mắt đã tiết lộ tình cảm của mình vậy anh có thể không cưới như vậy em sẽ có cớ tiếp tục nương nhờ anh vi vân và chị tịnh phạm y làm bộ làm tịch hất cằm không được anh kiên quyết phản đối cô tiếp tục ở tại nhà vi vân tại sao không được cô cười nghịch ngợm em là của anh. Anh có chịu cưới em đâu. Cưới? Ai nói anh không cưới hả? Vào nhà thì nên vợ nên chồng, ra cửa lại là gia nhân xinh đẹp, không cưới thì đúng là con chó nhỏ. Nhưng hình như em chưa nghe thấy ai đó cầu hôn em. Nghe xem, giọng nói thật uất ức nhá, làm cho lòng anh nhói đau. Lời của cô vừa mới nói xong, ngay sau đó một tiếng cầu hôn bỏ qua tự tồn đàn ông đã vang lên. Y xin em hãy gả cho anh đi. Mưa tạnh trời trong, cảm giác có được tình yêu thật tuyệt vời. Vâng, một bộ chuyện rất hay của tác giả Đỗ Nhâm phải không các bạn? Các bạn hãy để lại bình luận cảm xúc của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ chuyện lần sau. Duy Dung nghiêng đầu, làm bộ tự hỏi. Thật lâu sau, anh mới hở hững lắc đầu. Hình như không có. Vậy sao anh cứ chuyên gây phiền toái cho tôi thế? Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh. Vì Vân muốn cô trợ giúp tổng giám đốc mới để cho anh có thể thuận lợi tiếp nhận trong thời gian ngắn. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên mà giữa bọn họ đã có khúc mắc, xem ra cuộc sống tương lai sẽ đầy gian nan. Là tự cô nhỏ mọn đấy chứ? Anh hở hững nói. Gì cơ? Nghe vậy, Phạm Y giận đến nghiến đăng nghiến lợi là anh ta giữ chìa khóa xe của mình, là anh đụng phải mình làm rơi tư liệu của mình, là anh sau khi cuộc họp kết thúc còn cố ý tìm mình tranh cãi, sao lại thành lỗi của mình hết vậy? Kéo ghế ra, Phạm Y cầm bản nội dung cuộc họp lên trên bàn, lườm anh, không nói một lời đi ra khỏi phòng họp. Ồ đó, tức giận rồi. Anh nhíu mày, như cười như không nói. Không đánh mà lui, người ta gọi là đào ngũ. Tổng giám đốc, nếu nhanh có thời gian dạy dỗi ngồi ở đây phiền anh phê duyệt nội dung cuộc họp đã được ghi lại công văn đã đặt trên bàn phạm y rút chân đang định bước ra phòng họp xoay người nhét nội dung cuộc họp vừa ghi vào tay anh anh liếc cô để xấu xa cô là thư ký của tôi đúng không cô cảnh giác nhìn mặt anh trả lời với giọng điệu không tốt đúng vậy kỳ quái anh ta không phải biết rõ còn hỏi sao có vấn đề vậy thì hãy giúp đỡ tôi để cho tôi trong thời gian ngắn nhất có thể nắm rõ tình trạng công ty có phải việc của thư ký cô nên làm không nhìn anh cô trầm tư một lúc lâu trong lòng không ngừng suy đoán đốt cuộc anh ta có ý gì có phải không thư ký tả cô vẫn chưa trả lời tôi đấy anh cười rất xấu xa vẻ mặt cô nặng nề gật đầu đúng vậy kỳ lạ sao thần kinh và tế bào khắp người đều run rẩy như vậy cô hãy đưa bản ghi chép này vào phòng làm việc của tôi hơn nữa tôi cũng cần cô giúp tôi làm tất cả báo cáo vận chuyển buôn bán của công ty càng chi tiết càng tốt duy dung đưa bản ghi chép cô mới vừa bỏ vào trong tay anh cho cô ơ ờ... dạ dày co rút ba lần đụng độ phạm y thảm bại lần nữa đáng hận lại mất hồn rồi phạm y buồn bã trở về phòng làm việc ảo não hận không thể nghĩ ra cách vượt qua trở ngại Phạm Y, hôm nay cuộc họp có quyết định quan trọng gì à? Tiểu Mai đang uống cà phê, vừa thấy Phạm Y đi vào phòng làm việc, vội vàng cũng rót chén cà phê cho cô, "Uống đi, cô xem đi." Phạm Y đưa bản ghi chép trên tay tới trước mặt cô, "Nhưng mà 5 phút sau tôi phải đưa cho tổng giám đốc mới phê duyệt rồi." Cô tiện tay cầm tách cà phê trên bàn, uống một ngụm thật to, "Ừ, không tệ, độ nóng vừa phải." Một ngụm to nữa thế là mọi chuyện phiền hà được giải tỏa chà tiêu mai không thể tìm được nhìn bản ghi chép cuộc họp trước mắt mặt khổ sở không thể nào đọc cái này còn lâu mới xong cô có thể nói đơn giản cho tôi nghe không để tách cà phê xuống phạm y bận thượng tìm kiếm trong ngăn tủ tài liệu kinh doanh của công ty mấy năm nay cùng mấy kế hoạch và hợp đồng đã hoàn thành và chưa hoàn thành trong tháng nói bất đắc dĩ không còn cách nào khác Bây giờ tôi phải đi làm cho anh ta báo cáo kinh doanh của công ty. Tiểu Mai nhăn mặt. Thôi, bao giờ cô rảnh nói cho tôi biết là được. Ngại quá. Phạm Y cười ái náy. Không sao. Tiểu Mai nhún vai. Đúng rồi, trưa nay cô cần tôi mang cơm lên cho không? Không có cách nào khác. Phạm Y làm việc luôn quyền thời gian ăn cơm. Đợi đến khi cô cảm thấy đói bụng thì phòng ăn nhân viên cũng nghỉ ngơi. Phạm Y nhìn tài liệu trong tay, Chầm tư một lúc, "Ừm, có lẽ nhờ cô mang lên cho tôi. Phải làm hết báo cáo kinh doanh của công ty, e rằng phải làm quá thời gian ăn cơm rồi." Cô nói tiếp, "Đúng rồi, thuận tiện cũng mang giúp Tân tổng giám đốc một suất." "Cái gì?" Tiêu Mai kinh ngạc ngừng đầu nhìn cô. Phạm y thở dài bất đắc dĩ, trừ vì cô muốn nghe một con sư tử đói kêu to." "Ồ, nói cũng phải." Tiêu Mai lập tức tỏ vẻ hiểu rõ khi đói bụng bình thường đính tỉnh sẽ không tốt lắm nhất là đàn ông vì vậy vì cuộc sống tương lai có thể trôi qua vui vẻ vẫn phải để cho anh ta không đói bụng nghe báo cáo chúc tôi may mắn đi đi ngang qua tiêu mai thì phạm y làm vẻ mặt qua chương tiêu mai cũng rất hiểu ý làm dấu chữ thập trước ngực chân thành cầu nguyện cho cô khẽ nói chúa trời sẽ luôn ở bên cậu hít một hơi thật sâu tâm trạng thấp thầm dần bình tĩnh lại hơi thở gấp gáp trở lại bình thường. Phạm Y mới giơ tay lên gõ nhẹ vào cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Mời vào. Tầm mắt rơi vào công văn trên tay người mộ duy dung, không ngẩng đầu lên, thấy Phạm Y nhìn chằm chằm vào công văn trên tay mình, ánh mắt chuyên chú. Cũng là phòng làm việc này, đáng tiếc người kia cũng không phải là anh cả Vi Vân mà cô quen. À, um... Phạm Y mấp máy môi, cố gắng duy trì thái độ tự nhiên Chờ tôi thêm một phút là xong rồi. Duy Dung đẩy mắt kính lên, nhanh chóng di động ngoại bút vàng. Ngày sau đó ký tên lên công văn, lúc này mới ngẩng đầu lên. Ngồi đi. Duy Dung chỉ vào cái ghế sa lông cách đó không xa. Về mặt cô nghiêm túc, nói hở hững. Không cần, tôi đứng là được rồi. Sợ tôi ăn thịt cô à? Thấy vẻ mặt cứng ngắc của cô, anh không nhịn được đùa cợt. Không, không phải. Bị vạch trần, Phạm Y rất lúng túng. Vậy thì đi tìm chỗ ngồi đi. Duy Dung đi đến ghế salon, hai người ngồi xuống ghế. Tôi không có thói quen ngẩng đầu nghe báo cáo. Sau đó anh lại hỏi, đúng rồi, phải bao lâu mới báo cáo xong? Ít nhất cũng phải 2, 3 giờ. Cạnh thiên là xí nghiệp lớn, mấy dự án gần đây thì phải báo cáo rất lâu, nhưng mà cô cũng đã rút gọn khá nhiều rồi. Duy Dung trầm tư, tôi muốn trợ lý đưa hai tách cà phê và một chút điểm tâm vào. Hả? Phạm Y Lộ ra vẻ nghi ngờ. Sắp 11 giờ rồi, cô báo cáo, chỉ sợ chúng ta cũng không có cơm trưa mà ăn. Anh không phải là hạng cấp trên ngược đãi cấp dưới. Được, cô nhấn nút điện thoại. Cô nhấn nút điện thoại, nối với phòng trợ lý giao cho Tiểu Chu. Tiểu Chu, mang hai tách cà phê, làm phiền anh đến công ty đối diện phạm y đang giao phó cho trợ lý đột nhiên trước mắt hiện ra một bàn tay to nhấn tắt điện thoại của cô phạm y kinh ngạc nhìn anh thôi chúng ta đến nhà hàng đối diện công ty ăn cơm sau đó cô báo cáo luôn anh cười lưu manh vẻ mặt vô cùng quan tâm vừa ăn vừa báo cáo chưa từng có kinh nghiệm mặc dù cô đã cùng anh cả vi vân nhưng vi vân là chồng của sở tịnh vì để tránh lời đồn đại không hay trừ phi sở tịnh cũng ở đây nếu không cô tuyệt đối không ra ngoài ăn cơm với vi vân có vấn đề gì anh như cười như không nghi người tiến lại gần nhìn cô hơi thở phả lên mặt cô cô lập tức nín thở không dám cử động sững sờ nhìn gương mặt anh tuấn cười xấu xa của anh không dám anh là tổng giám đốc sao anh quyết định dân không đấu với quan đạo lý này cô hiểu sao còn chưa đi Nhé mắt sau đó, anh cầm lấy tài liệu trên tay cô, tay kia nắm bẩn tay nhỏ bé của cô. Anh làm gì vậy? Mắt to mắt nhìn chằm chằm anh. Duy Dung buồn cười, nhướng mày. Ăn cơm, nghe báo cáo. Phạm Y bực mình chỉ vào bàn tay đang nắm tay cô. Tự tôi sẽ đi. Cô không biết anh và thư ký của anh đối xử với nhau thế nào, nhưng đối với Phạm Y mà nói, mập mờ như vậy, cô không thể thích ứng huống chi hôm nay cô mới bị anh chiều tức vẫn còn chưa tiêu. Để ý vậy à? Anh cười khẽ. Tôi không quen, cũng không thích. Hơn nữa là đối tượng là anh. Như vậy cô tốt nhất nên quen, bởi vì cô là thư ký của tôi. Về sau cùng tôi đi dự tiệc, còn nhiều tình huống thân thiết nữa. Anh cố tình đưa tay vòng qua hông cô. Bố tôi ra. Mặt của cô biến thành màu đen, tả sức dãy ruộng. Tôi không tham dự tiệc đâu. Trước kia, đó là công việc của sở tịnh. Đó là ngày trước. Bắt đầu từ hôm nay, cô phải cùng với tôi xuất hiện tại các bữa tiệc. Đây là mệnh lệnh, anh là tổng giám đốc có quyền quyết định. Anh thật là ngang ngược. Cô khá nghị. Chẳng phải cô đã lĩnh giáo rồi sao? Nhưng người về phía trước, hơi thở nóng bỏng của anh phả bên tai cô, làm tim cô đẹp nhanh hơn. Tôi... Phạm Y chưa nói hết, anh lập tức lại gần, miệng nói chuyện đương nhiên mà khóe miệng nở nụ cười rộng thêm tôi biết rõ cô là thư ký của tôi còn vi vân đặc biệt giao phó còn phải chăm sóc cô thật tốt ai cũng có thể sa thải duy chỉ cô em gái tốt không thể bị sa thải nhưng mà anh cảm thấy chuyện cũng không đơn giản nếu không sở tịnh cũng sẽ không một mình đến châu âu giải sâu phạm y hoàn toàn bất lực với nụ cười quỷ dị của duy dương anh cả vi vân cái người này là bạn tốt của anh đấy à lại một lần nữa phạm y thua trận thua không nói lại được với duy dung cảm thấy không còn sức lực nữa đang đợi người mang đồ ăn lên phạm y lấy tài liệu ra báo cáo dưới ánh mắt sáng ngửi của anh cô âm thầm hít một hơi cố gắng trấn tĩnh đặt tài liệu trước mặt anh còn mình cấm lên một bạn khác tổng giám đốc chúng ta có thể bắt đầu chưa cùng xem là được không cần phải phiền toái như vậy. Duy Dung cầm tài liệu Phạm Y vừa mới đặt ở trên bàn, để sang mặt bàn bên kia, nghiêng người về phía cô. Thần thể kể sát, Phạm Y sợ đến mức cà phê vừa uống tí nữa thì phun ra ngoài. Tổng giám đốc, xin anh nghiêm túc một chút. Phạm Y vội vàng ngồi dịch sang, cố gắng giữ khoảng cách với anh trên 30cm. Trước ánh mắt bao người, mà còn là ở nhà hàng đối diện công ty, ngộ nhỡ bị nhân viên công ty nhìn thấy, chắc chắn ngày mai cô sẽ chết đuối trong nước miếng anh nhún vai nói có gì phải sợ tổng giám đốc sĩ nhìn không sợ nhưng tôi chỉ là thư ký nhỏ nhoi không thể không cẩn thận cô nhẫn nhịn phẳng bị như vậy đùa chẳng vui chút nào cả duy dung chợt cảm thấy vô vị tẻ nhạt khóe mắt liếc thấy buổi bạn đã bưng đồ ăn tới dứt khoát rút tài liệu khỏi tay cô được vậy chúng ta ăn cơm trước ăn no mới có sức làm việc có thực mới vực được đạo anh ta đúng là không ngược đãi bản thân phạm y khẽ nhíu mày thở dài một hơi thôi anh ta là ông chủ cô chỉ là một thư ký nhỏ nhoi không có quyền lên tiếng phạm y cố gắng ăn phần ăn trên bàn của mình nhưng mà ăn cơm cùng với người vừa tiếp quản công ty và cũng là người mà cô vẫn chưa hiểu rõ thật lòng cô không hề muốn ăn ngay và lúc này cô phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nĩa cô ngẩng đầu lên vừa lúc đón nhận khuôn mặt tươi cười lưu manh tôi cảm thấy miếng thịt này ngon hơn miếng của tôi vừa dứt lời miếng thịt đã bị anh bỏ vào miệng tiếp theo anh còn nói uh -huh, quả nhiên ngon hơn thịt của tôi đầu bếp quả thật bất công thiền vị cô phạm y để dao nễ xuống mệt mỏi hỏi muốn đổi không dù sao hôm nay bị anh ta quấy rối như vậy Cô tức anh ách đầy bụng Cũng không muốn ăn Nếu như anh ta không ngại có dính nước miếng của cô Cô cũng không ngại đổi với anh Được Anh không hề xấu hổ đổi đĩa ăn Chỉ còn phân nửa rồi ăn ngầu nghiến Nhìn đĩa bít tết Đã bị ăn một nửa Phạm y cười cười Không có ý động đến Ngược lại quay ra ăn salad Sợ béo à Anh không thích phụ nữ có thói quen xấu Vì vóc sáng mà phung phí Nhìn cô Anh lạnh mặt lắc đầu nói không sợ ánh mắt thái độ này đã khiêu khích dây thần kinh nào đó sâu trong đầu duy dung anh càng thêm xác định đã từng gặp cô hơn nữa giữa hai người hình như không còn đơn thuần như anh nghĩ thư ký tả chúng ta đã từng gặp nhau chưa anh yên lặng đưa mắt nhìn cô mấy giây cánh cửa đầy áp tờ nhện trâu trí nhớ bị mở ra nhanh chóng theo chỉ thị của anh cô cũng nhíu mày quái giọng nói này cách nói chuyện này làm sao có cảm giác quen thuộc đến thế cẩn thận suy nghĩ cần chứng thực khi cô ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau đại não duy dung cũng đã tìm tỏi xong khỏe môi anh cong lên thành nụ cười đùa dẫn anh nhớ ra rồi hơn nữa còn nhớ rất rõ ràng trước mắt anh là thư ký tả đúng là người phụ nữ khóc rất thê lương ở ven đường ba năm trước anh đã gặp đã từng để lại cho anh một đêm rất đẹp rồi sau đó mất tích chính là người con gái đáng hận đó. Vốn sự kiện châu trì nhớ kia cũng không dễ dàng được gợi lên, cộng thêm cô cố tỉnh quên đi, hầu như chẳng còn nhớ gì về anh ta nữa. Hơn nữa ngày đó tâm trạng không tốt, cô lại uống nhiều rượu. Phạm y chỉ có cảm giác, hình như mình từng nghe giọng nói này, đã từng tiếp xúc với người có giọng nói này, những thứ khác cô không nhớ nổi. Nhưng mà cô biết, họ thực sự đã gặp nhau trước khi đến công ty, anh quên rồi à Sáng nay tôi thiếu chút nữa đụng vào xe của anh đó Không Trước đó kìa Anh lắc đầu Nhìn lại cô cong cái miệng nhỏ nhắn Đường cong cổ thanh nhã Là da trắng ngần Anh càng thêm xác nhận Cô chính là người phụ nữ đã chạy trốn khỏi anh 3 năm trước Cũng là người phụ nữ duy nhất Khiến cho anh nảy sinh nghi ngờ Với sức hấp dẫn của mình Gương mặt cô nghiêm túc Nói với giọng điệu hờ hững Tổng giám đốc nếu như anh muốn tôi đến đây ăn cơm Chỉ để tán tỉnh vậy thôi thì xin lỗi Tôi muốn nói cho anh biết Tôi chẳng có hứng thú gì với anh cả Cô cũng không muốn trở thành đề tài bàn tán của các đồng nghiệp Cô không nhớ ra sao Một buổi tối ba năm trước Cô ngồi bên đường khóc rất đau lòng Anh tốt bụng nhắc nhở Ba năm trước Bà nội qua đời Cái năm cô mất đi người thân duy nhất đó Nghĩ tới đó Trái tim lại bắt đầu đau âm ỉ trên dàn đi lớp mồ hôi mỏng. Sao vậy? Mặt cô bỗng chốc trắng bệch, khiến Duy Dung nghĩ bởi vì cô nhớ ra điều gì đó. Quay mặt đi không muốn lộ vẻ yếu ớt của mình, cô hắng giọng cười gượng. Năm đó tôi xảy ra một chút chuyện, tâm trạng cũng không ổn định lắm, tôi không biết anh nói đêm nào. Chuyện gì vậy? Anh tò mò hỏi, nhắm mắt lại, kiềm chế sự đau đớn, khi vẻ mặt hồi phục lại sự hững hở phạm y mới mở mắt ra đáp lại ánh mắt nghi hoặc của anh cô hắng giọng nói với vẻ nghiêm túc tổng giám đốc đây là chuyện riêng của tôi không tiện chia sẻ với người khác đáng chết cô coi anh là người ngoài duy dung quên mình vốn là người ngoài vì những lời này của cô mà âm thầm tức giận tôi là ông chủ tôi có quyền lợi được biết tất cả về nhân viên của tôi anh nén giận cất tiếng hỏi từ giữa kẽ răng mời đến phòng nhân sự chỗ đó có tài liệu nếu tổng giám đốc cần nhưng không bao gồm cô bởi vì mọi chuyện của cô sở tịnh và vi văn đều biết không cần ghi lại anh đương nhiên sẽ đi tìm kiểm tra rõ ràng anh ngẩng đầu cười như không cười nhìn cô cô lập tức nín thở không dám cử động sững sờ nhìn khuôn mặt xấu xa của người đối diện bỗng nhiên phát hiện gương mặt này cực kỳ đẹp trai trong phút chốc tim ngừng đập một nhịp nhìn đủ chưa? Thư ký tốt của tôi. Anh nhìn cô bằng đôi mắt san tà, nụ cười lưu manh càng đậm. Tôi biết rõ tôi rất đẹp trai, nhưng cô đừng nhìn tôi đắm đuối như vậy, tôi sẽ thấy ngượng đấy. Nghe vậy, cô ngẩn người, bừng tỉnh, vì lời nói cải trớn của anh ta mà mặt nóng bừng. Cô chuyển nghĩa sang một bên, cầm hai bản tài liệu lên. Tổng giám đốc, nếu như anh no rồi, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng tiến hành báo cáo thôi. Bởi vì dạ dày không khỏe bắt đầu có rút đau đớn, Phạm Y hơi nhíu mày. Sao cô lại cau mày? Anh phát hiện cô nhăn mặt. Không sao. Anh ta nhìn cẩn thận như vậy làm gì? Anh kiên trì nói. Có, tôi thấy được. Cô đang nói dối. Đóng lại tập tài liệu vừa mở, Phạm Y quyết định không thể ngược đãi bản thân mình thu hồi tài liệu lại, sau đó đứng lên. Tôi nghĩ hôm nay Tổng Giám Đốc hình như không vội nghe báo cáo như vậy tôi về công ty trước. Ánh mắt cô nhìn anh lạnh lùng như dao, nếu như anh còn dám ý kiến sẽ bị ánh mắt của cô giết chết rồi bị cô xé nốt sống vào bụng. Không muốn lấy mạng mình ra đùa, anh phối hợp nhún vai. Được rồi, vậy thì đổi sang ngày mai. Phạm Y lấy tiền ra trả phần ăn của cô, hơn nữa còn cộng thêm 10% tiền hoa. Đây là phí bữa trưa hôm nay của tôi. Công ra công, tư ra tư. Mặc dù anh đề nghị đến nhà hàng dùng cơm và nghe báo cáo, nhưng cô không muốn nợ anh. Ăn cơm với phụ nữ, tôi không quen để phụ nữ trả tiền. Không để ý tới tiền trên bàn của cô, Duy Dung cầm tờ hóa đơn trả tiền. Ôi, người con gái lúc nãy tỉnh táo thì nóng nảy quật cường như con rệp, tuyệt đối không làm người ta yêu thích, còn khi say rượu lại khiến người ta thương yêu. Cạnh thiên xin nghe, kẹp điện thoại trên vai, một tay lật xem bản kế hoạch mộ duy dung giao, tay kia nhanh chóng viết tên của người vừa liên lạc. Lúc này, cô mới buông điện thoại xuống, ngày sau đó gọi một cuộc điện thoại. Ôi, chủ tịch Uông, đã lâu không gặp, ông khỏe không? Thật ra là hoàn toàn chưa từng gặp mặt, bởi vì lần trước, người đi ký hợp đồng cùng Vi Vân là sở tịnh, nhưng chủ tịch Uông yêu thích nữ sắc đã đổi danh. May mà Phạm Y chỉ phụ trách liên lạc, về phần bàn bạc công việc đều đã do vi vân đích thân xử lý thư ký tả ạ nghe nói cạnh thiên thay đổi tổng giám đốc mới à không phải việc kinh doanh của công ty xảy ra chuyện gì đây chứ đối phương lo lắng hỏi không phải chuyện này chủ tịch uông quá nhạy cảm rồi thuận tay cầm ly trà uống một ngụm phạm y nói tiếp tổng giám đốc vi chúng tôi có chuyện phải đi châu âu ông cũng biết bởi vì xảy ra chuyện ở châu âu tổng giám đốc phải sang đấy xử lý nhưng anh ấy lại sợ thời gian không có ở đây nhà máy sẽ hiểu lầm hoặc là tạm thời có chuyện giải quyết cho nên liền ủy thác cho tổng giám đốc mộ của tề việt xử lý nghiệp vụ trong công ty chúng tôi hợp tác chăm sóc khách hàng không phải vì kinh doanh của công ty xảy ra vấn đề nhưng chuyển ra ngoài phạm y lập tức cắt ngang ông yên tâm dự án hợp tác không thành vấn đề còn nếu chủ tịch uông không yên lòng công trình này cạnh thiên chúng tôi có thể tự hoàn thành chỉ cần chủ tịch Uông không đau lòng về những tổn thất sau hủy bỏ hợp đồng, lập tức sẽ làm quý công ty tổn thất hơn ngàn vạn. Đây đúng là tổn thất lớn, đối phương vẫn còn do dự. Đúng vậy, cho nên đứng ở lập trường của ông, tôi hy vọng chủ tịch Uông nghĩ lại. Giọng phạm y mềm mại, nếu vô tình nghe thấy sẽ làm cho người ta lầm tưởng cô đang nói chuyện điện thoại của mình. Được rồi, vậy tôi sẽ suy nghĩ thêm. Giọng nói dịu dàng tinh tế của phụ nữ là thuốc chữa tâm trạng bất an tốt nhất cũng là sức hấp dẫn mà đàn ông không thể kháng cự chủ tịch uông ông yên tâm tất cả đều không thành vấn đề thật sự là ông quá lo lắng nếu như ông có rảnh rỗi không ngại tới đây uống cà phê tìm hiểu thì ông sẽ phát hiện thật ra cạnh thiên vẫn duy trì như cũ và nhất định sẽ phát triển lớn mạnh hơn phạm y xoa dịu tâm tỉnh lo lắng của chủ tịch uông bằng giọng nói dịu dàng nghe thấy giọng nói có thể làm cho xương người mềm đi một nửa. Nếu như là người đẹp dịu dàng vậy, thì quá hoàn mỹ. Ông ta hỏi với giọng huyền bí. Uống cà phê. Thư ký tả mời tôi sao? Sao cô không hiểu ý của chủ tịch Uông, không chỉ đơn thuần là cà phê, nhưng mà là cấp dưới thì không thể đắc tội với khách hàng. Cộng thêm chủ tịch Uông còn là một trong những khách hàng của cạnh thiên. Vì vần không có ở đây, Tổng giám đốc mới tính khí lại khó có thể nắm bắt, Phạm Y cũng chỉ có thể tạm thời giả bộ ngu, là bộ không hiểu. Dĩ nhiên, vẫn là giọng nói ngọt như mật. Ở trong lòng Phạm Y lại nghiến răng nghiến lợi, mắng to ông ta là đồ lão giả háo sắc. Chủ tịch Uông cười to, tốt tốt. Tôi nhất định sắp xếp thời gian, lúc đó đến tìm thư ký tả xin ly cà phê. Nhất định, Tôi sẽ giữ lại cà phê Blue Mountain nhờ chủ tịch Uông hạ cố đến rơi. Dĩ nhiên, cũng cho vào cà phê của ông năm cần bã rậu, Phạm Y thầm nghĩ. Để điện thoại xuống, Phạm Y không vui nói thầm. Hoàn toàn không biết có người đã sớm tựa vào cạnh cửa. Mặt nghiệt ngẫm nghe cô dùng khả năng đáng yêu, nói bằng chất giọng mềm mại đáng yêu như mật chân an khách hàng. Thì ra là cạnh thiên đều là dùng sách đẹp trấn an khách hàng anh tạc lưỡi. Phạm Y nghe tiếng quay đầu, vừa lúc gặp sắc mặt kinh miệt của mộ dung, trong chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tôi không phải. Cô há miệng muốn biện hộ, bất đắc dĩ trong nháy mắt, đầu óc ngưng trệ hoàn toàn, không nói hoàn chỉnh một câu. Không cần phải vội vã giải thích, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, về sau cạnh thiên nói chuyện với khách hàng, cấm dùng nữ sắc hấp dẫn cạnh thiền có phẩm chất đảm bảo uy tín khiến khách hàng hiểu điều này mới là quan trọng nhất lời nói có ý tứ nhục nhã nhưng lại rất rõ ràng anh càng thêm hoài nghi cô và vi vân rốt cuộc có quan hệ gì sở tịnh sẽ không tức giận mà đi xa như vậy có ý gì anh rốt cuộc coi cô là dạng phụ nữ gì một thư ký chuyên hấp dẫn khách hàng hay sao phạm ý tức điên lên mặt hết đỏ rồi lại trắng chẳng lẽ không đúng nhìn gương mặt đỏ trắng luôn phiên của cô mộ dung cố ý bắt chước giọng nói cô tôi nhất định chờ ông mộ duy dùng bắt chước từ bảy tám phần nhưng giọng nam giả nữ khiến người ta không dám khen tặng đủ rồi giọng nói sắc nhọn bật ra từ miệng phạm y ơ à, anh làm ông chủ còn chưa nổi giận cô thật là khiến người khác cáu đến đau dạ dày nghe được cô gọi tên mình anh chẳng những không so đò với giọng điệu ác việt của cô ngược lại còn cười rất vui vẻ cô rốt cuộc cũng nhớ rồi tôi nói không sai chứ ba chữ này rất dễ nhớ chẳng phải nên cảm tạ ông đã đặt cho anh cái tên dễ nhớ như vậy sao lần sau trở về quê hương thì nhớ phải thắp cho ông nén nhang ngày nào anh cũng đều tương tự như thế này sao nhìn anh cười đặng đỡ mà phạm y suýt nữa đần mặt ra nhìn dĩ nhiên ăn ngon ngủ ngon công việc tốt đẹp tuy có lúc hơi bận rộn chút sinh hoạt tình dục mỹ mãn quá dư tinh trùng cũng có thể được giải phóng đúng lúc có gì là không vui duy dung học theo cô thõng tay xuống hai bên đung đa đung đưa tinh trùng giải phóng trời ạ à, lời như thế mà anh cũng nói được lời nói tự nhiên như vậy có biết xấu hổ hay không anh muốn thẳng thắn như vậy sao nhìn chằm chằm vào anh cô lắc đầu nở nụ cười hờ hững anh cười nói còn thẳng thắn hơn nữa cơ chứ. Lúc mắng nhiếc cấp dưới không chỉ khó nghe mà còn rất châm trọng, nhưng ai bảo bọn họ đáng mắng như vậy chứ? Cô muốn nghe không? Phạm Y lập tức lộ ra bộ mặt xin thứ cho kẻ bất tài. Cảm ơn, vừa lĩnh giáo rồi, không cần phải thêm một lần nữa. Tốt lắm, nhìn dáng dấp tâm tình của cô đã khá hơn chút rồi đấy, tôi cũng nên đi thôi. Phủi bụi đất trên tay, Duy Dung đứng lên, Ngày nào cũng làm việc thiện Thật là không dễ dàng Lần sau phải nhớ theo đồng tử quân đòi cái huy hiệu mới được Không, đừng đi Cô đột nhiên kéo tay anh Nói rất nhỏ Nhìn bàn tay nhỏ bé của cô kéo tay mình Duy Dung kinh ngạc Không phải cô đã bị mê hoặc bởi anh chàng siêu đẹp trai này rồi chứ Dưới áo lại thêm một người hâm mộ nữa Thật hại não quá Nhưng vì đẹp trai mà Không còn cách nào khác Anh đúng là giỏi tự sướng Phạm ý khẽ vì cười. Không còn cách nào khác, giỏi giang thế này không tự sướng hơi phí. Anh cười khoa trương nói, không để ý đến nụ cười khoa đó, cô kéo tay anh, nói thật nhỏ. Tối nay theo tôi được không? Theo cô? Anh kinh ngạc lớn tiếng hỏi, người ta đang mời mình chạy qua một đêm tỉnh lãng mạn tuyệt mỹ sao? Có vấn đề gì sao? Xây được đầu óc có vẻ mông lung, không thể suy nghĩ tỉ mỉ ý nghĩa trong lời nói của anh. Đương nhiên là có vấn đề rồi. Duy Dung nhìn cô, nhìn lại bàn tay nhỏ bé đang lôi kéo mình thì thở dài cảm thán. Bỗng nhiên nhận thấy mình đột ngột quá, Phạm Y cũng quyết buông bàn tay anh đang kéo anh ra, rồi vội vàng giấu sau lưng, che giấu tội phạm. Anh có hẹn rồi sao? Cô chỉ muốn có người bên cạnh mình, nhưng lại ngại quấy rầy sở tịnh. Lúc này mới gắng gượng hỏi anh, nhưng cô sẽ không làm người khác khó xử. Không có. Anh lắc đầu, không sợ tôi biến thành sói sao? Cô rất đẹp, mái tóc ngắn rất xinh xắn, áo ti sớt màu trắng bó sát người, quần jean ôm sát, khiến đường cong mỹ lệ của cô được lộ rõ. Tôi không phải là cô bé quảng khăn đỏ. Mình đã đủ cô đơn lắm rồi, tối nay không muốn cô đơn tới nữa. Nhưng nếu mà tôi không kiềm chế được thì sao? Hơn nữa với dáng vẻ xinh đẹp này thì muốn anh khống chế thú tính của đàn ông thì thật sự rất khó. Tôi tin anh sẽ làm được. Anh kêu lên, nè, không phải cô cố ý độc hại tôi đấy chứ. Mỹ sắc trước mặt, có thể nhìn mà không thể ăn thật khổ. Quả nhiên là không làm người tốt nổi. Cô không chỉ muốn anh máu mè bè bét, mà còn muốn thấy anh không thỏa mãn được dục vọng. Không muốn đi thôi vậy. Thân thể lào đảo đứng lên, cô xoay người định đi vào con hẻm dài phía sau. Thành phố Đại Bắc lớn như vậy, chắc cô không xui đến mức không tìm ra người tâm sự đâu nhìn bóng lưng tiêu điếu của cô, sự đồng cảm ít ỏi kia lại trào dâng. Anh thực sự không nhẫn tâm để mặc người phụ nữ động lòng như cô ở ngoài đường. Làm người tốt đến cùng vậy. Nè, tôi đâu có nói là không đồng ý đâu. Anh thốt lên lời phản bác. Không phải chỉ đi theo cô thôi sao? Chỉ cần cô không làm loạn, anh cũng không đến mức nổi tù tính. Mấy lý trí nứt sợn còn cửu nhỏ này. Cô bình tĩnh nhìn anh mấy giây, mỉm cười hờ hững nói, "Cảm ơn. Lên xe đi." Duy Dung đưa tay đỡ sắp cơ thể trực ngã của cô hỏi, "Cô muốn đi đâu? Anh đủ nhân tử cũng đủ hào phóng." "Đâu cũng được, miễn là không để cô một mình, đi đâu cũng được." Dựa vào ngực của anh, hơi thở ấm áp truyền đến, đó là cảm giác lòng người khác an tâm, cảm giác thoải mái giống như được vùi trong ngực ba như quá khứ. Anh trêu ghẹo, "Không sợ tôi dẫn cô đi bán à?" Cô xinh đẹp như vậy cũng bán được khối tiền đấy. Không sợ, không biết tại sao cô lại tin tưởng anh sẽ không làm vậy. Cô thật đúng là biết nhìn người, biết anh không làm được chuyện xấu xa này, trái tim đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, thật không thoải mái. Duy dùng thở dài, không nói thêm nữa mà nhấn ga, xe chạy nhanh trên đường. Người phụ nữ này coi anh như mèo con vô hại, lại có thể ngủ thiếp đi trên xe anh. Duy dùng lắc đầu cười kẽ, một tay cô bế lên đi vào phòng khách đặt cô lên chiếc giường êm ái trò chuyện với cô dưới ánh đèn mờ ảo lâu như vậy đây là lần đầu tiên duy dung nhìn cô rõ ràng như thế cô rất đẹp xinh đẹp động lòng người nhưng cũng không phải phụ nữ trải qua nhiều tang thương trong tỉnh trường cũng không giống con gái phóng túng phản nghịch trốn nhà đi nhìn cách ăn mặc chắc cô cũng ngoan ngoãn biết điều không hiểu sao đã trễ thế này rồi mà cô lại đi dạo một mình trên đường, còn khóc đau lòng như thế. Lúc cô ngồi say điểm tĩnh hơn lúc tỉnh nhiều, ngoan ngoãn tự như con thỏ nhỏ, làm cho người ta yêu thương vô hạn, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, không chịu buông lời dù đã ngủ say. Cô là người như thế nào? Trong lòng cô cất giấu bao nhiêu đau khổ? Nhìn Phạm Y như thể câu đó này, Duy Dung dừng lại bước chân rời đi, ngồi xuống bên mép giường. Nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của cô, lần đầu phát hiện ra bộ dáng ngủ của một cô gái cũng có thể kiểu mỹ quyến rũ đến thế ngón tay bất giác nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô dọc theo đường cong trên mặt cô xuống cuối cùng đi tới môi cô cái miệng nhỏ đỏ mọng hơi vểnh này tựa như anh đảo nhỏ quyến rũ đến mức khiến người khác muốn nếm thử giống như đáp lại anh cô khẽ lên một tiếng trong giấc mộng đôi môi mím cũng mở ra còn bất động đôi lưỡi lên liềm cảnh môi khô khốc bộ dáng cần hấp dẫn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Này, cô đúng là dụ dỗ người khác phạm tội mà. Nước nước bọt ực một phát, duy dùng nhỏ giọng lờ bầu. Nhắm lửa tự thiêu, xài không ở anh. Anh chỉ là người vô tội bị dẫn dụ. Ngày sau đó khẽ thở dài, cúi người chiếm hữu lấy môi cô. Dậy đi. Anh khẽ gọi cô. Nói cho tôi biết tên của em. Anh gấp rút muốn biết tên cô. Y... Ý phạm y lẩm bẩm theo bản năng thân thể không tự chủ mà nhích lên đến cạnh anh muốn nhận lấy hơi ấm trên người anh khi cô tìm được một vị trí thoải mái nhất còn thỏa mãn dầu môi lên lộ ra lùm đồng tiền nhỏ mê chết người không cần đền mạng y y tên của em là y y hỏi một người say rượu là một việc thất ngu xuẩn nhưng mà anh vẫn muốn xác định đừng gọi nữa cứ gọi y y không ngừng tự như con nổi quấy rảy giấc ngủ ngon của người khác. Điều này làm cho Phạm Y nhíu mẩy lại, dứt khoát vươn tay choàng lên cổ anh, dùng môi khóa chặt cái miệng của anh lại. Muốn trải qua tình một đêm với anh, lời mời của cô quá thẳng thắn cũng chẳng lạ gì, nhưng mà anh tuyệt không phản đối, nếu như sau đó cô không dây dưa gì với anh, vậy thì khỏe hơn rồi. Phạm Y hồn nhiên không biết cử chỉ vô tâm của mình đã gợi lên dục vọng đàn ông của Duy Dung anh khát vọng. Nghe người nằm bên người cô, kéo cơ thể mềm mại vào trong ngực, đôi tay không kiểm chế được. Mà sáng ngày hôm sau, Duy Dung có buổi lễ ký hợp đồng nên không kịp đợi cô tỉnh dậy, đành phải để lại một tờ giấy trên bàn trang điểm, con dặn cô phải chờ anh quay lại, sau đó vội vã đến công ty. Không thể phủ nhận, người phụ nữ tên Y, y này đã khơi gợi hứng thú của anh, anh cũng không bài xích việc tiếp xúc với cô về sau, cũng bằng lòng chịu trách nhiệm cho cuộc chiến miên đêm qua. Cho cô một càng tránh gió, lắng nghe những phiền não của cô, chịu trách nhiệm, chăm sóc cô. Nhưng khi anh về đến nhà, thì tất cả sự bằng lòng đó đều tan vỡ. Cô đã đi rồi, không ở lại, chờ anh trở lại như tờ giấy viết, càng không để lại bất kỳ thứ gì để anh tìm được cô. Kinh ngạc sao? Rất kinh ngạc. Người phụ nữ bình thường đều rất quan tâm đến lần đầu tiên của mình. Anh cho rằng cô cũng không ngoại lệ, nhưng anh đã nhầm, người phụ nữ tên Y Y đó hình như chẳng hề quan tâm. Mất mát sao? Có một ít. Dù sao có thể tìm được cảm giác hòa hợp như thế cũng không dễ dàng, huống chi đêm qua lại tốt đẹp đến thế. Vốn tưởng rằng còn sẽ có cơ hội gặp cô trên đường hoặc trong đám đông nào đó, cho nên mỗi khi về muộn, anh đều theo bản năng lái xe đến con đường đó. Chỉ tiếc ba năm qua, chỉ nhớ dần phai nhạt, hai người cũng chỉ gặp nhau vẹn vẹn một lần đó vào cái đêm kia. Trong phòng làm việc rộng lớn, sắc mặt, mộ duy dung âm u như đầm sâu, con người sắc bén như rượu hâu nhanh chóng liếc mắt, nhìn những dữ liệu không ngừng nhảy nhót trên màn hình máy tính. Thời gian trước, anh chuyển tài sản của công ty qua Mỹ, có một khoảng thời gian dài, anh gần như ở lại Mỹ làm việc, mà hôm nay là ngày đầu tiên sau khi anh về nước làm việc. Mấy phút sau, anh cầm điện thoại lên. Thư ký Vương, thông báo cho Vũ Trạch khi cổ phiếu xuống giá có thể mua bao nhiêu thì mua vào bấy nhiêu. Khi phòng hòa tăng giá thì bán tháo toàn bộ. Trong công việc, Mộ Duy Dung là một cấp trên vừa tài năng, vừa khôn khéo. Còn ở trong lòng, anh lại là kẻ dở hơi trong mắt bạn bè. Anh hài hước và thú vị. Có anh thì không thể thiếu tiếng cười. Nhưng chỉ có bạn bè thân thiết mới nhìn thấy được bộ mặt hài hước của anh. Không để lại chút nào sao? Thư ký thận trọng hỏi lại, việc này có liên quan đến khoản tiền lớn không thể qua loa được. Thư ký Vương, mấy mấy tháng không gặp, cô đã quen thói làm việc của tôi rồi hay sao? Đối mặt với câu hỏi của thư ký, Duy Dung không nhịn được nhíu đôi lông mày. Thư ký Vương làm việc quá cẩn thận, có thư ký như vậy thật ra cũng không có gì là không tốt nhưng đối với duy dung anh muốn một thư ký không cần anh nhắc lại một câu hai lần một việc phải dặn dò liên tục về phần tại sao cô ta có thể ở bên cạnh anh lâu như vậy là do lúc trước tuyển thư ký mới không có người nào nhẫn nhịn hơn cô ta cho nên đành phải tiếp tục chấp nhận vâng tổng giám đốc tôi sẽ lập tức thông báo cho trợ lý âu ạ thư ký vương biết thói quen của mình lại làm tổng giám đốc phát bực không dám nhiều lời vội vã cúp điện thoại quan sát thị trường cổ phiếu ngày hôm nay, duy dùng chú ý tới mấy kế hoạch gần đây trên bàn. anh cẩn thận lật lại tư liệu bên tay, thẩm tra đổi xíu từng chi tiết trong bản kế hoạch. điện thoại nội bộ chợt vang lên. không đợi mụ duy dùng lên tiếng, thư ký vương đã mở miệng. tổng giám đốc, tổng giám đốc vi của cạnh thiên tìm ông ạ. mời anh ta vào. duy dùng đẩy tư liệu bên tay ra, dặn dò. còn nữa, lúc này đừng gọi điện thoại. vâng. Duy Dung vừa mới để điện thoại xuống, bạn tốt đại học, đồng thời cũng là đối thủ trong công việc, Vi Vân đã đẩy cửa phòng đi vào. Sao lại rảnh rỗi tới đây vậy? Mụ Duy Dung tiến ra đón. Mặc dù Vi Vân là đối thủ cạnh tranh trong công việc, nhưng việc này không tổn hại tình nghĩa giữa hai người. Ngược lại, quan hệ cạnh tranh còn làm tình cảm của hai người có tăng mà không giảm. Không có việc gì thì không thể tới à? Vi Vân cười hở hững nếu không có vì gì thì đâu có đến tận cửa chứ tháng trước sở tịnh mất tích ở châu âu lúc ấy duy dung đang ở mỹ anh không thể để mặc cạnh thiên bây giờ khó khăn lắm mới đợi duy dung về nước nên vì vân phải cất công đến nhờ anh ta giúp đỡ tạm thời quản lý cạnh thiên thay anh được vì vân muốn đến thì đến còn sợ mời cậu cũng chẳng đến bạn bè nghĩa kia như thế đấy vì vân nhíu mày hỏi gần đây bận việc lắm sao đây là điều quan trọng nhất trong truyền viếng thăm ngày hôm nay, chỉ mong gần đây Duy Dung không bận biểu gì. Duy Dung nhún vai, vừa mới kết thúc một cát xe lớn, mấy tháng sau sẽ khá hơn một chút. Vì kinh doanh nào cũng tháng này tháng kia, đây là điều tất nhiên. Nghe vậy, Vi Vân thở phào một hơi. Duy Dung lấy từ tủ lạnh ra một lon nước mỏ xanh lá nhạt, ném cho anh. Không nghi ngờ gì hỏi tiếp. Lúc nào chúng ta cùng ra ngoài chơi đi. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không bị sở tịnh quân lấy, nếu không anh sẽ chết rất khó coi. Cùng ra ngoài chơi, trừ phi tìm được sở tịnh, nếu không sao anh có tâm trạng chứ? Vi vần nghĩ, đau đớn lại chảo dâng trong lòng, nộ ra ngoài mặt. Duy Dung ngẩng đầu lên nhìn anh, khi ánh mắt lơ đãng liếc qua khuôn mặt của sở và bi thương của Vi Vân, thì anh sợ hết hồn, dự cảm xấu đột nhiên ập đến. Anh vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Vì Vân là một người kín hẽ Có thể để lộ tâm trạng ra mặt E chừng không phải chuyện đơn giản Chẳng lẽ công việc có vấn đề Muốn bao nhiêu mới đủ Chỉ cần nói một tiếng Là anh em tôi sẽ không cao mày Trên thương trường có lời cũng có lỗ, Đây là chuyện rất bình thường Nói xong Anh móc chi phiếu vào bút ra Chờ Vi Vân mở miệng Tẻ tay Duy dùng lại Vi Vân lắc đầu Không nói tiếp nữa Nhưng nét đau đớn trên mặt lại càng sâu đậm hơn không phải vấn đề tiền vậy thì là cái gì duy dung đánh lên bả vai anh không nhịn được gầm nhẹ này có lương tâm chút đi tôi vừa mới trở về nước vẫn chưa hoàn toàn quen với múi giờ cậu đừng chơi xấu bắt tôi đoán mỏ có được không vì vần lắc đầu tôi không muốn đùa với cậu xoay người anh ta đi vào phòng làm việc của duy dung lấy chai rượu từ trong tủ ra rót một ly Duy Dung vội vàng giật lấy ly rượu và xe rượu trong tay Vi Vân. Kẽ chào mải nói, nè, làm gì thế? Sáng sớm uống rượu sẽ đau dạ dày đấy. Cẩn thận sở tịnh biết lại bị mắng một trận. Anh cũng không muốn bị nói đến đau tay bởi vì Vi Vân sẽ đến đây uống rượu. Nếu như có thể, tôi thật sự hy vọng cô ấy nhảy la mắng cậu vào lúc này đấy. Nói đến sở tịnh, lòng của Vi Vân nhói như bị nhéo, đôi tay bất giác nắm chặt lại. Hồi học đại học sở tịnh, Vi Vân và Duy Dung chơi rất thân với nhau. Sở tịnh rất xinh đẹp lại dịu dàng, là hoa khôi của khoa quản trị kinh doanh. Vi Vân cũng không kém, là tài tử của khoa quản trị kinh doanh. Anh có vẻ ngoài điển trai, tác phong cũng không che giấu được khí chất cao quý. Đương nhiên rồi, bàn về diện mạo, Duy Dung tuyệt đối không thua Vi Vân, nhưng Vi Vân tuần tú nho nhã, Duy Dung lại cản đỡ ngang ngược, mang theo khí phách hơn người, ngũ quân cương nghị dùng hợp nét tuần Mỹ giữa Đông và Tây. Ở trong trường, hai người cũng được liệt vào hàng ngũ trai đẹp, nhưng Duy Dung không chỉ học hành xuất sắc, còn có thành tích cao trong thi đấu thể thao, nhất là đấu kiếm và bóng rổ, trở thành đại diện của trường ra nước ngoài tranh tài, vì vậy tên của anh thường vinh dự xuất hiện ở trên bảng trường học. Duy Dung mạnh mẽ, sở tị yếu ớt, trong mắt mọi người là đôi tài tử giai nhân, hình tượng đẹp đẽ nhất vì vậy, số người muốn tác hợp hai người không phải là ít. Nhưng, Duy Dung không hứng thú với việc yêu đương. Khi đi học, ngoại trừ đáng sức với bài học trên trường, sau khi tan học, anh còn có sự nghiệp khổng lồ của cha cần quản lý. Cộng thêm lúc học cấp 3, bởi vì nhất thời cao hứng cùng mấy người bạn chung chí hướng, thành lập một phòng cố vấn, quản lý sửa chữa máy tính và chỉnh lý hồ sơ trong một số công ty có quy mô nhỏ cuộc sống phong phú, lại bận rộn Như thế khiến anh không có thời gian, dư thừa để yêu đương. Vì vậy, anh chỉ biết cảm ơn tấm lòng tốt của mọi người. Đang lúc đó hoa sở tịnh, hoa rơi vô ý, mà duy dung nước chảy vô tình, không lâu đã có tin đồn sở tịnh đang hẹn hò với Vi Vân, ba người còn thường coi đây là đề tài để giễu cợt lẫn nhau. Cãi nhau? Ây da, cô dâu mới gây gỗ là chuyện thường tình, nhưng mà Vi Vân và Sở Tịnh đều là những người trầm ổn, nếu muốn họ tranh cãi ẩm ĩ trừ phí đốt lửa sau lưng họ. Vi Vân lắc đầu, đau đớn nói. Không phải. Chẳng lẽ vì cô ấy không ở Đài Loan? Đây là chuyện có khả năng nhất nếu như Sở Tịnh dính Vi Vân như vậy. Lại hay làm cậu ta cười như vậy. Cậu ta không thể nào lộ vẻ buồn thương trên mặt. Vi Vân gật đầu, lòng đang rửa máu. Quả nhiên, Duy Dung thầm than mà lắc đầu. Cô ấy đi đâu? Mỹ hay là châu Âu? Thật là, muốn anh ghen tị cũng không cần như vậy, đã là vợ chồng kết hôn nhiều năm, mới tách ra không bao, đã mang dáng vẻ của nửa sống nửa chết, làm cho người ta không nhịn được hận nghiến răng. Bì Vân khán giọng đáp, đều không phải. Đều không phải, chẳng lẽ ở Nam Phi sao? Duy Dung tỏ vẻ khoa trương trêu ghẹo. Trời ạ, à, Vi Vân, không phải là tôi nhiều chuyện đâu. Nhưng mà bà xã sở tịnh của cậu xinh đẹp như vậy, cậu phải để tâm một chút chứ. Giám sát chặt chẽ mới được, cậu biết không? Ở Nam Phi, một người đàn ông có thể cưới nhiều vợ đấy. Cuối cùng, anh không nhận được sâu xa nói láo đe dọa một phen. nếu không phải. Thở dài một tươn, vì Vân lại lộ vẻ mặt đau thương và cô đơn vô tận. Cậu đừng đoán mò nữa, Cảm giác thái độ nói chuyện của Vi Vân khác thường, Duy Dung sững sờ, này, cậu đừng nói là cậu và sở tịnh ly hôn chứ. Không có, nụ cười nhạt của Vi Vân vẫn thề lường như vậy. Duy Dung tức giận nghi người lườm anh ta. Vậy như thế nào chứ? Hôm nay nói tới nói lui nửa sống nửa chết, câu được câu không? Chẳng lẽ thật sự cãi nhau với sở tịnh sao? Có muốn tôi đi làm người hòa giải cho hai người không? Nếu thế thì nói sớm đi, dù tôi rất bận, nhưng đã là bạn tốt thì không phải ngại. Tôi sẽ dành ra chút thời gian nói tốt cho cậu. Sở tịnh mất tích rồi. Hả? Mất tích? Duy Dung chắc là mình nghe lầm, ngoay ngoái lỗ tai. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Anh nhớ hôm nay hình như không phải là mùng 1 tháng 4, ngày cả tháng 4 đó. Sở tịnh đi thật, từ tháng trước. Vì vần đoạt đế chai rượu trên tay Duy Dung, chút từng hớp vào trong miệng như thể còn dế mèn. Duy Dung kinh ngạc nhìn anh, suýt nữa bị những lời này làm cho chấn động, anh hắng giọng cảnh báo, "Vi Vân, tôi cảnh cáo cậu, chuyện cười này thật sự không một cười chút nào." Trong khi nói chuyện, không quên đoạt lấy chai rượu trong tay Vi Vân. "Không phải chuyện cười, là sự thật." Anh hy vọng biết bao đây chỉ là giấc mơ, chỉ tiếc sự thật vẫn là sự thật. "Sao lại như vậy? Tại sao không cho tôi biết?" chẳng lẽ tên này quên mất tình nghĩa hai người sâu đến mức có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống thế nhưng lại không nói chuyện lớn này cho anh biết đáng ghét vì vần kể lại tình huống lúc đó cô ấy muốn đi châu âu chơi lúc đó tôi lại không rảnh cô ấy đành phải một mình đi theo đoàn ban đêm hoạt động tự do thì cô ấy và mấy người châu âu thuê thuyền du ngoạm ở sông rai nhưng thuyền bị lật Sở tịnh thích lãng mạn đã chẳng còn là bí mật trong đám bạn nữa. Chuyện lãng mạn du thuyền và ban đêm rất giống phong cách của cô ấy. Duy Du nghĩ vậy, khi đang ở Mỹ, anh từng thấy tin này, hình như trong danh sách tử vong và mất tích có một người phương đông. Nhưng mà lúc đó anh quá bận rộn, không chú ý lắm, không ngờ người phương đông bị mất tích đó lại là sở tịnh. Tin tức này giống như một tiếng sấm, khiến đầu óc Duy Dung choáng váng, mãi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Xin lỗi tôi... Anh chợt cảm thấy cực kỳ khổ sở. Vì vẫn lắc đầu ngắt lời anh. Chuyện này không liên quan đến cậu. Lúc ấy cậu ở Mỹ nên tôi không thông báo cho cậu. Anh vỏ đầu. Thật ra thì tôi cũng không tin đây là sự thật. Bởi vì một ngày còn chưa thấy thi thể của cô ấy thì ngày đó tôi vẫn không tin. Duy Dung lại vội vàng hỏi. Cần tôi giúp gì không? Vi Vân hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu, giúp tôi quản lý cạnh thiên. Quản lý cạnh thiên, Duy Dung nghe mà cảm thiếu chút nữa rớt xuống, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc mà ấy không nói nên lời. Trời ạ, à, bình thường Vi Vân còn coi cạnh thiên hơn quan trọng, hơn cả mạng sống, tính mạng. Không ngờ, vì tìm sở tịnh mà cậu ấy thậm chí không cần cạnh thiên nữa. Còn nữa, cạnh thiên không phải là một công ty nhỏ, nhân viên ít cũng phải hai ba trăm người. Cậu ta không ngại, chạy đến giữa Mỹ và Đài Loan chưa đủ mệt mỏi sao, không thấy anh mệt chết không vui à? Không nghĩ ngợi thêm nữa, anh nhảy dựng lên hỏi ngược lại. Cậu đang đùa gì thế? Cậu ta không phải đau lỏng đến mức giờ hơi rồi chứ? Cậu thấy tôi giống nói đùa sao? Vi Vân chỉ vào cặp tài liệu để bên. Hít một hơi thật sâu, Duy Dung khó lắm mới đẻ nén được cú sốc này. Được rồi, nếu Vi Vân là bạn tốt của anh thì anh nhận. Nhưng mà anh cũng chỉ quản lý cạnh thiên trong vòng một thời gian được thôi. Duy Dung nhìn anh ta, thở dài, vẻ mặt nặng nề hỏi. Bao lâu? Cho đến khi tôi tìm được sở tịnh, Vi Vân nghiêm túc nói. Hả? Duy Dung thét lên. Vậy không có kỳ hạn sao? Cậu, cậu không cảm thấy câu trả lời này quá đáng lắm sao? Không để ý đến tiếng thét của anh, Vi Vân gật đầu kiên định. Anh lớn tiếng khá nghị. Vậy nếu như cậu không tìm được sở tịnh, vậy không phải tôi trông coi cạnh thiên giúp cậu mãi sao? Mặc dù anh rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng đừng lạm dụng tình bạn như vậy chứ. Vậy tặng cho cậu luôn. Anh tin tưởng khả năng của Duy Dung nhất định sẽ quản lý cạnh thiên đâu ra đấy. Nghe vậy, Duy Dung suýt nữa trượt ngã xuống sàn nhà. Vì vần rốt cuộc coi cạnh thiên là cái gì? Một món quà, một con rối có thể tùy tiện chuyển tới chuyển lui sao? nhưng công ty lớn một khi kinh doanh không tốt sẽ có vài trăm người không có cơm ăn anh kêu to vi vân cậu đang hãm hại tôi đó hả có bạn bè kiểu này thì đúng là khóc không giả nước mắt không tôi đang cầu xin cậu giúp tôi một tay vi vân nói buồn bã nếu tôi không đồng ý thì sao như vậy vi vân thở dài nhún vai khổ sở nhắm mắt lại cạnh thiên sụp đổ không phải là mong muốn của anh nhưng không có sở tịnh anh còn cần cạnh thiên làm gì nữa không có ai trong cuộc sống cùng anh chia sẻ hạnh phúc của cuộc đời và công việc không có cạnh thiên cũng chẳng sao cậu ta lại có thể để mặc cho cạnh thiên đóng cửa vì Vân đáng chết đúng là bất đắc dĩ bắt anh phải chấp nhận không thể thương lượng duy dùng cực kỳ tức giận nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của vi vân thì anh lại không đành lòng trách bạn đành phải nuốt sự bực tức vào trong lòng Cậu đúng là lợi dụng tình nghĩa bạn bè của chúng ta. Không thể gầm thét quát mắng, khả nghị rồi đi. Ngoại trừ buồn bã, Duy Dung vẫn chỉ buồn bã. Trời nhầm với bạn xấu. Trừ cậu ra, tôi không tìm được ai để tin cậy, phó thác. Anh tin tưởng năng lực của Duy Dung. Anh tin tưởng Duy Dung sẽ dẫn dắt cạnh thiên đi lên tầm cao mới khi anh không có mặt. Dây thần kinh trên mặt Duy Dung co giật nghiêm trọng. Trải qua một thời gian suy nghĩ, than thở rồi thở than, cuối cùng anh đành tâm, không cam tâm tình nguyện gật đầu đồng ý. Tôi chỉ đồng ý tạm thời giúp cậu tiếp quản, đến khi cậu tìm được sở tịnh thì hãy mau trở lại giải quyết. Ai bảo Vi Vân là người bạn tốt nhất của anh chứ, Vi Vân đã lên tiếng thì anh không thể chối từ. Một lời đã định, Vi Vân cảm kích, nắm chặt tay Duy Dung. Duy Dung, tôi còn có một yêu cầu. Gì cơ? còn có yêu cầu cậu ta tưởng ăn sạch anh mà anh không tức giận sao nghe vậy lỗ mũi duy dùng bắt đầu phì phò cặp mắt cũng tóe lửa anh gào thét đừng bảo chó mèo gì đó nhà cậu cũng bắt tôi chăm sóc chứ bấp máy môi anh lắc đầu tôi không nuôi mèo cũng không nuôi chó lần này anh đã đoán nhầm không phải chó mèo là tốt rồi bởi vì bị dị ứng nên anh không chịu nổi lông động vật duy dùng vẫn là không yên lòng Thế là cái gì? Tốt nhất không phải là người. Anh cũng không phải là vú em, đường đường là tổng giám đốc của Tề Việt. Phải làm vú em, người khác sẽ cười rụng ràng mất. Không phải trẻ con, nên cậu cũng không cần phải làm vú em. Vì vẫn thấy tâm sự của bạn. Cậu chỉ cần để cô ấy tiếp tục ở lại công ty là được. Dù cô ấy phạm sai lầm gì, cũng mở một mắt, nhắm một mắt mà bao dung nhưng anh tin tưởng Phạm Y sẽ không phạm lỗi bởi vì cô đã làm thư ký cho anh nhiều năm, năng lực và tính tình của cô anh đều hiểu rõ. Tiếp tục để lại công ty, dù là cô Phạm sai lầm cũng mở một mắt nhắm một mắt mà bao dung. Có vấn đề, Duy Dung bắt đầu nhìn lên nhìn xuống đánh giá Vi Vân, sau một lúc lâu anh mới hoài nghi, là phụ nữ. Vi Vân gật đầu, Duy Dung tỏ vẻ quỷ lạnh cậu lén nuôi tỉnh nhân sau lưng sở tịnh. Đó, bắt được rồi, lúc này cậu ta nhất định phải chết. Vì vần lắc đầu, không phải, cô ấy là em gái hàng xóm sở tịnh thương yêu nhất. Bày mà anh nghĩ ra câu trả lời này, nếu là em gái hàng xóm sở tịnh yêu thương nhất, như vậy cũng giống như em gái của mình, cái này thì có vấn đề gì đâu. Không vấn đề, cô ấy tên gì? Phạm Y, tả Phạm Y. Ok, tôi nhớ rồi, Duy Dung gật đầu. Như vậy tất cả nhờ cậu đấy. Vì vẫn giao cặp tài liệu mang theo cho Duy Dung. Bên trong là cổ phần và con dấu của cạnh thiên. Còn có những bản kế hoạch chưa hoàn thành đang được tiến hành. Dĩ nhiên cũng bao gồm điều động nhân sự mới nhất của cạnh thiên. Ừ. Nhận lấy cặp tài liệu, Duy Dung quan tâm hỏi. Bao giờ lên đường? Ngày mai. Tôi tiễn cậu. Đừng khách sáo như thế, cậu bằng lòng tiếp quản cạnh thiên tôi đã cảm kích lắm rồi vì vần cảm kích nắm chặt tay duy dung anh trịnh trọng dặn dò tôi chở cậu trở lại còn nữa nhớ nhất định phải đưa sở tịnh về tôi biết rồi nhất định anh nhất định sẽ đưa sở tịnh về vì vần lặng lẽ thể trong lòng sau khi rời khỏi tề việt vì vần lập tức lái xe về cạnh thiên vì để tránh cho nhân viên công ty bảo hoàng sau khi anh rời đi anh phải tiến hành điều động nhân sự cần phải mở hội nghị cán bộ cao cấp để thông báo cho toàn bộ nhân viên công ty biết anh tạm thời bản giao công ty cho Duy Dung quản lý. Anh Vi Vân, anh tìm em ạ. À? Dạ ý nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc, đi về phía Vi Vân ở cửa sổ sát đất. Quen biết mấy năm, Phạm Y vẫn luôn coi Vi Vân là anh rể, mà anh cũng xem cô như em gái ruột, cho nên Phạm Y vẫn hay gọi Vi Vân là anh, mà không phải là tổng giám đốc. Ngày thấy giọng Phạm Y, Vi Vân chậm rãi xoay người lại, giữa lòng mày là vô số ưu sầu. Anh Vi Vân, xin lỗi đều là em không tốt, nếu như ban đầu em đi cùng chị Tịnh thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Ít nhất trong khoảng khắc khó khăn trên thuyền đó, cô sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ sở tịnh. Tựa như khi còn bé, người khác giữ cợt cô không cha không mẹ thì sở tịnh đã bảo vệ cô. Vi Vân nhìn cô, lắc đầu cười khổ. Phạm y, Đừng ôm đồm trách nhiệm nữa Sở tịnh mất tích không phải là lỗi của em Cho dù em đi cùng cô ấy Cũng không thể thay đổi được gì Trời xanh rõ ràng đã sắp xếp Một mình sao có thể thay đổi Tuy nói như vậy Nhưng Phạm Y vẫn cảm thấy đau lòng ra diết Cửa tự trách mình Đã không thay đổi địa trình công việc của Vi Vân Cô là thư ký của anh Cô có thể hoãn hợp đồng về sau Cô có thể khuyên nhủ sở tịnh Bảo chị ấy lùi về chuyến đi chơi lại mấy ngày như vậy chị ấy sẽ không gặp chuyện lần này phạm y càng nghĩ càng đau lòng càng nghĩ càng khổ sở cô nghẹn ngào nhưng vi vân ngắt lời cô phạm y anh phải nói mấy lần nữa không phải là lỗi của em thật sự không phải lỗi của em phạm y đi lên trước vươn tay cố gắng vuốt nếp nhăn trên mặt vi vân như vậy anh vi vân cũng đừng đau lòng nữa được không em tin tưởng chị tịnh không sao cả chị ấy nhất định sẽ được người tốt bụng cứu nhưng bây giờ không thể gọi điện về nói cho mọi người biết tình hình của chị mà thôi. Nhìn anh đau khổ, Phạm Y nén giọt lệ long lanh ở hốc mắt lại. Vi Vân kéo cô đến ghế sofa, rút giấy ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. "Đúng vậy, chị Tịnh của em nhất định không sao cả. Bây giờ không thể liên lạc với chúng ta thôi, cho nên anh Vi Vân định đến Pháp tìm cô ấy, đưa cô ấy về nhà." Thấy Phạm Y cũng đau lòng muốn chết mà vẫn muốn an ủi anh. vi Vân vô cùng cảm động, anh và Sở Tịnh thật sự không hoại công yêu thương cô. Em cũng muốn đi, giúp anh tìm chị Tịnh, đưa chị Tịnh về. Vừa nghe Vi Vân đi Pháp tìm Sở Tịnh, Phạm Y lập tức lên tiếng muốn góp sức. Vi Vân nói lời xin lỗi, Phạm Y, anh xin lỗi, anh Vi Vân không dẫn em theo được. Lần này đi Pháp, anh còn chưa chắc đã lo được cho bản thân, thì làm sao quan tâm đến cô được. Phạm Y lùi lại một bước, nhỏ giọng ngập ngừng. Tại sao không được? Cô muốn đi tìm chị Tịnh. Bởi vì trong lúc đó, em phải giúp anh Vi Vân chăm sóc cho cạnh thiên. Vi Vân nói lý với cô. Nhưng em chỉ biết công việc của thư ký. Hơn nữa không phải chuyện gì cũng làm tốt, bởi vì có lúc cô rất mơ hồ. May mà anh Vi Vân bao dung cô, không nổi giận với cô nếu là giám đốc khác e rằng đã nổi giận lâu rồi phạm y em đã quên em là thư ký của anh sao khả năng của em anh còn chưa rõ sao vì vần vỗ vai cô nhắc nhở chính cô có thể làm được nhưng không có họ ở bên cô lại tự như đứa trẻ mồ côi không có người thân cảm giác đó thật cô đơn vì vần vỗ vai cô phạm y yên tâm anh biết khả năng của em dù có tổng giám đốc mới thì em vẫn thử sức làm Phạm Y vẫn cảm thấy trách nhiệm này quá nặng nề bà vai nhỏ bé của cô thật sự không gánh vác được, cô lạp nưỡng anh Vi Vân, em đi cùng anh nhé Phạm Y chuyện này em hãy tha thứ cho anh Vi Vân không thể đồng ý Vi Vân xoay mặt, nhẫn tâm từ chối cô, nghe lời nói kiên quyết của anh Vi Vân bà vai của Phạm Y dần dần sụ xuống được rồi Em sẽ ngoan ngoãn ở đại Loan chờ anh chị về. Lời nói gượng gạo khiến ai ai cũng biết cô phải cố gắng đè nén cảm xúc, không để mình khóc thành tiếng đến mức nào. Phạm Y, em đừng lo, người tiếp quản công ty là bạn thời đại học của anh Vi Vân, cũng là bạn thân nhất của anh Vi Vân và chị Tịnh của em, cậu ấy sẽ chăm sóc em. Phạm Y kẽ gật đầu, đôi mắt rưng rưng nhịn thẳng. Anh Vi Vân bao giờ thì đi? Cô sẽ nhớ anh ngày mai vì vân yêu thương xoa đầu cô cái gì nhanh vậy sao vẻ mặt phạm y xám xịt sở tịnh gặp chuyện không may cũng đã lâu như vậy tiếp tục kéo dài e rằng cơ hội tìm thấy cô ấy sẽ càng mong manh em tiễn anh tới sân bay phạm y bắt taxi đến sân bay dễ lắm sao quan trọng là anh và sở tịnh đều không yên tâm để cô lái xe một mình nhất là đại bắc còn cách sân bay đảo viên một đoạn Cô không nghe lời bĩu môi, nhưng em muốn tiễn anh mà. Hôm nay tử biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Cô rất sợ, rất sợ anh cũng mất liên lạc giống như sợ tịnh. Phạm Y, anh hiểu tâm trạng của em. Tin tưởng anh, anh không ra đi mà không trở lại đâu. Vi Văn dịu giọng khuyên bảo. Em hiểu rồi, nhưng không biết chị tịnh ở đâu. Anh Vi Văn còn sắp đi nữa, em rất thấy rất là khó chịu. Phạm Y đáng thương cúi đầu, Cô không dám nói lại trong lòng cô cũng rất sợ, rất khủng hoảng, vắng họ như thể mất đi người thân, họ là người thân duy nhất trên đời của cô. Phạm Y yếu đuối, Vi Văn và Sở Tịnh đều hiểu rõ, mà gần đây Sở Tịnh mất tích lại khiến cô phải trải qua nỗi sợ hãi khi mất đi người thân lần nữa. Nhưng sợ anh đau lòng nên cô đành đẻ nén nỗi sợ hãi này, anh cũng lo lắng cho cô, nhưng vì không rõ Sở Tịnh ở đâu, nên anh thật sự lực bất tỏng tâm. Vì Vân an ủi. Phạm Y, đừng sợ, anh đồng ý với em nhất định sẽ trở lại, hơn nữa còn đưa chị tịnh của em về. Vâng, gật đầu, Phạm Y vẫn hoảng loạn và sợ hãi. Ngày hôm qua, Vi Vân đã chính thức lên đường. Từ ngày Phạm Y đồng ý đến cạnh thiên làm việc, dưới yêu cầu vừa đấm vừa xoa của sở tịnh, cô đã chuyển vào nhà họ Vi, Mấy năm sau, dưới sự che chở như em gái của Vi Vân và Sở Tịnh, cô cũng dần dần hòa hợp với cuộc sống của họ, xem họ như gia đình của mình. Sáng sớm, Phạm Y bị tiếng chim hót ngoài phòng làm tỉnh giấc, không có Vi Vân và chị Tịnh, mất đi tiếng cười vui vẻ thường ngày. Nơi này có vắng vẻ, tĩnh lặng, âm thanh rất nhỏ cũng có thể nghe thấy. Phạm Y nhanh chóng đánh răng, rồi ăn sáng thay quần áo đi làm. Nhưng khi cô vừa mở cửa đã nhớ ra hôm nay cô phải đến công ty một mình và khẽ thở dài. Bình thường Vi Vân và Sở Tịnh sẽ chờ cô đi làm rồi tan sở. Vậy mà kể từ sau ngày Sở Tịnh mất tích, tài xế của cô chỉ còn lại có Vi Vân. Bây giờ Vi Vân đi Pháp tìm Sở Tịnh, hôm nay cô đành phải tự nghĩ cách để đến công ty. Chị Tịnh, anh Vi Vân, không có anh chị Phạm Y rất cô đơn, mong rằng anh chị có thể mau chóng trở về, nhất là chị Tịnh. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh Vi Vân đã đi tìm chị rồi, chị đừng sợ nhé. Trong phòng khách trống rỗng, Phạm Y nhỏ giọng nỉ non. Nhìn đồng hồ treo tường, thấy còn nửa tiếng là đã đến giờ làm. Phạm Y nhảy dựng lên, tiêu rồi, không nhanh lên thì sẽ mất. Cô nhanh chóng vọt tới trên ngăn tủ đặt chìa khóa xe của Vi Vân và Sở Tịnh, vội vàng mở ngăn kéo ra, nhưng cô tìm thế nào cũng không thấy chiếc chìa khóa lẽ ra đang nằm lặng lặng bên trong đâu. Má Vương, mà biết anh Vi để chìa khóa xe ở đâu không? Phạm Y gọi má Vương đang dọn dẹp đĩa trong phòng ăn. Trước khi đi, cậu chủ dặn dò không cho cô lái xe đi làm. Tại xe mới còn chưa tới, cô bắt taxi đi nhé. Má Vương trả lời hết mình. Vì Vân không muốn đặt tính mạng trong tay người khác, cho nên mặc dù anh là tổng giám đốc của cạnh thiên, nhưng vẫn đích thân lái xe đi làm. Bình thường không có chuyện gì đặc biệt, anh sẽ chở sở tịnh và Phạm Y đi làm và tan sở nếu có việc quá bận thì sở tịnh sẽ lái chiếc OPC đưa Phạm Y đi. Mà ngày nghỉ thì ba người cùng đi chơi vì vẫn nhất định làm tài xế riêng cho hai người. Ai cũng nói họ là vợ chồng, còn lại là em gái nhỏ mà anh và sở tịnh yêu thương nhất. Phạm Y không nghe lời la hết. Không được đâu, có sắp trễ rồi. Họ cũng xem thưởng cô quá, cô có bằng lái xe mà. Không được. Má vương lau khô nước đọng trên tay, đi ra từ phòng bếp, bà khăng khăng làm theo vi vân. Mất một mợ chủ đã đủ thảm rồi, nếu như lại giao chìa khóa cho cô nữa, đến lúc đó cô cũng gặp chuyện thì tôi phải nhìn mặt cậu chủ như thế nào. Phạm y lơ mơ đã chẳng phải là bí mật trong nhà họ vi, chẳng ai yên lòng bị cô cả. Nhưng con sắp trễ rồi, Phạm y chỉ vào đồng hồ treo tường, bĩu môi, nhiều lông mảy lá liễu lại, làm bộ đáng thương nói, trước khi đi anh vi vân muốn con giúp tổng giám đốc mới quản lý cạnh thiên nếu như mà ngày đầu tiên gặp tổng giám đốc mới đã đến trễ thì con phải làm thế nào mới không phụ lòng anh vi vân đây làm thế nào để không phụ lòng tổng giám đốc mới đây chuyện này má vương khó xử má vương đưa chìa khóa cho con đi con nhất định sẽ về nhà bình an phạm y kéo tay má vương làm nũng cô chắc chứ nhìn dáng vẻ đáng thương của phạm y Hình như không giao chìa khóa cho cô là quá ác, nhưng bà rất lo. "Con đảm bảo." Phạm Y giơ tay lên thể như thể trẻ con. "Cô biết đường đến công ty không? Thành phố Đại Bắc cái gì cũng tốt, nhưng mà giao thông quá rối loạn, hẻm nhỏ cũng không ít, sợ ý một chút chị e Phạm Y lạc đường mất, đến lúc đó đừng nói là đến công ty, chỉ muốn về nhà bình an đã là cả vấn đề rồi." Xe của anh Vi Vân và chị Tịnh xe đều trang bị hệ thống chỉ đường, con chỉ cần dựa theo chỉ thị phía trên là có thể đến công ty, cũng có thể bình an về nhà. Phạm Y nói rất hay, tự như có hệ thống chỉ đường là mọi việc đều ok. Được rồi. Mặc dù tán thành cách nói của Phạm Y mà đưa chiếc chìa khóa xe OPC của sở tịnh cho cô, nhưng mà Vương vẫn cực kỳ lo lắng, dặn dò lần nữa. Cô lái xe phải cẩn thận đó, nếu không được thì dừng lại hỏi cảnh sát chỉ huy giao động trên đường nhé, có biết không? Má Vương, má coi con là đứa trẻ 3 tuổi à, những thứ này con biết rồi, má yên tâm. Cầm chìa khóa xe, Phạm Y bước nhanh vào nhà để xe. Nhìn bóng lưng Phạm Y, không biết tại sao má Vương bắt đầu hối hận vừa rồi không nên nhất thời mềm lòng giao chìa khóa xe cho cô. Chỉ mong cô bé có thể bình an tới công ty. Về phần tan sở buổi chiều, bà quyết định đến công ty đợi cô tan sở, rồi hai người cùng bắt xe về. Ít nhất như vậy, bà còn có thể đảm bảo cô bình an về nhà. Phạm Y thận trọng lái xe, nhân lúc dừng đèn đỏ cô nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ trên xe. 8 giờ 50 phút, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ làm việc rồi. Đáng chết, mình đã đi đâu như vậy, còn chưa tới công ty sao? Cô định vừa lái xe, vừa nghiên cứu hệ thống chỉ đường trên xe, nhưng càng xem cô càng sợ. Cô cảm giác hôm nay đường đi hơi lạ. Bình thường anh Vi Vân cũng lái xe theo đường này, mà cô đi mười mấy hai mươi phút sao vẫn chưa đến công ty cạnh thiên phạm y ngước nhìn xe ngoài cửa mà thấy sốt ruột bỏ đi mình thật sự không hiểu nổi con đường nho nhỏ trên hình nhưng mình sẽ dùng phương pháp nguyên thủy nhất mà xem bản đồ nhớ lại lần đầu tiên cô và chị tịnh đi dạo phố chị tịnh cười nói sợ rằng cô mơ hồ có ngày lạc đường không biết đường về cho nên đã mua bản đồ đặt trên xe muốn cô xác định đường đến công ty Kỳ quái, bản đồ rõ ràng đạt được chỗ này mà. Phạm Y một tay cầm vô lăng, một tay lục hộp đựng đồ ở sát, tay lái, vất vả làm mấy mỏ thấy tấm bản đồ thành phố Đại Bắc sở tịnh mua cho cô kia. Lần này ok rồi. Phạm Y vui mừng cười nhau mắt, hồn nhiên không biết cô đã rời mắt khỏi vô lăng mà để nó đung đưa trái phải. Chủ xe hai bên sợ hãi run như cảnh giấy, lo lắng không cẩn thận sẽ hôn môi với xe cô. Phạm Y nhìn vị trí trên bản đồ, lại coi chừng nhìn tên đường hai bên, khó khăn lắm mới tìm được vị trí của mình trên bản đồ. Xong rồi, quẹo nhầm đường rồi, Phạm Y ảo não chu mỏ nói. Cô nhìn bản đồ kia. Không sao, cô sẽ quẹo sang đường bên kia, sau đó chạy vào chỗ ngõ đối diện. Quẹo qua bốn ngõ nữa, rồi rẽ trái sẽ tới con đường anh Vi Vân hay đi. Um, ai nói cô mơ hồ, cô rất thông minh đấy chứ, Phạm Y vui vẻ ca hát. Cô ghi nhớ mấy ngã rẽ trên bản đồ. Sau đó, nhân lúc đèn xanh, chuyển sang đèn vàng, vội vàng phóng xe vào ngõ. Cô hưng phấn đạp chân ga. Mắt mải nhìn ngã rẽ bên cạnh ngõ, tiện thể cô đếm tới ngõ thứ tư, đang định cựa trái trở về đường cái, thì đột nhiên có một chiếc xe lao nhanh về phía cô từ phía trước. Cô dùng sức dẫm mạnh lên phanh xe theo bản năng, khúc hát cô đang hát ngâm nga chợt biến thành tiếng hét giói tai. Trời ạ, à, mình thiếu chút nữa mình đã bị tông xe rồi phạm y mịt là ngồi phịch xuống vị trí lái xe hoảng hồn chưa kịp chấn định trái tim đập thình thịch ngay vào lúc này tài xế chiếc xe kia đã thỏ đầu ra cửa sổ mà quát ẩm lên cô kia cô có biết lái xe không đấy đã chạy ngược chiều rồi mà còn phóng nhanh như vậy suýt nữa là ơ tài xế họ dường đã hoảng sợ đến mức phát bệnh tim không ngừng vỡ ngực an ủi tâm trạng lo lắng của mình không sợ không sợ không sợ Lão tài xế họ Dương đã lái xe hai mươi mấy năm. Đây là lần đầu tiên thấy có người chạy ngược đường, hơn nữa còn phóng xe chạy như tảo lượn siêu tốc, như thể không muốn sống nữa. Nếu không phải ông nhanh chân đạp phanh, thì chắc đã gây tai nạn. Phạm y mệt mỏi nghe ông ta nói, thở dài một hơi, cô vội vàng đi xuống ngó trước, nhìn sau xem có bị hư hại gì không. Cũng may là không sao, nếu không má vương nhìn thấy được chắc chắn ngày mai sẽ không để cô lái xe đi làm. Phạm Y yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Bộ Duy Dung lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi lại nhìn người gây họa trước mắt. Nhưng thấy cô chỉ lo trái nhìn phải xem. Có bị tổn thương hay không, thì không một ngọn lửa vô cớ chảo dâng trong lòng. Anh không để ý công văn rơi rớt để trên xe, tức giận đẩy cửa xe ra rộng to. Lão Dương, ông đi hỏi cô gái đó xem cô ta rốt cuộc có bằng lái xe không phụ nữ lái xe cực kỳ nguy hiểm vô tình tùy hứng muốn lái thế nào thì lái như thế không hề để ý biển báo tính quát tháo của duy dung là phạm y giật mình tự biết mình đuối lý nên cô gật đầu như giã tỏi vội vàng lôi bằng lái từ trong bóp ra ra đưa cho đối phương ngập ngừng nói có tôi có anh xem tôi có bằng mà vừa mới bị đụng làm đau chán cơn tức của duy dung càng dã man vậy cô có biết đường một chiều không thể lái ngược hướng hay không phạm y cúi đầu vô tội tôi có trời mới biết trên bản đồ không hề biểu thị rõ đây là đường một chiều làm sao mà cô biết được đây không phải là lỗi của mình cô đúng là ngu ngốc rốt cuộc có biết lái xe không cái gì là đường một chiều cũng không hiểu sao duy dùng cảm tức quá tháo nhưng trên bản đồ không biểu thị mà phạm y run lẩy bẩy lấy bản đồ từ trong xe ra cúi đầu vô tội trời ạ à, người này sao lại dữ dằn thế tính tình khó hiểu như vậy bản đồ trời ạ à, cái cô gái ngu ngốc này tin bản đồ như vậy sao duy Dù dùng vỗ chán, suýt nữa anh bị nguyên nhân của cô chọc cười đến mức hôn mê bất tỉnh một tấm bản đồ nhỏ như vậy làm sao biểu thị cả tuyến đường lẫn biển báo chứ nếu như không đáng tin tại sao lại cho bán tấm bản đồ này chứ ngại vì dáng vẻ kiêu ngạo của anh phạm y ngập ngừng hỏi kiếm tiền kiếm tiền đây là kinh doanh cô có hiểu không mới vừa bị cô hủ xém chết lại nói với cô ta nữa chắc sẽ tức chết thôi phạm y ướt ức bác bỏ ai nói tôi không hiểu kinh doanh tôi chỉ không biết đường đi mà thôi dù gì cô cũng là một thư ký không hiểu việc kinh doanh thì giúp anh vi văn thế nào đây cũng không phải là điều cô muốn cô có thể nhớ chữ số dấu hiệu trong công việc nhưng không nhớ được đường đi giống y chang như mạng nhện này Cô mù đường à? Duy Dung rất không khách khí mà bật cười. Anh nói lớn tiếng như vậy làm gì? Phạm Y nhìn xung quanh, luôn túng đỏ mặt, chỉ muốn nhanh chóng tiến lên mà che lại vẻ mặt cười nhạo của anh ta thôi. Khi mắt cô chạm mắt anh, cảm giác quen thuộc như thể đã từng quen biết trở dâng lên. Hình như anh đã từng gặp cô ở đâu trong ký ức này đã phai nhạt. Thôi, nếu như không nhớ ra thì chắc hẳn không phải là người quan trọng với anh. Phạm Y cũng không nhớ ra Duy Dung, bởi vì ngày đó cô say rượu, đầu óc không rõ ràng lắm. Hơn nữa buổi sáng hôm đó tỉnh lại, phát hiện mình đang trong hoàn cảnh xa lạ, ngủ ở trên chiếc giường xa lạ, cơn sốc đó cũng đã đủ kinh người rồi. Mà trên người lại có hơi thở ám muội chăn mỏng và quần áo đều tụt xuống dưới, để lộ thân thể trần truồng đầy những vết đỏ. Chỉ có tỉnh nhân triển miên mới để lại dấu vết như vậy. chuyển xuống giữa hai chân, đã thấy rõ vết máu cô càng chứng minh thư quý giá nhất của đời con gái cô đã bị mất đi cô mờ mảng khi bị thất thân vừa ngượng ngùng vừa lúng túng mặc quần áo tử tế vội vàng trốn ra ngoài thấp thoáng trong trí nhớ dường như người đàn ông kia cũng nói cho cô biết tên của anh ta nhưng lúc đó bởi vì say rượu mà bánh mất mình nên không muốn nhớ lại muốn quên còn không kịp dĩ nhiên không có ấn tượng gì với mộ duy dung sao vậy xấu hổ à duy dung cười nhạo hỏi tôi tôi thôi cô đừng tôi 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 nữa nói đi cô phải đi làm ở đâu hay là về nhà duy dung không kiên nhẫn ngắt lời cô anh nhìn cô gái trước mặt mà nghiêm túc chất vấn không để cô ngang ngược lái xe ở thành phố đài bắc nguy hiểm như vậy tránh làm cho giao thông thành phố đài bắc lộn xộn thêm nữa bây giờ đương nhiên là đi làm rồi phạm y nói dứt câu lúc này mới như phát hiện ra điều gì đó mà căng thẳng nhìn anh. Anh hỏi tôi thế để làm gì? Duy Dùng tức giận liếc nhìn cô. Đương nhiên là bảo lão Dương đưa cô đi làm. Chẳng lẽ cô còn muốn lái chiếc xe ô tô nhỏ này mà hoành hành trên đường phố Đài Bắc à? Anh... Nghe vậy, Phạm Y tức vảnh đôi môi lên. Tuyệt nhiên, không để ý tới Phạm Y đang tức phỏng má, Duy Dùng ra lệnh cho lão Dương. Ông lên xe đưa cô gái này đi làm, sau đó đến công ty. Lão Dương lập tức gật đầu Đi về phía xe của Phạm Y Mời cô lên xe Tôi không muốn Phạm Y bướng bỉnh không chịu nhường ghê lái Khó lắm Cô lửa đấy được chìa khóa từ tay má vương Cuối cùng lại do người khác Đưa cô đến công ty Tài xế lại chắn ở phía trước như vậy Cô nghĩ mình muốn tự lái xe đi làm Cũng khó khăn Thưa cô tôi là Lão Dương Cậu chủ nhà tôi là tổng giám đốc của Tề Việt Lão Dương tôi là ở công ty nhà họ mụ cũng đã 30 năm rồi. Cô yên tâm, chúng tôi không phải người xấu, sẽ không đối xử tệ với cô đâu. Lão Dương cười an ủi. Tôi không cần. Phạm Y dùng giọng điệu kiên quyết cự tuyệt sự sắp xếp của Duy Dung. Tự tôi có thể lái xe đi làm. Nhưng... Lão Dương khó xử nhìn cô, lại nhìn cậu chủ đang muốn ngồi vào ghế lái. Duy Dung phát giác Lão Dương và cô gái kia vẫn đang giảng co tại chỗ, anh mở cửa kính xe ra, hơi nhíu mày nhìn lão Dương hỏi, "Sao vậy, còn không lên xe đi?" Quay đầu xe lại. Cô ấy không chịu để tôi đụng đến xe. Lão Dương cảm thấy hết sức khó chịu vì không hoàn thành yêu cầu của cậu chủ. "Vậy sao?" Duy Dùng suy nghĩ rồi mở cửa xe, đi tới chỗ hai người họ, sau đó nói với lão Dương, "Lão Dương, ông lái xe đến công ty, nói với giám đốc nhân sự Hoãn Nội Nghị lúc 9 giờ 10 xuống còn 10 giờ." "Vâng." Việc này đơn giản hơn nhiều, lão dương như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Duy Dung kéo tay Phạm Y, cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã lôi cô đến chỗ tay lái, mở cửa xe nhét cô vào, ra lệnh. Thắt dây an toàn đi. Phạm Y kinh ngạc kêu to. Nè, anh làm gì thế hả? Duy Dung hoàn toàn không để ý tới cô đang gào thét, đoạt lấy chìa khóa trong tay cô, khởi động xe, điều chỉnh cương chiếu hậu ngay ngắn rồi hỏi. Công ty của cô ở đường nào? Nè. Anh đừng có mà ngang ngược vậy chứ. Tôi không cần biết anh là tổng giám đốc của TVC gì đó. Anh cũng không thể làm như vậy. Phạm Y liên tục kháng nghị. Nhưng lúc cô cảm thấy xe bắt đầu di chuyển thì cô không thể tin được mà quay đầu qua tức giận đấm lên cánh tay anh. Anh mau dừng xe. Tại sao anh ta lại có thể quá đáng như vậy? Cô có mù đường đi nữa cũng không cần anh ta lái xe đưa cô đi làm. Công ty của cô ở đường nào? Duy Dung trầm giọng hỏi, liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Phạm Y bị ánh mắt của anh chừng, liền có cảm giác như bị mãnh thú nhìn chăm chăm vào con mồi là cô, sợ đến mức không dám lên tiếng, ngoan ngoãn nói địa chỉ công ty. Phát hiện chỗ cô nói có cùng địa chỉ với cạnh thiên, Duy Dung sững sờ, kinh ngạc quay đầu nhìn cô từ trên xuống. Cô làm việc ở cạnh thiên. Nghĩ đến việc anh tự nhiên quyết định tự do của cô, còn hung hăng kéo cô nhát vào xe, cô không thèm để ý đến anh ta nữa, <laughs> khẽ hừ một tiếng. Phạm Y quay đầu nhìn ra cửa sổ, từ chối trả lời anh. nói. Duy Dung không kiên nhẫn gầm nhẹ. tôi không thèm nói cho anh biết. Phạm Y thở dài, vì làm mặt ngáo ộp với anh. mắt trợn trắng để xem sự bướng bỉnh của cô có thể làm khó dễ được anh không. Duy Dung nhấn lúc đèn xanh chuyển qua đỏ, quay đầu nhìn cô phát hiện cô đang trẻ con mà làm mặt ngáo ộp với anh vẻ mặt bướng bỉnh tựa như đứa bé chưa lớn anh không nhịn được bật cười này cô bao nhiêu tuổi rồi hả còn làm ngáo ộp giống trẻ con nữa cô không biết ngượng à ai cần anh lo không để ý tới sự giễu cợt của anh phạm ý tức giận trừng mắt nhìn anh ta anh cười chấn an giao thông đường phố đại bắc đã đủ loạn cô có cần phải thêm một chút nữa không thật sự không hiểu tại sao người nhà của cô có thể yên tâm để cô lái xe đi làm. Đáng ghét, anh ta dám cười nhạo sự ngu ngốc vì đường xá của mình ư. Phạm Y hung tợn trưởng mắt với anh ta, sau đó nét mặt trầm xuống, giận đến phỏng má, cánh mũi không ngừng phập phồng theo. Lời nói của Duy Dung châm chọc đến lòng tự ái của Phạm Y, cô siết chặt bàn tay nhỏ bé, càng muốn nói thì lại càng im lặng. Miệng anh ta sắc bén như dao găm, cho dù có đẹp sai đi nữa vẫn là một tên xấu xí khó ưa. Thấy Phạm Y không chịu lên tiếng, Duy Dung cũng không nói gì thêm nữa. Không bao lâu sau, xe đã đến cạnh Thiên, Duy Dung xuống xe, ném chìa khóa cho Lão Dương đang chờ ở bên. Lại xe đến bãi đậu xe, còn nữa, trừ phi cô có người nhà, hoặc bạn giúp cô lái xe về nhà, nếu không thì hãy giao chìa khóa xe ra đây. Hả? Vào lúc này, không chỉ có Phạm Y kêu thành tiếng, ngay cả lão dương cũng kinh ngạc mà trợn mắt giữ chìa khóa của cô tức chết người đi được anh ta nghĩ mình là ai vậy anh không thể làm như vậy phạm y lao xuống xe tức giận gào lên duy dùng nhướng mày bá đạo cười nói cô lầm rồi duy dùng cảm thấy cô gái bé nhỏ này thật là thú vị tôi muốn chìa khóa xe của tôi phạm y tức giận gào thét được tìm người biết lái xe hơn nữa không phải là dân mù đường thì tôi sẽ bảo lão nương trả chìa khóa lại cho cô. Duy Dung tốt bụng nhắc nhở. Tên xấu xí kia đáng chết. Phạm y tức giận không lựa lời nói. Thưa cô, chú ý tới phong cách của mình một chút. Duy Dung mỉm cười nhìn cô, dùng ánh mắt nhắc nhở cô mọi người đang nhìn mình. Phạm y cúi đầu, len lén theo ánh mắt anh mà nhìn xung quanh. Quả nhiên phát hiện người quét dọn nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Trong nháy mắt, khóe miệng cô co quắp trá nổi đẩy hắc tuyến rồi một tiếng gầm nhẹ chợt vang lên cô xấu hổ vọt vào thang máy đây là lần đầu tiên phạm y giao chiến với mộ duy dung kết quả thật thê thảm nhếch nhác mà chạy đủ đáng ghét tên đàn ông xấu xa đồ côn đổ đáng ghê tởm vừa nghĩ tới bị mất chìa khóa xe phạm y đã cảm thấy tức giận cô nặng nề bước chân đi vào phòng thư ký vừa đi vừa không quên nhỏ giọng mắng nhiếc nhưng khi cô mới vừa bước vào phòng thư ký hạ tiêu mai thuộc phòng thư ký lập tức vọt ra nằm lấy cô mà căng thẳng lên tiếng phạm y tại sao bây giờ mới đến tôi xin lỗi trên đường xảy ra chút chuyện phạm y đặt ví ra trên tay xuống sao thế có chuyện gì sao trời ý ạ à, phạm y sao cô không đến trễ ngày nào mà lại cố tình chọn ngày này đến trễ tiêu mai mệt mỏi nói phạm y ngượng ngùng nói xin lỗi liên tiếp Xin lỗi, trên đường có chuyện phải nán lại. Cô đưa tay nhìn đồng hồ. Cô đúng là tới trễ, hơn nữa trễ gần một tiếng. Chết tiệt, đều là do tên xấu xa ghê tởm kia đó làm hại. Lần sau gặp lại anh ta, nhất định phải chửi cho anh ta một trận. Cô vừa nghĩ tới cái tên hại cô bị trễ giờ, thì lại tức giận trong lòng. Phạm Y Cô quên hôm nay tổng giám đốc mới đến, tất cả nhân viên đều phải họp sao? Vẻ mặt của tiêu mai như thể muốn té xỉu, đi họp phạm y lẩm bẩm lại theo lệnh cô ta bỗng chốc tiếng thét chói tai vang lên à đáng chết bị dính với cái tên xấu xa ghê tởm đó hại người ta quên cả chuyện lớn này xong đời rồi trời ạ à, hôm qua tôi bỏ tài liệu ở đâu rồi phạm y chậm chạp vội vàng tìm tài liệu cô đã chuẩn bị xong từ hôm qua ở ngăn kéo bên tay trái của cô tiểu mai tốt bụng nhắc nhở cô hả gì Phạm Di này chuyện lớn thì khôn kéo, chuyện nhỏ thì lơ mơ, cô không nhịn được lắc đầu thở dài. "Cảm ơn." Phạm Y cầm tập tài liệu, vừa thúc giục, "Đúng rồi Tiêu Mai, giúp tôi một chút, xem trả bánh đã chuẩn bị đầy đủ chưa?" Tiểu Mai tức giận chỉ vào tài liệu trong tay cô nói, "Tôi đã xem rồi, bây giờ chỉ còn dư lại phần tài liệu trên tay cô chưa phát thôi. May là phòng nhân sự vừa gọi điện đến nói cuộc họp hoãn đến 10 giờ, nếu không thì thảm rồi." nhưng cũng lạ quá, chẳng phải tổng giám đốc mới có việc cũng nên nói trước với thư ký sao? Tại sao lần này lại tìm người phóng nhân sự? đối với việc lần này, tiêu mày cảm thấy thật kỳ lạ, cũng thật may là tổng giám đốc mới không gọi điện tới. nếu không lỡ như phát hiện thư ký phạm y không có ở đây, mấy thư ký nhỏ thi thoảng chạy lung tung các bộ phận đi buôn chuyện sẽ bị lộ mất. phạm y nhún vai, mặc kệ anh ta muốn nói với ai cũng được đây không phải là chuyện cô có thể nắm trong tay được rồi sắp trễ rồi tôi đi học trước đây lát nữa học xong lại muốn tiếp với cô nhé ôm lấy chồng tài liệu đã được chuẩn bị trước phạm y vội vã bước khỏi phòng thư ký đụng chúng người ta rồi tay chân phản ứng không kịp nữa chỉ có thể chơi mất nhìn đống tài liệu họp rơi vãi đầy đất phạm y không nén nổi mà xa sờ mặt xong rồi chuyện này còn thảm hơn là đi làm muộn hay ra Tục ngữ nói không sai dục tốc bất đạt Bây giờ cô chính là như vậy Thật là đều tại anh đấy Phạm y ảo não hất cầm lên Chỉ tay vào người gây họa Khiến cho tài liệu của cô rời vãi đầy đất Nhưng mà khi cô ngước mắt nhìn lên Thì vừa lúc đối mặt với mộ duy dung Ánh mắt của hai người giao nhau Lời chưa nói đã đột ngột dừng lại sau một lúc lâu, Phạm Y mới kinh ngạc kêu lên Là anh, cái tên xấu xa đang giữ chìa khóa của mình Duy Dung cũng hết sức kinh ngạc nhìn cô. Lạ cô, đồ mù đường vừa mới ẩm ý với mình ở ngoài cổng. Mộ Duy Dung nhìn rất tài liệu Phạm Y ôm trên tay và đống tài liệu tán loạn rơi đất mà suy nghĩ đứt đoạn. Thật ra từ lúc cô nói địa chỉ cạnh thiên, thấy cô chạy vọt vào thang máy thì đã đoán chừng cô thật sự là nhân viên của cạnh thiên. Anh cũng mừng thầm, nhưng anh không ngờ rằng cô lại là thư ký. Cô ta là thư ký của Vi Văn sao? cô gái nhỏ mà cậu ta trịnh trọng phó tác đó hả mong là không phải anh ích kỷ hy vọng nhìn thấy anh đầu óc của phạm y cũng đang ở trong trạng thái ngừng hoạt động giống như duy dung theo bản năng cô lít trộm người đứng cạnh mộ duy dung đó trưởng phòng nhân sự nhìn sang bên kia là quản lý phòng kế hoạch và trưởng phòng nghiệp vụ không cần hỏi cũng biết tên ác tính giữ chìa khóa xe cô này là ai hôm nay cô làm sao mà may như chó vậy phạm y dở khóc dở cười mặt mũi nhăn nhó thần kinh căng thẳng trưởng phòng nhân sự vị này là duy dung lít nhìn phạm y quay sang hỏi trưởng phòng nhân sự trưởng phòng nhân sự lập tức cùng kính giới thiệu ồ oh, cô ấy là thư ký tả thư ký riêng của tổng giám đốc ngoài chức vị đó ra thư ký tả còn phụ trách phối hợp với người đứng đầu các bộ phận trong công ty nói trắng ra cô là thư ký của vi văn xử lý chuyện riêng tư của cậu ta còn phối hợp xử lý chuyện công ty là tâm phúc kiềm hài chức phạm ý tức giận trợn mắt thầm thở dài hây da, có cần giới thiệu rõ ràng như thế không cứ như cô và anh vi Vân có quan hệ mập mờ ấy vậy về sau lịch trình của tôi đều do thư ký tả sắp xếp sao duy dùng khẽ nhếch lên môi cười rất xấu xa đúng vậy trường phóng nhân sự gật đầu lia lịa như đẩy tớ thư ký tả trước khi tổng giám đốc vi trở về hai người chúng ta hãy hợp tác vui vẻ nhé duy dung nhìn cô cười xấu xa phạm y cực kỳ bực mình nhưng ngại vì có mấy nhân viên quan trọng của công ty ở đây chỉ có thể lúng túng cười theo mong rằng như vậy trong lòng lại hận lúc này không cái lỗ nào để chui vào lần này cô thật sự ngơ ngẩn nếu anh vi vân biết ngày đầu tiên cô đã gây sự với bạn tốt của anh kiêm tổng giám đốc cạnh thiên mới nhậm chức không biết anh sẽ cảm thấy thế nào Chắc chắn sẽ rất đau lòng Cũng rất thất vọng Mọi người lại nhặt tài liệu cho thư ký tả đi Duy Dung cố ý ra vẻ đồng tình Ôn hòa thân thiện với cấp dưới Đúng đúng Mọi người cùng giúp thư ký tả Nhặt mấy thứ rơi dưới đất kia lên nào Trường phóng nhân sự lập tức ra vẻ nịnh nót Xung phong cuối người Nhặt tài liệu dưới đất Mọi người thấy thế Cũng rồi giết giúp một tay cũng chỉ có mấy cái đầu là lộ ra. Giữa tình thế này, Phạm Y chỉ biết ngày ngốc đứng ngay tại chỗ. Cùng ừ một ngày, hai người giao chiến hai lần, kết quả giống nhau, anh ta lại chiếm thế thượng phong, thảm quá. Phạm Y học được kỹ năng tốc ký ở trường, sau khi ra xã hội, khả năng ghi chép trong cuộc họp càng giúp cô thậm buồm, xuôi gió. Vì vậy, khi cuộc họp kết thúc, cô cũng dừng bút. Hồi trước, sau khi họp xong, Phạm Y thường dùng mấy phút để kiểm tra lại nội dung vừa mới tốc ký, sau đó đặt trên bàn anh Vi Vân. Cô không quen chất đống công việc, trừ phi là việc quá nhiều. Nhất thời bận bịu không xong thì lại là chuyện khác. Nhưng hôm nay trải qua mấy chuyện bực mình lại xấu hổ liên tiếp, cô không muốn đưa nội dung cuộc họp đến phòng tổng giám đốc đáng ghét đó. Làm sao bây giờ? Phạm Y một tay chống cầm, tay kia không ngừng quay bút, miệng nhỏ trêu lên cô thật sự không muốn gặp lại cái tên kia nữa ít nhất vào hôm nay cô chịu giễu cợt và chế nhạo của anh ta đủ rồi chịu sự bá đạo ngang ngược của anh ta đủ rồi cô không hề muốn tiếp xúc với anh ta thế nhưng phần ghi chép phải làm sao bây giờ thở dài phạm y chán nản đũ vai xuống càng muốn cố gắng lại càng hỏng bét sau khi cuộc họp kết thúc giám đốc và các nhân viên tham gia cuộc họp nhanh chóng tản đi duy dùng phát hiện Hiệu suất làm việc của cô khá tốt Cuộc họp kết thúc cũng là lúc cô ghi chép xong Nhưng sau đó lại không thấy cô đưa nội dung ghi chép cho anh Còn không ngừng nhau mắt Tiếp đó còn không ngừng than ngắn thở dài Anh không khỏi tò mò dừng bước Quay đầu lại nhìn cô Anh đứng trước mặt cô gần 10 phút Cô gái này chẳng những không phát hiện sự tồn tại của anh mà vẫn còn trong trạng thái ngơ ngẩn không ngừng lầm bầm một mình Thư ký tả Thư ký tả Duy Dung khẽ gọi cô mấy tiếng. Đợi mãi không thấy cô đáp lại, cuối cùng mộ Duy Dung không nhìn nổi nữa. Chạy tới khu tay trước mặt cô, ghé vào tay cô hô to. Trở về hiện tại đi, thư ký tạ. Đột nhiên có cánh tay trước mắt, Phạm Y sợ đến thét chói tay, bút đang chuyển động trên tay cũng rơi xuống. Mộ Duy Dung tuổi giễu cợt. Thư ký tả, cô cũng hồ đổ quá rồi. Giờ làm việc mà mất hồn thật vô cùng thất trách. Phạm Y hung tận chừng mắt nhìn mộ duy dung đang cười rất gian trá, thở hổn hển đánh vào cánh tay đang hu hu trước mắt. Ai cần anh lo? Lúc này Phạm Y rất không cẩn thận quên mất anh là tổng giám đốc mới, trong đầu còn coi anh là cái đổ xấu xa giữa chỉ khóa xe của mình. Thư ký tả, tôi nói đùa rồi, tôi là tổng giám đốc, tôi không quan tâm thì xin hỏi còn ai có thể quan tâm cô? Nghe người nhìn cô chăm chú. Duy Dung bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng thì ngược lại. Thôi xong rồi, cô lại như người mất hồn rồi. Phạm Y nhàn mặt, đầu lại bắt đầu có cảm giác hơi đau. Duy Dung thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng lộ vẻ đáng thương. Nhất thời cảm thấy hành động của mình hình như cũng quá đáng. Thế là mềm lòng nhẹ giọng. Vẻ mặt này của cô khó coi quá. Ai cần anh nhìn? Phạm Y không hề cảm kích lại gắt lên không để ý tới tính tình hay cao gắt của cô duy dung kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô nói thật ra thì tôi rất ngạc nhiên không ngờ cô lại là thư ký của vi vân chợt một ý nghĩ thoáng qua nghi hoặc lại càng tăng lên cô là người thứ ba giữa sở tịnh và vi vân sau của thúc giục sở tịnh đến châu âu giải sầu chuyện tiến triển ra sao tôi không phụ trách công việc đối ngoại phạm y trả lời với giọng không được tốt không phụ trách công việc đối ngoại. Ý của cô đúng là cô chỉ phụ trách đi theo Vi Vân. Duy Dung nhíu mày, bởi nghi ngờ nên cô nhìn với mẻ mặt quỷ dị. Vậy ý của cô là cô chỉ phụ trách chuyện có liên quan đến Vi Vân. Không sai, Phạm Ý không nghi ngờ gì gật đầu. Cái đôi hổ ly dần dần lỗ ra rồi. Duy Dung cười lạnh. Không biết là phụ trách công việc cấp trên hay là phụ trách chuyện trên giường đây? duy dùng hỏi với giọng khinh miệt Ngày vậy phạm y tức giận chửng mắt nhìn anh lời này của anh là có ý gì trời ạ à, cái tên này chẳng lẽ cho rằng mình là người tình của anh vi vân anh như cười như không ý trên mặt chữ đó nếu không ngu ngốc thì sẽ hiểu ngay phạm y nghiêm túc giải thích tôi với anh cả vi vân ở công ty chỉ đơn thuần là quan hệ công việc Bình thường có tiệc, đều do so chị Tịnh đi cùng anh Vi Vân. Công việc kinh doanh ở nhà máy và cửa hiệu đã có tổ nghiệp vụ, nếu không thì do Tiêu Mai phụ trách liên lạc. Còn tôi chỉ phụ trách công việc hành chính và sắp xếp lịch trình cho anh Vi Vân, cho nên chủ phi là nhân viên công ty, nếu không thì hiếm khi nhìn thấy tôi. Ồ đó, tức giận, không sao. Hôm nay tạm hỏi vậy, dù thế nào đi nữa thì anh cũng có thời gian thăm dò chân tướng, nhưng mà cô ta gọi anh vi vân anh vi vân <laughs> gọi thân thiết như vậy làm cho người ta khó có thể không nghi ngờ cô và vi vân có quan hệ mập mờ duy dung thầm cười diễu cợt và vì không biết câu trả lời của mình vào tai duy dung lại thành dấu đầu hở đuôi duy dung lại hỏi tiếp sở tịnh đốt cuộc xảy ra chuyện gì không phải vì cãi nhau với vi vân nên cô ấy mới một mình chạy đến châu âu giải sầu chứ Thật ra thì đến bây giờ, Duy Dung vẫn không tin sở tịnh thật sự đã xảy ra chuyện. Phạm Y lắc đầu. Không phải. Tình cảm của chị ấy dành cho anh Vi Vân rất tốt. Anh chị không có cãi nhau. Nghĩ đến sở tịnh, sang mặt cô xấu đi. Thấy dáng vẻ rưng rưng nước mắt của cô, Duy Dung vươn tay siết chặt lấy mặt cô, cười dò hỏi. Ôi, không phải cô sắp khóc đấy chứ? Anh mới là người sắp khóc, Phạm Ý kiêu ngạo ngừng mặt lên. Duy Dung tức giận liếc nhìn cô. Đúng rồi, cô và Vi Vân sợ tịnh rốt cuộc có quan hệ gì? Nghĩ đến Vi Vân phó thác công ty cho anh, còn muốn anh chăm sóc cô, khiến Duy Dung cảm giác rất kỳ quái. Nhưng lúc ấy Vi Vân tâm trạng đang rất tồi tệ, anh không tiện hỏi nhiều. Hàng xóm, Phạm Ý trả lời không chút nghĩ ngợi. Muốn lừa tôi à? Duy Dung không vui nhíu mày, Phạm Y tức giận mím môi, khẽ hử một tiếng. Lùi anh có kẹo ăn chắc? Câu ăn không? Anh cười hỏi. Phạm Y làm ra vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Không ăn. Không còn cách nào khác. Có thể cô là ngoại lệ của phụ nữ không hứng thú với đồ ngọt. Vậy thì đúng rồi. Nhìn nét mặt chán ghét của cô, Duy Dung không nhịn được cười lớn. Tìm được con gái không thích đồ ngọt là chuyện rất khó. Duy Dung thật sự không ngờ cô lại là ngoại lệ đó điều này làm anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc cười cười chết anh đi phạm y lạnh lùng liếc mắt không vui nhỏ giọng nói thầm thu hồi nụ cười hỏi nửa ngày duy dung vẫn không có được đáp án anh nhịn không được lại nhắc nhở thư khí tả cô còn chưa có nói cho tôi biết cô và vi Vân chính xác là có quan hệ gì phạm y vẫn trả lời hời hợt hai chữ hàng xóm này anh hiểu được chứ chẳng qua bọn họ thân mật hơn một chút nhưng không thể nói ra biểu hiện của phạm y ở công ty rất xuất sắc cô không chỉ là quản lý hành chính của công ty đâu vào đấy cũng sắp xếp lịch trình của vi vân không hề qua loa và càng không có ai biết rằng rất nhiều dự án lớn công ty nhận được trong một hai năm nay trong đó mấy hạng còn được quốc gia quyết định khen thưởng sáng tạo đều là do cô nghĩ ra nhưng tác phong làm việc của phạm y khiêm tốn cũng không lấy làm cao ngạo, yêu cầu Vi Vân không công bố những chuyện này ra ngoài, cô vẫn làm chức thư ký nhỏ như trước, có một cô thư ký trách nhiệm lại chuyên nghiệp như vậy, giúp Vi Vân quản lý tất cả, công việc của Vi Vân nhẹ nhõm đi không ít, Sở Tịnh lại càng không cần lo trước lo sau, chỉ cần ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp cùng hôn phu đi dự tiệc là được. Dĩ nhiên, điều này là bí mật giữa cô, Sở Tịnh và Vi Vân, không cần thiết nói cho những người khác dĩ nhiên bao gồm cả anh ta nghĩ tới đây phạm y không khỏi nghĩ lại đến việc sở tịnh mất tích đội tâm thoáng chốc cực kỳ khổ sở nét mặt phạm y đông cứng lại một lúc lâu không thấy sắp mất rất dễ dàng thấy được linh hồn nhỏ bé của cô đã không có ở đây tâm chỉ không biết đã chạy tới nơi nào không thích cảm giác bị bỏ quên và lại từ nhỏ đến lớn bình thường đều do anh bỏ quên người ta vẫn chưa có người nào dám quên mất sự tồn tại của anh duy dung dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt cô không vui nhắc nhở thư ký tả lúc nói chuyện với người khác mà tâm trí lại đi vào cõi thần tiên hình như có vẻ không tôn trọng đối phương lắm thì phải giật mình phạm y mở mắt phủ nhận tôi có đi vào cõi thần tiên đâu vậy sao như vậy xin hỏi cô vừa rồi tôi nói gì Duy Dung cười lạnh hỏi ngược lại. Vừa rồi nói gì? Phạm Y nhìn anh, lại cúi đầu suy tư một lát, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn anh. Anh vừa mới nói gì sao? Cô không nghe thấy anh nói? Đương nhiên là có. Cười mỉa mai. Duy Dung hử mũi. Thấy chưa? Rõ ràng là không trả lời được. Nói cô lạc vào cõi thần tiên, cô còn sống chết không thừa nhận, thật là con nhóc ngang ngạch. Duy Dùng tỏ vẻ mặt bẫn cợt, thật ra đáy lỏng đã sớm cười to. Bà Phạm Y không còn biết mình bị trêu đùa, cúi thấp đầu xuống, mặt xấu hổ lúng túng. Tôi có thể xin lỗi, tôi đã từng đắc tội với anh, hay là kiếp trước có kết thủ oán với anh sao? Nhìn gương mặt tuấn tú tươi cười của mộ dung, Phạm Y hận không thể đánh vào cái mặt đó. Xin mời các bạn cùng nghe bộ truyện Tổng Giám Đốc và Cô Thư Ký, tác giả Đỗ Nhâm, thể loại ngôn tình, Tại một đồi núi tĩnh lặng, cảnh vật tiêu điều, mảnh đất mà chỉ khiến cho người khác đau đớn, tan nát cõi lòng. Thu xếp xong xuôi chuyện tang sự, dọn dẹp lại ngăn nắp tất cả di vật của bà nội. Sau đó tả phạm y đến từ biệt với bà nội. Một lát nữa đây, cô sẽ phải quà giang xe để về trường học. Nhìn phần mộ vừa mới đắp, nước mắt của phạm y như thể vỡ đê giản ruộng tuôn đẩy trên mặt, ảo ảo liên tục chảy xuống, dù cô có lau thế nào cũng không lau khô được. Vội vã trở về, thế nhưng cô vẫn không kịp gặp mặt bà nội một lần cuối, không nghe được lời chăn chối sau cùng của bà, không thấy được đáy mắt đôn hậu và hiền lành của bà. Tiếc núi này, nỗi đau này, không có lời lẽ nào có thể tả xiết. Mười mấy năm trước, cô mất đi cha mẹ, nỗi đau đó còn chưa kịp ngôi ngoai, mà này lại phải đối mặt với nỗi đau mất thêm người thân cuối cùng nữa. Đau đớn này, cô biết chia sẻ cùng ai, biết sẽ bảy cùng ai đây? Không có, không có ai cả, mất đi luôn người thân cuối cùng rồi. Sau này cô chỉ là một người cô độc nhất cuộc đời này, không thể tiếp tục chia sẻ những vinh quang và niềm vui trong cuộc sống này với bà nữa. Lúc đầu tưởng rằng chỉ cần tốt nghiệp là có thể đón bà nội lên Đài Bắc sống cuộc đời mơ ước. Nhưng giờ đây, tất cả đã hóa thành mây khói. Bà nội không kịp đợi cô tốt nghiệp, không kịp đợi cô kiếm tiền để cùng cô sống những ngày an nhàn mà bỏ lại cô một mình mà ra đi. Phạm Y rất hối hận, cũng rất đau lòng. Buổi tối sắp xếp lại di vật của bà nội, vừa nhìn tấm hình của bà thì cô liền bật khóc tức tưởi và kêu gọi, bà ơi! nhưng đáp lại cô cũng chỉ là căn phòng hưu quạnh và tiếng khóc thảm thiết của chính mình. mười mấy năm trước mất đi cha mẹ, nhưng khi đó cô còn chưa kịp thấm thía sự lẻ loi chơi chọi, thì trong cuộc sống của cô đã có thêm những lời nói dí dỏm yêu thương của bà nội, sự hài hước của bà, sự dí dỏm của bà, sự kiên nhẫn lắng nghe của bà và sự hiền từ của bà. những điều đó nó đã giúp cô nhanh chóng vượt qua nỗi đau nhưng bây giờ phải làm sao đây bà nội đã mất rồi còn ai có thể giúp cô vượt qua cơn đau này còn ai có thể chia sẻ với cô những niềm vui cùng nỗi buồn trong cuộc sống nữa cô cảm thấy thật cô đơn thật bất lực giữa trời đất rộng lớn này dường như cũng chỉ còn lại có một mình cô ngày xưa và mỗi kỳ được nghỉ hè cô luôn tranh thủ đón chuyến tảo đêm vội vã về đài nam cũng chỉ vì muốn được ở bên cạnh bà nội nhiều hơn để nghe bà kể về những chuyện khi còn bé của mình để được ăn những món ăn gia đình tự tay bà nấu dù rằng đó chỉ là một bát tương cà cũng có thể làm cho cô nhớ đến mùi vị đó khi lần sau lại từ đài bắc trở về quê nhưng kỳ nghỉ hè lần sau cô không còn nhà để trở về nữa rồi cũng không còn được ăn món tương cà do chính tay bà nấu nữa không còn nghe được những câu chuyện lý thú về tuổi thơ mà cô có thể thuộc lòng. Khẽ khẽ thở dài, Phạm Y quỳ xuống cúi đầu lại ba lạy trước bia mộ, dùng cách tự nhiên nhất, bình thường nhất nói cho bà nội biết hôm nay cô phải về trường rồi. Nhưng giọng nói nghẹn ngào, đôi môi run rẩy, chưa kịp lên tiếng mà nước mắt đã rơi xuống trước, khiến cô ngậm ngùi mãi không thể cất lên lời để mặc cho những giọt lệ tung bay trong cơn gió nhẹ, ông ánh trên mặt đất như muốn nói lên tất cả tâm tình lưu luyến không đành lòng rời đi của cô. Cô lặp đi lặp lại lời nói dành cho bà nội mình, con rất yêu, rất yêu bà. Dốc ba lô rủi đất lên, thử ổn định giản lại cảm xúc đang trào dâng lên mãnh liệt, âm thầm nói lời từ biệt với bà nội lần cuối cùng. Trong khoảnh khắc bất đắc dĩ quay đầu muốn rời đi, bỗng nhiên tâm trạng dường như bị sụp đổ khiến cô không thể chịu được lại một lần nữa gục xuống ở trước bia mộ của bà nội bật lên tiếng khóc nức nở lần này khóc tiếng khóc của phạm y như đứt từng đoạn ruột cô khóc đến khản cả giọng khóc mãi đến khi những giọt nước mắt đã cạn khô cô mới dứt khoát kiên quyết cất bước chân lưu luyến không rời mà đi ra khỏi nghĩa trang vĩnh biệt bà nội thân yêu nhất của con từ nay về sau con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt ở trên thiên đường xin bà cũng tự chăm sóc tốt cho mình trong lòng phạm y lặng lẽ nói lời từ biệt mỗi một bước chân trái tim cũng theo đó như đang chảy xuống từng giọt máu cô không dám quay đầu lại sợ một khi mình quay đầu lại sẽ không còn dũng khí để nhắc nổi bước chân mà rời đi nữa khi cô chuẩn bị rời khỏi nghĩa trang một cơn gió mát bất chợt từ trên núi thổi xuống nhẹ nhàng phát ngang qua mặt cô nó dịu dàng giống như bàn tay bà nội nhẹ nhàng quá dịu dàng quá ấm áp quá đại diện cho hơn một ngàn sinh viên nhận bằng tốt nghiệp từ hiệu trưởng nói lời cảm tạ thay cho tất cả sinh viên đã tốt nghiệp giờ khác này phạm y là sự vinh quang là niềm tự hào nhưng cô lại tiếc nuối vì trên ghế phụ huynh lại thiếu mất đi bà nội, người mà cô yêu thương nhất. Giờ khác này, cô khát khao rằng bà nội vẫn còn ở đây, có thể chia sẻ với cô niềm vinh quang này. Tiếc rằng đó chỉ là tiếc núi mà không thể nào hoàn thành. Nhìn Vi Vân và sợ tịnh ngồi ở vị trí khách mời đại diện cho người thân của cô, lòng Phạm Y vô cùng cảm kích. Sau khi phát biểu cảm nghĩ xong, cô giơ cao tấm bằng tốt nghiệp nhận được tự hiệu trưởng không người cúi chào cô dâng tặng sự vinh quang này cho tới bà nội ở trên thiên đường cũng chia sẻ phần vinh quang này với sở tịnh chị em tốt của mình và cả anh vị vân vị hôn phu của chị ấy nhưng cô không muốn người khác biết nội tâm của mình cảm xúc ưu thương tột cùng của mình lúc này hít một hơi thở sâu để giấu đi vẻ cô đơn trên mặt cô lặng lẽ trôn giấu sự đau đớn đó xuống đáy lòng chị sở tịnh và anh cả Vi Vân tới là để chúc mừng tốt nghiệp mình. Mình không nên để họ nhìn thấy sự đau khổ trong lòng của mình. Phạm Y, chúc mừng em. Cô vừa bước xuống bục, sở tịnh lập tức vui mừng tiến lên, đón ôm chặt cô vào lòng. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã thấy thích cô bé Phạm Y nhỏ hơn mình 5 tuổi này, hơn nữa còn luôn yêu thương coi trọng Phạm Y như em gái ruột thịt thân thiết. Tuy rằng, Phạm Y vừa mất người thân không lâu, nhưng hôm nay cô ấy tốt nghiệp là chuyện vui nên ăn mừng cùng với mọi người. Vì vậy, thân là chị em tốt của Phạm Y, nói gì cũng phải tới dự buổi lễ tốt nghiệp này. Thứ nhất, mượn dịp này để làm giảm bớt sự buồn phiền cho cô. Hơn nữa chính là hy vọng có thể mời cô đến làm việc ở Cạnh Thiên, công ty mới khai trương của Vi Vân. Mỗi khi hòa phượng hoảng nợ, khúc hát chia tay vừa cất lên, cũng chính là thời khắc tuyển nhân tài quan trọng của giới công ty. Mà Phạm Y xuất sắc như vậy, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng được các công ty tranh nhau tuyển dụng. Thời gian trước nhà cô xảy ra chuyện lớn, sở tịnh ngại đề cập đến vấn đề ấy. Bây giờ cô đã ra trường và tranh thủ kẻo mất nhân tài. Cho nên, hôm nay ngoài tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Phạm Y ra, chuyện quan trọng nhất Dĩ nhiên là lôi kéo em gái ngoan, Phạm Y này dốc sức cho công ty của Vi Văn rồi. Cảm ơn chị Tịnh và anh cả Vi Văn rất nhiều." Lèn lén lén lau đi nước mắt, Phạm Y cố gắng tỏ ra mình đang vui vẻ. "Em nói vậy là quá khách sáo rồi, em quên chị là ai hả?" Sở Tịnh làm bộ không vui, còng môi lên. "Là chị của em, người chị tốt nhất của em." Phạm Y ngượng ngùng đỏ mặt nói. "Ừ đúng rồi." đã là chị em thì đừng nói những lời khách sao ấy nếu không chị tịnh của em lại phòng má lên mất vi vân trêu ghẹo bầu má của vợ mình cười ha ha lắc đầu anh trêu em sợ tịnh không cam lòng bị giễu cợt làm bộ tức giận đấm mạnh lên cánh tay vi vân ơ kìa chị tịnh anh cả vi vân hai người đừng nên gây gỗ vì em mà thấy hai vợ chồng họ náo loạn phạm y lo lắng chảy mồ hôi đầy đầu vội vàng khuyên ngăn được muốn bọn chị không gây gỗ chỉ phi phạm y đồng ý với chị một chuyện sở tịnh lẻ lưỡi với vi vân xoay người nhân cơ hội bắt trẻ phạm y chuyện gì vậy chỉ cần là giúp được phạm y nhất định sẽ giúp ở trên thế giới này cũng chỉ còn lại có sở tịnh thân thiết nhất với cô huống chi khi còn bé được chị ấy giúp đỡ rất nhiều bây giờ có cơ hội bảo đáp sao cô có thể từ chối được em nhất định giúp được Sở tịnh lôi cô sang một bên nói tiếp. Chỉ mong em có thể đến công ty của Vi Vân làm việc, giúp chị tịnh của em theo dõi anh cả Vi Vân, tránh cho anh ấy sợ ý bị cô gái nào đó trong công ty cướp đi mất. Nghe vậy, Phạm Ý suýt nữa không kiểm chế được mà bật ra tiếng cười. Tình yêu Vi Vân dành cho sở tịnh, ngay cả cô em gái này cũng có thể nhìn thấy từ mắt anh, sầu đậm như thế, nồng nàn như thế, nếu thật sự muốn cướp anh ấy đi, e chừng cũng không phải chuyện đơn giản. Không đâu, anh cả Vi Vân yêu chị như vậy, ai rảnh lấy trái tim anh ấy được. Lý trộm Vi Vân đứng nhìn cách họ không xa, Phạm Ý vội vã an ủi sở tịnh đang hoang mang, lo lắng. Nhưng chị vẫn lo lắm. Thở dài, sở tịnh để lộ sự phiền não trong lòng qua hàng lông mày. Em không giúp chị tịnh được chuyện này sao? Phạm Ý rũ mắt xuống cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, rồi ngước mắt lên gật đầu nói dạ được em sẽ giúp chị vừa nghe phạm y đồng ý sở tịnh vui mừng reo lên sau đó chạy vào lồng ngực vi vân len lén làm tư thế chiến thắng vân anh nghe đấy phạm y đồng ý rồi em ấy đồng ý rồi em đó không sợ làm khó người khác à vi vân cương chiều nhéo cái mũi nhỏ của sở tịnh cố ý thở dài vẻ mặt ai oán hai dạ đã nói với em rồi nếu em không yên tâm thì tới công ty mình làm đi nhân tiện ở bên anh luôn em lại không muốn e rằng đã có công ty thật tốt tuyển nhân tài phạm y này rồi em như vậy không phải là làm khó em ấy sao thật ra họ đã nghe nói có công ty ngoại thương đồng nghiệp tuyển dụng cô rồi mà sở tịnh không cam chịu để cô em ưu tú như vậy làm việc cho công việc đối thủ nói gì cũng muốn kéo phạm y tới công ty bị vị hôn phu của mình nước phủ xa không chảy ruộng ngoài chứ sao? Phạm Y vội vàng trả lời, không, không sao đâu ạ. Mặc dù ban đầu đã đồng ý với một công ty ngoại thương sẽ cần nhắc cẩn thận, nhưng vừa lúc gặp được chuyện bà nội qua đời, chuyện này cũng liền kéo dài theo. Bây giờ, cô còn chưa đi làm, gọi điện thoại nói xin lỗi, kể rõ ngọn nguồn, công ty ngoại thương chắc sẽ không làm khó cô đâu. Sở tịnh cười rất vui vẻ, không sao, không có vấn đề gì cả bảo anh cả vi vân đi xử lý là được người lạ cô kéo đến nhưng vấn đề vì sao dĩ nhiên phải nhờ ông chủ lớn vi vân này tự ra tay không liên quan đến cô nữa đi chúng ta đi ăn mừng thôi một tay vòng lấy phạm y một tay ôm lấy tay vi vân sở tịnh muốn đến nhà hàng ăn mừng một phen hôm nay đúng là nên ăn mừng nhưng phạm y chẳng hề muốn ăn mừng gì cả bởi vì bà nội cô vừa mất nên cô không thể nào vui nổi chỉ muốn lẳng lặng một mình ngày hôm nay vẻ mặt phạm y gượng gạo nói lời xin lỗi chị tịnh xin lỗi em còn có một chút chuyện chưa xử lý xong hôm nay sợ rằng không đi được em còn có việc sao chị tịnh thất vọng anh cả vi văn chị tịnh em xin lỗi phạm y liên tục nói xin lỗi đôi mắt phạm y sợt lóe lên vẻ cô đơn vi Vân đứng bên nhận ra đó là sự đau thương khi mất đi người thân cùng với vẻ mặt phức tạp khi vinh quang đau khổ không thể chia sẻ với người thân nhất của mình anh có thể hiểu rõ tâm trạng không muốn ăn mừng của cô tịnh đừng làm khó phạm y nữa em cũng mời được nhân tài rồi chúng ta có thể ăn mừng lúc khác dù sao vẫn còn nhiều thời gian mà vi vân cười giải vây cho phạm y được rồi sở tịnh mất hưởng bĩu môi vị hôn phu cũng nói như vậy cô dĩ nhiên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý Phạm Y nhìn Vi Vân với vẻ cảm kích. "Vậy chúng ta đi, về phần chi tiết việc làm, anh cả Vi Vân sẽ liên lạc với em nhé." Không tặng quà cho Phạm Y lúc ăn mừng, Sở Tịnh vội vàng nhét món quà đã chuẩn bị vào tay Phạm Y, còn đánh đòn phủ đầu mà nói, "Còn nữa, đây là quà của chị và anh cả Vi Vân, em cứ nhận đi, không được từ chối." Nhìn hộp quà được gói tinh xảo trong tay, trong mắt Phạm Y tràn ngập vẻ cảm kích. "Anh cả Vi Vân, chị Tịnh" em cảm ơn. Đừng khách sáo, vậy chúng ta đi, bye bye. Ôm cánh tay Vi Vân, sở tịnh và y tay với Phạm Y. Nhìn bóng lưng sở tịnh hạnh phúc, bên Vi Vân rời đi, sự cô đơn lại chiếm cứ trong lòng Phạm Y, cảm giác có người bầu bạn thật tốt biết bao. Về xong tập công văn cuối cùng, đóng quyển kế hoạch cuối cùng, tắt máy tính, mệt mỏi lắm mới kết thúc công việc ngày hôm nay, đêm đã khuya rồi, nhìn ánh sao yếu ớt nhỏ nhoi ngoài cửa sổ mộ duy dung đã mệt mỏi dã rời nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát hai ngón tay dai nhẹ huyệt thái dương đau âm ỉ cuối cùng rũi thắt lưng đã cứng ngắc vì đau lúc này mới tắt đèn đi ra khỏi phòng làm việc trước đây không lâu mộ duy dung đã kế thừa tập đoàn t việt tử cha công ty còn chạy khắp toàn bộ đài loan anh là người chuyên tâm với sự nghiệp có trí tuệ hơn người được tạp chí danh nhân thời đại đề cử là người đàn ông độc thân có giá trị nhất công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực khiến anh phải chu đáo với tưởng tường tiêu thụ hơn nữa anh còn phải dành sức cho sản nghiệp khoa học kỹ thuật tư vấn mà mình yêu thích vì vậy khi mọi việc dồn đống lại thì anh đều không có thời gian nghỉ ngơi theo kinh nghiệm bận đến không có thời gian ăn cơm lúc trước anh sẽ không để cho mọi chuyện dồn đống lên như vậy nhưng dù sao cũng có lúc ngoại lệ mà hôm nay chính là ngoại lệ hiếm hoi đó. Chẳng qua mệt mỏi này đối với mộ Duy Dung mà nói đã chẳng là gì, bởi vì anh đã trải qua thời gian mệt mỏi nhất rồi. So với chuyện ngày hôm nay chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ngồi trên xe, những hình ảnh tràn đầy hơi thở lãng mạn dần hiện lên trước mắt. Những người sống ở Đại Bắc đều biết ban ngày thành phố Đại Bắc có lẽ không có gì hấp dẫn cả, nhưng một khi đã vào đêm ánh đèn dịu dàng tăng thêm không khí lãng mạn, làm cho người ta cảm thấy lúc này một ngày mới thực sự bắt đầu. Đột nhiên, tầm 50 mét trước đầu xe, Mộ Duy Dung thấy một bóng dáng mảnh khảnh say lảo đảo bước ra từ PUB. Bóng dáng siêu vẹo chỉ trực ngã như cây liễu trong gió, vẻ mảnh mai cực kỳ đáng thương. Nếu như là trước đây, anh nhiều lắm là lắc đầu chê cười, tiếp đó làm như không thấy mà lái xe đi, nhưng hôm nay không biết có phải sự đồng tình tích chữ trong lòng đã đến trạng thái bão hòa mà tràn đầy phần phát tiết hay không. Tóm lại, tim của anh bất giác chợt nhói lên. Trong khoảnh khắc xe vượt qua, anh nhìn thấy cô. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng khoảng cách gần như vậy khiến trái tim anh lại càng xiết lại. Phản ứng khác thường như vậy làm cho mảy kiếm của Duy Dung nhíu lại. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở hắt ra một hơi, muốn giải tỏa cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng cảm giác bất đắc dĩ đó lại không hề tan biến. Không nên có cảm giác đó với người xa lạ, anh cần phải lạnh lùng, phải vô tình, không nên có phản ứng khác thường này. Sự khó chịu càng tăng lên, sau vài giây do dự, tín hiệu muốn anh dừng xe được não bộ chuyển đến chân anh không ngừng, thúc giục anh phải dừng lại. Rốt cuộc khi cách bóng dáng lay động đó không tới 5 mét, anh lại có thể nhấn phanh xe ngừng lại. Mộ Duy Dung luôn luôn xét nét phụ nữ, lại là một chuyện vô lý nhất trong đời như vậy. Ngoài sư tưởng tượng như vậy, người không sợ có phụ nữ bảo bạn như anh lại tiếp cận một cô cô gái trong bóng đêm này. Thầy bóng dáng không coi ai ra gì kia, ngồi trên ghế đá bên đường, gục người xuống vùi mặt giữa hai chân. Mộ Duy Dung không khỏi lắc đầu nguẩy nguậy. Không thể nào, cứ tưởng rằng cô chỉ uống say mà thôi, không ngờ cô lại ngồi khóc như trẻ con thế kia cây cỏ nhỏ bên chân cô không chịu được nước mắt tàn phá mà lay động tạo thành một hình ảnh hết sức thú vị sau khi diễn sở tịnh và bê vân phạm y cũng không tham gia tiệc chúc mừng tốt nghiệp trong khoa mà lại một mình len lén tới pub uống rượu dùng chất cồn làm tê dại bản thân để cô tạm thời quên đi buồn cổ trong lòng nhưng ai biết rằng nâng chén rượu sầu lại càng sầu hơn đẩy ra cái ly trước mặt, nhấc cái mông cân đối khỏi chiếc ghế. Tối nay, cô đã uống quá nhiều rồi, tầm mắt mơ mảng cho cô biết nên về nhà thôi. Nhưng khi từ nhà thoáng qua, thì cô lại thấy đau lòng. Không, cô không còn nhà nữa rồi. Một tháng trước khi bà nội qua đời, cô đã không còn nhà nữa rồi. Giờ đây, cô là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Tính tiền, loạn choạng rời khỏi PUB, Bây giờ cô phải trở về chỗ ở tạm, đủ cho cô che gió tránh mưa, không đến nỗi lưu lạc nơi đầu đường. Thì ra là tiệc rượu làm đôi nước mắt, thể hiện nỗi khổ trong lòng. Phạm Y vừa bước đi vừa kịp nước mắt, nhưng nước mắt cứ rơi như mưa không thể kiềm chế được. Cho dù cô lau thế nào cũng không khô, cuối cùng cô khóc đến mức không nhìn rõ đường, ngồi xuống chiếc ghế ven đường không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của cô. Phạm Y vùi mặt giữa hai chân, mặc cho nước mắt rơi xuống nơi dưới. Anh nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi xin mời tránh ra. Nàng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vùi giữa hai chân, đột nhiên cô cất giọng buồn buồn. Mộ Duy Dung nhìn xung quanh, cho rằng cô đang nói với anh, lúc này mới tiến lên, ngồi xuống cạnh cô. Tôi nói một câu khó nghe thế, không có cô gái ngồi bên cạnh đường khóc thê thảm như cô đâu, cứ như bị người ta bỏ rơi ấy. Không đáp lại lời phê bình ác độc của anh, Phạm Y chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng chằm chằm vào anh như thể dùng hết năng lượng toàn thân, cứ như không dùng ánh mắt đủ quét người anh không cam lòng. "Được rồi, không phải là bị bỏ rơi, là thất tình, được chưa?" Anh sửa cách dùng từ. Cô hỏi lại với giọng điệu không tốt. Anh không thể nói lời nào có ích sao? Miệng chó còn không mọc ra ngả voi, câu này chắc chắn dùng để miêu tả người như anh ta. Anh giễu cợt với giọng khinh miệt. Bây giờ lời nói dễ nghe thì cô có nghe không? Không nghe, không cần đoán cũng biết. Cô không muốn nghe thì sao? Phạm Ý tức giận, trừng mắt nhìn anh. Tôi không muốn nghe. Cô lặng lặng khóc một mình không được sao? Có làm phiền đến ai đâu? Anh nói hùng hồn. Quá nửa đêm, thấy cô chiếm cái ghế ven đường gào khóc như thể không người, rất chướng mắt cũng quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác. Anh đang phụ độ chúng sinh, tình cảm sâu đậm vĩ đại đó. Cô bị chọc thiếu chút nữa nổi bão, hét lên. Nhắm mắt lại thì đừng nhìn nữa, bị tai đi đừng nghe nữa không được sao. Anh thở dài. Ý cô là muốn tôi gặp tai nạn say cộ máu me bè bét sao? Ai già độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả nhiên không sai. Đâu có? Có đây. Anh bị ngu à? Cô mới thần kinh, nửa đêm canh ba không ngủ được khóc lóc giữa đường, muốn giả quỷ dọa người cũng kém quá đấy. Cô giả quỷ dọa người, cắm mắt của anh ta thấy cô dọa người. Anh... Phạm Y tức giận không nói nên lời. Mộ Duy Dung lại nói tiếp. Tôi làm sao? Siêu đẹp trai không ai bằng đó. Nghe vậy, Phạm Y không mực mình nữa mà tự dưng thấy buồn cười. Chọc cô cười khó thật đấy, hơi <laughs> dạc. Mộ duy dùng được lợi có ra vẻ vừa lắc đầu vừa than thở ra sức là mồ hôi như thể uất ức lắm phạm ý tức giận được anh ta tôi chẳng hề muốn bị anh trêu chọc người đàn ông này không thấy mình đang rất đau lòng hay sao và lúc người khác đau lòng mà đến chọc cười thì thật là thiếu đạo đức là mình nhảm chán không có việc gì làm đi gây sự với người phụ nữ không biết cảm ơn này được chưa duy dùng nhún vai thẩm nghĩ đang lúc duy dùng cũng tức giận đáp lễ cô bằng cách trưởng mắt thì anh phát hiện ra cô gái này vừa khác vừa cười. Hơi sao động gợi lên lúm đồng tiền nhỏ xinh, càng khiến cô có vẻ cực kỳ đáng yêu. Nè, cô cười lên trông thật xinh đấy. Anh cứ như phát hiện ra vùng đất mới. Cô hở hững liếc anh. Anh đang khen tôi, hay là đang chê cười tôi? Đừng quên, mới vừa rồi anh mắng tôi giả quỷ dọa người đấy. Anh cười lưu manh. Ai bảo khi nãy cô vùi đầu giữa hai chân chứ? tôi không muốn nhìn anh. Cô bực mình nói, có thể rũ sạch hết, thật sự nhẹ nhõm mà, cứ như cô là người sai vậy. Hết cách thôi, vì nhìn trướng mắt. Vẫn câu nói cũ, anh chính là người phổ độ chúng sinh. Anh... Bị anh ta chọc giận đến hộc máu mất, nhưng cô lại không biết tên của anh ta, không biết phải gạo lên thế nào. Mộ Duy Dung Anh xấu xa liếc nhìn cô, nói tên của mình. Rất dễ nhớ, Duy của tứ Duy Bát Đức dung của trung dung tôi không hỏi tên anh phạm y tỏ vẻ khinh thường não ngắn không cần nhớ nhiều có thể nhớ một cái tên mới có thể chứng minh cô không có chứng đáng trí của người già anh nhướng mày cười rất xấu xa anh tôi không mắc chứng đáng trí của người già phạm y gạo lên đến cản giọng ây ra làm sao mà cô đã quên mất rồi mộ duy dung nhớ chưa anh không sợ người khác thấy phiền mà nhắc nhở tên mình lần nữa mộ duy dung anh không nói thì sẽ chết à